bạn chuẩn bị xem nữ đế rời đi, ta tiên đế vô địch. Tập 221, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Bọn hắn đối này không rõ ràng lắm. Vô luận như thế nào, ta tiên võ cổ tộc lần nữa hiện thế sự tình, can hệ trọng đại, tuyệt đối không cho sơ thất. Tộc trưởng vẫn như cũ không trở lại trạng thái đỉnh phong, các đại trưởng lão cũng tại xung kích cảnh giới. Chúng ta còn cần một chút thời gian. Vậy chúng ta hảo hảo điều tra thêm tốt, nếu như đêm tối tiên tộc vẫn tồn tại như cũ, như vậy tất nhiên không thể lưu tình lời ấy có lý rất nhanh rất nhanh chờ ta tiên võ cổ tộc xuất hiện tất nhiên chấn nhiếp tiên giới bọn hắn cẩu đứng lên lâu như vậy một mực đang chờ một ngày này ngẫm lại hiện nay tiên võ cổ tộc cường đại liền để bọn hắn phá lệ hưng phấn tiếp lấy một đoàn người biến mất xuống tô ra trần tử diên trần tử hạo đi dạo tô ra tòa nhà thời điểm tô ra bên ngoài tới không ít cường giả đều là cổ tiêu tiên vực bên trong tai to mặt lớn thế lực bọn hắn đương nhiên là thuận dây leo sờ oa sờ qua tới. Dù sao những ngày này bọn hắn một mực đang chăm chú hai oa động tĩnh, lại thêm tô thanh tuyết cái này tương đối dễ thấy tồn tại, tự nhiên rất dễ dàng tìm đến tô ra tới. Đến nỗi vì sao tới? Đương nhiên là muốn ôm đùi. Dù sao vĩnh dạ tiên đế bóng người bọn hắn là rất khó nhìn thấy. Nhưng mà vĩnh dạ tiên đế oa tương đối liền dễ dàng rất nhiều. Lại thêm cực đạo đế cung cho tới nay đều vững như lão cẩu, mà đế cũng không dám tùy tiện đi trêu chọc, cẩn thận nếm một chút cho nên bọn hắn nói cái gì cũng phải tới một chuyến, nhìn xem có thể hay không có thu hoạch, có thể bắt cóc hai oa đi bọn hắn vậy thì làm khách không còn gì tốt hơn. Mây bay quốc gia là một phương thế lực thần bí, cũng là một vùng không gian, trong đó sinh tồn một cái cường đại tiên tộc. Bây giờ, Phù Vân Chi chủ liếc nhìn thế lực khác cường giả, nhướng mày, hôm nay đối thủ cạnh tranh có chút nhiều à. Vậy thì bằng thực lực cạnh tranh hai oa tốt. Cổ huyền môn tới tô ra làm gì? Cổ huyền môn môn chủ đứng chắp tay. Phù Vân Chi chủ đều có thể tới, ta vì cái gì không thể tới, cần gì phải biết rõ còn cố hỏi đâu. Còn cần nói, đều là tới thành đoàn cướp oa. Hừ. Phù Vân Chi chủ đã đem Cổ Huyền Môn môn chủ xem như địch nhân, mặc dù hai người bọn họ thế lực ở giữa đồng thời không có ân oán. Nhưng bây giờ có. Không bao lâu, kèm theo một trận không gian ba động, lại tới mấy cường giả. Nguyệt Kinh cung vậy mà cũng tới. Cổ Huyền Môn môn chủ đều bị choáng váng, nói ra, Nguyệt Kinh cung chủ theo ta được biết, các ngươi Nguyệt Kinh Cung cùng Tô Gia có chỗ ân oán à? Các ngươi làm sao có ý tứ tới? Nguyệt Kinh Cung chủ không thèm để ý chút nào. Có ân oán lại như thế nào? Chúng ta Nguyệt Kinh Cung lại không phải đến tìm Tô Gia phiền phức. Còn nữa, chúng ta cho vĩnh dạ tiên đế hài tử chuẩn bị lễ vật, nói không chừng bọn hắn liền ưa thích đâu. Đây là nhất mã quy nhất mã sự tình tốt à? Chúng cường giả không phản bác được, Nguyệt Kinh Cung thật sự là bỏ vốn à, ân oán đều có thể buông xuống có thể hai oa mặc dù xem ra dễ lắc lư nhưng hai oa cùng tô ra quan hệ không ít sao có thể bị nguyệt kinh cung lễ vật cho lắc lư đi được rồi mặc kệ bọn hắn chuyện rất nhanh lại là một chút khí tức xuất hiện rõ ràng là một người nam tử mang theo một đám hài tử tới cái này khiến chúng cường giả con mắt chừng lớn thái thanh thánh chủ ngươi đây là bất thường đường đường thái thanh thánh địa thánh chủ vậy mà bắt đầu mang nổi thái thanh thánh chủ một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng nguyên lai chư vị đều tại, đến nỗi ta sao. Trong lúc rảnh rỗi, mang theo bọn nhỏ tới tô ra đi dạo. Đi dạo, mang theo hài tử vừa vặn tới tô ra sao, đều ngượng ngùng chọc thủng người. Một đám cường giả âm thầm nhà rãnh, thái thanh thánh chủ cũng quá gà tặc. Rõ ràng là nghĩ hợp ý à, mang theo một đám oa đến bồi vĩnh dạ tiên đế oa chơi. Ta đi, nói không chừng hai oa thật đúng là có thể bị một đám tiểu gia hỏa nhi cho bắt cóc. Chủ quan à, một đám người xuất hiện, để tô ra bốn phía náo nhiệt lên. Còn thỉnh thoảng phát ra một trận la hét ẩm ý, cái này khiến tô ra đệ tử thấy mắt chừng cầu ngốc. Bây giờ ma tộc nhìn chằm chằm tình huống dưới, đám người kia không đi thủ nhà, lại còn có tâm tư tới bọn hắn tô ra bái phỏng. Đổi lại ngày thường những này thế lực cường đại cường giả đều chẳng muốn tới bọn hắn tô ra. Còn cần nói, nhất định là vì vĩnh dạ tiên đế hài tử mà đến. Hừ, mơ tưởng trộm oa, thành đoàn cũng không được. Từ giờ trở đi, bọn hắn nhất định phải giữ vững vĩnh dạ tiền đề oa phát giác động tĩnh tô cửu châu tranh thủ thời gian hiện thân xử lý xem xét chiến trận này lông mày đều nhíu lại chuyện hắn lo lắng vẫn là phát sinh chư vị vô sự không đăng tam bảo điện nói đi các ngươi gióng chống khua chiêng bái phòng ta tô ra là muốn cướp đi tử diên tử hạo sao chúng cường giả không để ý bọn hắn rõ ràng tô cửu châu không vui lòng bọn hắn ôm bắp đùi cho nên cũng không tức giận cổ huyền môn môn chủ nghiêm mặt nói Tô gia chủ nói đùa, ta cổ huyền môn hôm nay vô sự, đúng lúc nghĩ đến bái phỏng tô ra một phen, tuyệt không ý tứ khác. Lời ấy có lý. Phù vân chi chủ cười cười, ta mây bay quốc gia cũng là như thế, đột nhiên muốn cùng tô ra hợp tác một chút, không biết tô gia chủ có bằng lòng hay không tâm sự. Tô cửu châu đều chẳng muốn phản ứng. Ngược lại là nhìn về phía nguyệt kinh cung chủ. Sắc mặt có chút không vui đứng lên, nguyệt kinh cung chủ thế nhưng là khách quý ít gặp à, chẳng lẽ giống như bọn họ, đúng lúc liền đi tới ta tô ra tới, là muốn tìm phiền phức sao. Bọn hắn tô ra cùng Nguyệt Kinh Cung ở giữa có chỗ ân oán. Tự nhiên sẽ không quá mức chào đón. Nguyệt Kinh Cung chủ mày may không để ý. Tô ra chủ quá mức cảnh giác, ta Nguyệt Kinh Cung là đặc biệt tới biến chiến tranh thành tơ lụa. Vừa vặn giải quyết giữa chúng ta mâu thuẫn, chẳng phải nhạc tai. Ta đi. Người này ra mặt đủ dày à. Tô Cửu Châu tự nhiên không muốn lúc này ở không đi gây sự, tiếp lấy lại nhìn về phía Thái Thanh Thánh Chủ cùng đám kia oa, im lặng nói. Thái Thanh Thánh Chủ, ngươi thật đúng là dễ thấy. Thái Thanh Thánh Chủ cười ha ha một tiếng. Tô gia chủ đừng hiểu lầm, ta hôm nay có chút thanh nhàn, liền mang theo ta Thái Thanh Thánh Địa bọn nhỏ tới tô gia được thêm kiến thức. Các ngươi Thái Thanh Thánh Địa huyết mạch, cái nào cần tới chúng ta tô gia mở mang hiểu biết. Tô Cửu Châu hừ lạnh một tiếng, đám người này vì gặp Trần Tử Diên Trần Tử Hạo thật đúng là bát tiên quá hải các hiển thần thông à đổi lại bình thường làm sao tới bọn hắn tô ra đi dạo. Thái thanh thánh chủ không vui lòng, tô gia chủ không cần tự ti à, chẳng lẽ ngươi đường đường tiên tôn cường giả, còn muốn cùng một đám hài tử so đo, cái kia có sai lầm phong phạm. Tô cửu châu tức khắc á khẩu không trả lời được, nay có thể làm thế nào? Trừ cái đó ra còn có một chút khác lớn nhỏ thế lực, một mình hắn có thể nói bất quá những người này. Vạn nhất nói tức giận, còn có thể bị vây đánh. Bọn hắn tô ra trung quy là tại cổ tiêu tiên vực đặt chân, trong lúc nhất thời phạm vào khó. Chúng cường giả gặp Tô Cửu Châu bị bọn hắn nắm, dứt khoát cũng không trang, hỏi, cái kia Tô gia chủ, tử riêng tử hạo đâu? Bọn hắn ở đâu? Đừng nói cho hai chúng ta hài tử không tại các ngươi Tô gia, chúng ta cũng không tin. Sợ gì, bọn hắn nhiều người. Chờ đối phó Tô Cửu Châu nhìn thấy hai oa, bọn hắn bằng vào thực lực cạnh tranh tốt. Tô Cửu Châu một trận khí huyết cuồn cuộn, liền biết. Đây là trang đều không trang. Bạn chuẩn bị xem nữ đế rời đi, ta tiên đế vô địch. Tập 222 Tử duyên Tử Hạo ngay tại ta tô ra, bất quá bọn hắn cũng không có các ngươi những này tâm địa gian dảo, vẫn là không nên quấy rầy tương đối tốt. Tô Cửu Châu vậy khẳng định không vui lòng. Vạn nhất ra vấn đề gì, nối nhưng chính là bọn hắn tô ra. Nghe xong lời này, chúng cường giả khẳng định cũng không vui lòng. Tô gia chủ nói đùa, chúng ta nào có tâm địa gian dảo, Chỉ là gặp gặp hai đứa bé thôi, chẳng lẽ tô gia chủ cảm thấy chúng ta sẽ mặt sạn mày dày lắc lư bọn hắn, chẳng lẽ sẽ không sao? tô cửu châu hỏi lại một tiếng, đều mặt sạn mày dày tới, cái kia cũng có khả năng mặt sạn mày dày lắc lư hai oa à? đương nhiên sẽ không, chúng cường giả lắc đầu liên tục. tô gia chủ không cần lo lắng, chúng ta khẳng định tuân theo ý nguyện của bọn hắn, tuyệt đối sẽ không lắc lư hai oa. a, à, ta cũng mặc kệ các người. tô cửu châu liền xử ở đây, cùng một đám cường giả đối lập ai cũng đừng nghĩ tiến vào đi lại tại lúc này trần tử diên trần tử hạo phát giác náo nhiệt chạy đến nhìn một cái thật nhiều người nha thanh tuyết tiểu di bọn hắn là tới làm gì đây này tô thanh tuyết im lặng nói tử diên tử hạo bọn hắn có thể cũng là tới thăm đám các người phục lại còn thành đoàn tới hảo nha bất quá bọn hắn đến xem chúng ta lại là vì cái gì đây hai tiểu chỉ rất không hiểu những người không phận sự này cái ý gì dù sao tô ra người rảnh rỗi đã đủ nhiều nha tô thanh tuyết có chút nhức đầu bởi vì các ngươi phụ thân mẫu thân nguyên nhân à a à, phụ thân mẫu thân thế nhưng là phụ thân mẫu thân không đến à đây cũng là vì cái gì đây bởi vì tô thanh tuyết cảm giác vấn đề này xem như xong không được tiếp tục nói bởi vì các ngươi phụ thân mẫu thân rất lợi hại à hai oa vẫn như cũ không hiểu nhưng mà nghe vào hảo nha vậy chúng ta đi để bọn hắn nhìn xem tốt chỉ cần nói bọn hắn phụ thân mẫu thân lợi hại, cái kia chuyện đều không gọi chuyện, tùy tiện nhìn kỹ. Rất nhanh chúng cường giả phát hiện Trần Tử Diên Trần Tử Hạo xuất hiện, còn bị Tô Thanh Tuyết mang theo. Vậy căn bản không cần người khác nói cũng biết là tiểu tổ tông tới rồi. Con mắt đều phát sáng lên. Chúng ta gặp qua đế tử, gặp qua đế nữ. Một bên Tô Cửu Châu không thể làm gì, hai oa là chính mình chạy ra ngoài. Hai tiểu chỉ lập mã bắt đầu uốn nắn, chúng ta không gọi đế tử đế nữ nha. Không sai, chúng ta gọi trần tử diên trần tử hạo kỳ quái những người này lão cho bọn hắn đặt tên đám người nhịn không được cười lên xem ra vĩnh dạ tiên đế hai vợ chồng đem hai oa bảo hộ quá tốt căn bản là gì tên tuổi đều không có nếu như không phải hai oa muốn chạy ra tới bọn hắn căn bản cũng không biết chuyện này không sao đế tử đế nữ danh tự rất thích hợp đám người nhìn hai oa ánh mắt đó chính là nhìn bánh trái thơm ngon à bất quá bọn hắn trong lòng cũng ít thấy nhi đến ước lượng một chút bằng không thì sợ hai oa chạy về đi cùng bọn hắn cha mẹ cáo trạng. Hai tiểu chỉ muốn cái bảy tám phần, đại khái cũng minh bạch ý gì, liền không có để ý nhiều. Hảo nha! Vậy các ngươi nhìn chúng ta à? Không sai, xem xong các ngươi liền có thể đi rồi. Bọn hắn đứng ở chỗ này bất động là được rồi, rất đơn giản. Chúng cường giả hai mặt nhìn nhau, mắt lớn chừng mắt nhỏ đứng lên. Xem bọn hắn. Cứ làm như vậy ba ba xem bọn hắn. Này cũng không thành, phải nghĩ biện pháp bắt cóc mới được à nguyệt kinh cung chủ trước tiên mở miệng cười nói đế tử đế nữ thực không dám giấu dếm ta đối với các ngươi phụ thân ngưỡng mộ hồi lâu hôm nay là nghĩ mời các ngươi đi nguyệt kinh cung chơi tô cửu châu vô cùng tức giận nhưng mà cũng không nói chuyện trần tử diên trần tử hạo ánh mắt sáng lên ngưỡng mộ chúng ta phụ thân nha vậy chúng ta liền đi nguyệt kinh cung chơi được rồi tô thanh tuyết vừa đỡ cái chán xong con bê một lần liền bị dao động đi không đợi nàng thuyết phục những cường giả khác trước không vui lòng đế tử đế nữ đừng có gấp chúng ta mây bay quốc gia có thể so sánh nguyệt kinh cung thú vị nhiều không phải vậy đế tử đế nữ chúng ta cổ huyền muôn càng tốt hơn lời ấy sai rồi chúng ta thái thanh thánh địa chơi tốt nhất nhi đế tử đế nữ nhìn thấy không có bọn này tiểu bằng hữu đều là cùng các ngươi chơi nguyên bản còn cười nguyệt kinh cung chủ sắc mặt đều đen chư vị tối thiểu cũng phải tuân thủ tới trước tới sau nguyên tắc à gì nguyên tắc xin lỗi, chúng ta không có nguyên tắc. Nói một chút, một đám người liền dùng beng. Tô Cửu Châu mau từ bên trong đổ thêm dầu vào lửa. Cái này khiến Trần Tử Diên Trần Tử Hạo con mắt trừng lớn. Thanh Tuyết tiểu di, bọn hắn như thế nào ầm ĩ lên rồi. Tô Thanh Tuyết không thể làm gì, sau đó lặng lẽ meo meo nói, Tử Diên Tử Hạo, bọn hắn nghĩ lắc lư các ngươi. Ân, chính là như vậy. Đáng ghét nha. Vậy mà nghĩ lừa phỉnh chúng ta. Hai tiểu chỉ không nói hai lời liền tin, bởi vì bọn hắn đã bị dao động qua thật nhiều lần. Đều là người từng trải, sao có thể tùy tiện mắc lừa đâu. Thanh tuyết tiểu di, bọn hắn thật ồn ào, vậy chúng ta đi chơi à? Tốt, các ngươi muốn đi chỗ nào? Ừm, dù sao không từ tô ra liền tốt. Tòa nhà lớn cũng không muốn, đi dạo cái tòa nhà hơi kém không có đem bọn hắn mệt chết. Điều này nói rõ tòa nhà lớn cũng không phải chuyện tốt gì. Vậy chúng ta đi. Tô Thanh Tuyết tranh thủ thời gian mang theo hai oa chuồn đi còn lại để cha ruột xử lý tốt. Nhao nhao nửa ngày chúng cường giả chợt phát hiện oa không còn. Đế tử đến nữ đâu? Không tốt, oa chạy. Đế tử đến nữ, chờ chúng ta một chút. Tô Cửu Châu lập tức chặn đường. Chư vị không phải muốn nhìn xem ta tô ra sao. Vậy ta tự mình chưa đãi các ngươi tốt. Đã có thể để các ngươi mở mang hiểu biết, còn có thể biến chiến tranh thành tơ lụa, chẳng phải nhạc tai. Ngươi tránh ra à? Cùng lúc đó, tiên võ cổ tộc cường giả đã tìm hiểu rõ ràng bởi vì đây hết thảy đều không phải cái gì đại bí mật khắp nơi có thể nghe có thể kết quả để bọn hắn cực kỳ ngưng trọng lên vĩnh dạ tiên đế lại xuất hiện trần quân dạ không nghĩ tới trần quân dạ tu vi tan hết cũng chưa chết còn lần nữa quay về đỉnh phong cảnh giới thậm chí càng thêm cường đại sao lại thế vĩnh dạ tiên đế thật sự là thật là lớn khí vận chuyện này đối với bọn hắn tới nói cũng không phải cái gì chuyện tốt cụ thể làm sao không rõ ràng nhưng cũng đủ để chứng minh trần quân dạ khí vẫn không tầm thường nay đều có thể đi không có thanh huyền đạo tông che chở còn có thể cầu ở thậm chí lại nghịch thiên cải mệnh bất luận như thế nào vĩnh dạ tiên đế hiện nay đã đỉnh phong tiên đế chi cảnh chỉ sợ rất khó trêu chọc không xác định hắn phải chăng biết được ám dạ tiên tộc nhưng mà nếu như để hắn biết chúng ta tồn tại tất nhiên cũng là phiền toái cực lớn cũng không phải trêu chọc không nổi dù sao bọn hắn tộc trưởng cũng là đỉnh phong tiên đế cảnh giới chỉ là thụ thương tích đang khôi phục Bây giờ Tiên Võ cổ tộc nghĩ lại đến tiên giới, như vậy tất nhiên gây nên một chút động tĩnh, lại có Trần Quân Dạ như thế một cái cường đại địch nhân, kia tuyệt đối không phải bọn hắn muốn nhìn đến. Càng không có nghĩ tới ma tộc cũng sẽ xuất hiện một vị đỉnh phong tiên đế cường giả. Xem ra Vĩnh Dạ tiên đế đã cùng cái kia ma tộc cường giả giao thủ qua, ai cũng không có thế nhưng ai, này liền nói rõ bọn hắn thực lực cũng tại sàn sàn với nhau thôi. Cái này khiến bọn hắn càng thêm kinh ngạc. Chỉ là ma tộc về ma tộc đối bọn hắn kế hoạch ảnh hưởng còn không lớn bao nhiêu, cũng liền không thèm để ý. Các tộc trưởng khôi phục trạng thái đỉnh phong, tất nhiên có thể ứng đối vĩnh dạ tiên đế. Bạn chuẩn bị xem nữ đế rời đi, ta tiên đế vô địch. Tập 223, tiên võ cổ tộc cường giả nghĩ tới đây, mới thoáng thư thái. Tộc trưởng còn cần thời gian, trước đó, chúng ta không thể tùy tiện bại lộ. Lời ấy có lý, đề phòng hậu hoạn, ám dạ tiên tộc huyết mạch cũng nhất định phải diệt trừ. Chờ ta tiên võ cổ tộc lần nữa giáng lâm, tất nhiên có thể chấn áp cái kia vĩnh dạ tiên đế. Trần quân dạ biến hóa để bọn hắn cảm thấy sợ hãi, không diệt trừ chỉ biết ăn ngủ không yên. Bất quá trần quân dạ trung quy là tân sinh đỉnh phong tiên đế cường giả thôi, thiên phú nghịch thiên, nhưng cũng chưa chắc chính là bọn hắn tộc trưởng đối thủ. Bởi vì bọn hắn tiên võ cổ tộc truyền thừa lâu đời, vô tận tuế nguyệt yêu hóa huyết mạch về sau, chỉ biết càng thêm cường đại. Tộc trưởng cũng được xưng tụng là cổ lão tiên đế, tuyệt không phải người thường có thể so sánh chỉ là ma tộc hiện nay tựa hồ cũng không quá an phận hừ để bọn hắn sinh động một trận à chờ ta tiên võ cổ tộc giáng lâm nếu như ma tộc không biết tốt xấu cái kia toàn diện diệt trừ là được cũng đúng lúc để ta tiên võ cổ tộc lần nữa dương danh bọn hắn lo lắng duy nhất chính là sợ bức gấp vĩnh dạ tiên đế vĩnh dạ tiên đế cùng cái kia ma tộc đỉnh phong tiên đế cường giả liên thủ như vậy đối với bọn hắn tới nói chính là to lớn phiền phức dù sao địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu ai còn nói đến định đâu bất quá bây giờ cũng chỉ có thể đến lúc đó lại nói chỉ là nghe nói vĩnh dạ tiên đế còn để lại một chút dòng dõi đều loại tình huống kia vĩnh dạ tiên đế lại còn có tâm tư sinh oa đương nhiên oa đối với hắn nhóm không có uy hiếp đáng tiếc à chúng ta về trước đi cáo tri tộc trưởng sau đó lại làm định đoạt à nói một đoàn người liền về tiên võ cổ tộc bí mật chỗ ẩn giấu trần tử diên trần tử hạo tại tô thanh tuyết dẫn đầu dưới bốn phía du đảng từ khi không cần quan tâm đại đạo tổ tông sự tình về sau, bọn hắn cũng nhàn không được. Thanh Tuyết tiểu di, ma tộc đều chạy sao? Trước đó không phải nói ma tộc rất nhiều nha, chúng ta cũng không nhìn thấy nha. Đúng thế, một cái ma tộc cũng không có chứ. Bọn hắn bỗng nhiên muốn cho chính mình không có chuyện tìm một chút chuyện làm. Chủ yếu là tương đối hiếu kỳ, chưa thấy qua ma tộc hình dạng thế nào. Tô Thanh Tuyết nói ra, tử duyên tử hạo, ma tộc đều giấu đi, rất khó tìm đến. A à, cái kia ma tộc sẽ giấu ở nơi nào đâu? Thanh Tuyết tiểu di, nếu không chúng ta đi tìm ma tộc à? Hai tiểu chỉ ý tưởng đột phát. Cái này khiến Tô Thanh Tuyết sắc mặt đều đen, hai oa thật sự là ở không đi gây sự à, xem ra tại Hoang Cổ đại lục, bọn hắn cha mẹ để bọn hắn đi bận rộn tông môn sự tình mới là chính xác, nghiêm túc nói, ma tộc thế nhưng là rất đáng sợ. Có bao nhiêu đáng sợ đâu? Dù sao trong lòng bọn họ là không có đếm, trừ phi để bọn hắn mắt thấy mới là thật. Tô Thanh Tuyết giả bộ sợ hãi, hù dọa nói, ma tộc việc áp bất tận, làm sằng làm bậy, sẽ còn ăn tiểu hài nhi. Nhất là các ngươi loại này nho nhỏ, non nớt, mở miệng một tiếng. a, à, loại này chúng ta gặp qua rồi. Hai tiểu chỉ hoàn toàn không giả. Không sai. Trước đó còn có ma đầu muốn ăn chúng ta loại này tiểu hài nhi đâu, kết quả bị chúng ta đánh chạy. Còn bị xinh đẹp tỉ tỉ diệt trừ rồi. Gặp hai oa chẳng những không sợ còn thật cao hứng, Tô Thanh Tuyết chỉ có thể khổ tâm thuyết phục, lắc đầu nói. Loại kia tiểu ma đầu nhưng không cách nào cùng tiên giới đại ma đầu so. Mà lại, ma tộc so với các ngươi cường đại, các ngươi đánh không lại bọn hắn. Cho nên các ngươi cũng không thể đi tìm ma tộc. Tranh thủ thời gian dẹp ý niệm này à? Nghe nói là Trần Tử Diên Trần Tử Hạo xác thực có chút hư, thầm hận thực lực mình không đủ. Cái kia ma tộc khi dễ qua tô ra sao? Đương nhiên, chẳng những khi dễ tô ra, còn khi dễ tiên vực rất nhiều người đâu. Nếu như không phải là các ngươi phụ thân, Ma tộc lại còn không từ bỏ ý đồ. À, cái kia nếu ma tộc khi dễ tô ra, tô ra nên tìm về đi nha. Tại sao lại vòng trở về? Tô Thanh Tuyết hoài nghi hai oa muốn hố bọn hắn tô ra. Tử Diên Tử Hạo, tô ra đánh không lại ma tộc, tìm về đi sẽ còn bị đánh. A à, nha. Hai tiểu chỉ Minh Bạch, nguyên lai là Thanh Tuyết tiểu di phụ thân không được, đổi lại bọn họ phụ thân lời nói vậy thì tìm đi về đi. Cái kia ma tộc hình dạng thế nào đâu? Tô Thanh Tuyết suy nghĩ một lúc nói ra ma tộc hình thể rất lớn liên cùng núi nhỏ một dạng bọn hắn trên đầu còn mọc ra dài mấy mét sừng thú con mắt đều đỏ miệng đầy răng nanh toàn thân lông nền không biết hai oa tin hay không dù sao nàng là tin chỉ hy vọng hai oa tranh thủ thời gian đoạn mất không nên có suy nghĩ trần tử diên trần tử hạo cẩn thận bổ não một chút phát hiện bằng vào bọn hắn năng lực bổ não không ra không cho phép cái kia ma tộc thật kỳ quái nha a à, thanh tuyết tiểu di Ngươi nói là loại kia bộ dáng sao? Bỗng nhiên hai tiểu chỉ chỉ vào tô thanh tuyết sau lưng nói, hà, tô thanh tuyết đều bồn chồn, quay đầu nhìn lại, giật nảy mình, lập tức một tay nhấc một cái oa phi tốc lui lại, cảnh giác nói, đây là vật gì? Chỉ thấy một cái to con quái vật xuất hiện, dài mấy mét sừng thú, miệng đầy răng nanh, toàn thân lông đen. Thanh tuyết tiểu di, ngươi nói có đúng không là cái dạng này đâu? Hai tiểu chỉ nhớ thương chuyện này, quay đầu hỏi thăm không đợi tô thanh tuyết đáp lại quái vật kia cười ha ha một tiếng thú vị thật thú vị không nghĩ tới chúng ta ma tộc dài cái dạng này ma tộc tô thanh tuyết sắc mặt hoàn toàn thay đổi đứng lên lập tức đem hai oa bảo hộ ở sau lưng đầu này ma tộc xuất hiện lặng yên không một tiếng động tuyệt đối rất cường đại nguyên lai like, ma tộc thật sự là cái dạng này nha hai tiểu chỉ lần này tâm lý nắm chắc xoát 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 ngay sau đó một đám giống nhau như đúc quái vật xuất hiện ha 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 vĩnh dạ tiên đế nhà hài tử xem như tìm tới các ngươi không sai bọn hắn là tới xúi dục tiểu nhân tiếp theo cừu khôi hóa thành nguyên bản bộ dáng vừa mới là hù dọa tô thanh tuyết gọi nàng nói lung tung tô thanh tuyết sắc mặt trắng bệch đứng lên thầm nghĩ không ổn ma tộc biến còn không chỉ một cái lại nghe thấy a à, ma tộc lại biến rồi ai hai tiểu chỉ một chàng thốt lên hai oa lại còn tại nhọc lòng loại chuyện này các ngươi còn dám xuất hiện đến tục cùng có gì mục đích tô thanh tuyết lạnh giọng chất vấn không nghĩ tới ma tộc tìm tới đây cũng không phải là công việc tốt đồng thời tranh thủ thời gian âm thầm giao người bằng không thì bọn hắn chỉ sợ rất khó thoát thân cừu khôi nhìn chằm chằm trần tử diên trần tử hạo tùy ý nói dĩ nhiên là vì bọn hắn bọn hắn thế nhưng là vĩnh dạ tiên đế nhi nữ các ngươi đây là muốn chết phải không tô thanh tuyết kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người hai oa đây là bị để mắt tới ma tộc là cầm trần quân dạ không có cách liên đến khi phụ tiểu nhân nhưng bây giờ nghĩ che giấu hai oa thân phận đều rất khó bởi vì bọn hắn chính là dễ thấy bao à hơn nữa còn không rõ ràng thực lực đối phương nếu như không cách nào thoát thân hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi bổn tọa biết cừu khôi khóe miệng mang theo nụ cười lúc này hai tiểu chỉ lấy lại tinh thần tranh thủ thời gian nhắc nhở thanh tuyết tiểu di chạy mau thanh tuyết tiểu di nói bọn hắn không phải ma tộc đối thủ Vậy khẳng định trước tiên cần phải chạy lại nói. Bằng không thì bọn hắn liền muốn bị đánh. Tô Thanh Tuyết không nhúc nhích. Chạy gì chạy, bọn hắn đều bị bao vây. Bạn chuẩn bị xem nữ đế rời đi, ta tiên đế vô địch. Tập 224, hai cái tiểu gia hỏa nhi, các ngươi đừng sợ. Nghe hai oa muốn chạy, cái kia cừu khôi khẳng định là không vui lòng. Trần Tử Diên Trần Tử Hạo phát hiện Tô Thanh Tuyết không nhúc nhích, hoài nghi có phải hay không ma tộc đem Thanh Tuyết tiểu di bị dọa cho phát sợ lập tức ngăn tại tô thanh tuyết trước người còn nãi thanh nãi khí nói ma tộc mơ tưởng khi dễ chúng ta cùng thanh tuyết tiểu gì chúng ta phụ thân mẫu thân rất lợi hại không muốn bị phụ thân mẫu thân đánh ngươi tranh thủ thời gian chạy à vậy bọn hắn đành phải phản đi qua thuyết phục ma tộc ta biết nhưng mà tại sao phải chạy ta và các ngươi phụ thân mẫu thân lại không có trực tiếp ân oán lại nói chúng ta không nghĩ khi dễ các ngươi cừu khôi sợ hai oa trở về cáo hắc trạng cho nên nhất định phải nói rõ ràng mới được. Hai tiểu con mắt sáng lên. Thật sự sao? Cái này cùng bọn hắn nghĩ không giống à? Đương nhiên. Cừu Khôi ngữ khí chắc chắn. Mà Tô Thanh Tuyết rất cảm thấy hoài nghi, thấp giọng nhắc nhở. Từ riêng từ hạo, ma tộc gian trá, bọn hắn là lừa phỉnh chúng ta. Hai Oa lịch duyệt quá ít dễ lắc lư, nhưng mà nghĩ lắc lư nàng, không có cửa đâu. Mà đây chỉ là ma tộc để bọn hắn buông xuống cảnh giác ngôn từ thôi. Hảo nha hai tiểu chỉ vội vàng thấp giọng đáp lại sau đó chất vấn ma tộc thanh tuyết tiểu di nói các ngươi là lừa phỉnh chúng ta cho nên chúng ta không tin ngươi nha tô thanh tuyết sắc mặt tối đen đây không phải trọng điểm à cừu khôi cười ha ha một tiếng vị cô nương này chúng ta không phải tới tìm ngươi hy vọng ngươi ít nói chuyện tô thanh tuyết sau đó liền lạnh hừ các ngươi có cái gì mục đích mục đích dĩ nhiên chính là bọn hắn cừu khôi cũng lười phản ứng tô thanh tuyết dù sao nàng chính là một cái mang nồi mà thôi tiếp tục nói hai cái tiểu ra hỏa nhi các ngươi có phải hay không đối với chúng ta ma tộc có hiểu lầm gì đó hiểu lầm hai tiểu chỉ sững sờ sau đó lắc đầu liên tục không có hiểu lầm không có hiểu lầm ma tộc chính là người xấu chúng ta muốn đánh người xấu thái độ kiên định mơ tưởng lắc lư bọn hắn cừu khôi bất đắc dĩ sau đó lắc lư nói chúng ta đúng là người xấu bất quá các ngươi có muốn hay không đi chúng ta ma tộc hang ổ đánh người xấu đâu. Có thể sao? Hai tiểu chỉ phi thường nghi hoặc, còn có chuyện tốt như thế. Đương nhiên có thể. Không thể. Tô Thanh Tuyết lập tức ngăn cản. Nói đùa, hai oa bị dao động đi. Vậy thì tương đương với Trần Quân dạ hạ chỉ giao tay cầm bị vĩnh chú thiên ma cho cầm tới. Tử Diên tử hạo, đừng nghe hắn. Hảo nha. Người xấu khẳng định không có ý tốt, chúng ta biết. Hai tiểu chỉ cơ linh vô cùng. Cứu khôi cảm giác Tô Thanh Tuyết rất dư thừa, nhưng mà Tô Thanh Tuyết là cực đạo người. Hai cái tiểu gia hỏa nhi, chúng ta xác thực không có ý tốt, nhưng mà chúng ta là vì bảo hộ các ngươi. Nếu như này đều xem như không có ý tốt, vậy các ngươi có phải hay không cũng là người xấu đâu. Đừng nói Trần Tử Diên Trần Tử Hạo, Tô Thanh Tuyết đều ngốc. Hai tiểu con đầu có chút chuyển không đến. Giống như có đạo lý à. Thanh Tuyết tiểu di, chúng ta cũng là người xấu sao. Trấn Kinh. Chính bọn hắn vậy mà đều không biết. Đây là trọng điểm sao. Tô Thanh Tuyết tranh thủ thời gian thuyết phục, từ riêng từ hạo, bọn hắn không phải nghĩ bảo hộ các ngươi, cho nên các ngươi là người tốt, cũng đúng à? Hai tiểu chỉ đầu óc chuyển nửa ngày, ma tộc, chúng ta không phải người xấu, chúng ta là người tốt nha. Cừu khôi lắc đầu, xem ra các ngươi sẽ không tin tưởng chúng ta, đã như vậy, vậy các ngươi đi thôi. Hà, Tô Thanh Tuyết lại ngốc, bọn này ma tộc, đầu óc không có vấn đề à? Thanh Tuyết tiểu di, ma tộc để chúng ta đi ai? Vậy chúng ta đi được rồi. Hai tiểu chỉ thành công bắt được trọng điểm. Tử Diên Tử Hạo đừng nóng vội, chỉ sợ ma tộc có âm mưu. Tô Thanh Tuyết không thể không đề phòng à. Mà lại hai oa xem như gặp phải đối thủ, bị dao động sừng sốt một chút. Chính bọn hắn đều không biết rõ tình trạng. Hảo nha! Ma tộc! Các ngươi có âm mưu gì? Hai tiểu chỉ cảm thấy ma tộc sẽ không như thế hảo tâm mới đúng. Cái kia Thanh Tuyết tiểu gì nói rất là đúng. Cừu khôi nghiêm mặt nói. Không có không có, chúng ta làm sao có âm mưu? Không có, coi chúng ta là đồ đần sao. Tô Thanh Tuyết hừ lạnh một tiếng. Nàng bây giờ mang theo hai oa kéo dài thời gian là được, chỉ cần cha ruột đuổi tới. Đối mặt Tô Thanh Tuyết cảnh giác, cưu khôi cũng không để ý. Vị cô nương này, chắc hẳn ngươi tại cực đạo đế cung nghe nói qua một ít chuyện à. Đã như vậy, ngươi khẳng định biết được một chút ẩn tình. Ẩn tình? Có ý tứ gì? Tô Thanh Tuyết nội tâm nắm chắc, nàng xác thực biết một chút, dù sao vĩnh chú thiên ma xuất hiện qua. Có thể này ma tộc lại là cái ý gì? Làm nàng cũng không biết ứng đối ra sao. Chạy cũng không phải, không chạy cũng không phải. Tổng sợ mang theo hai oa lật xe rơi vào cái bẫy. Cừu khôi đứng chắp tay. Vĩnh chú thiên ma nói qua, vĩnh dạ tiên đế chưa hẳn liền sẽ một mực lưu tại tiên vực. Có lẽ, có một ngày hắn vẫn như cũ sẽ tiến về ma uyên. Đây chính là vĩnh chú thiên ma lời nói bên ngoài thanh âm, bị hắn nghe được, tuyệt đối không phải hắn thêu dệt vô cớ nghe nói tô thanh tuyết con ngươi co rụt lại xác thực cung chủ cũng nói vĩnh chú thiên ma đề cập tới chuyện này mà lại trần công tử trình độ nào đó tới nói cũng coi là ma nếu như đây là vĩnh chú thiên ma ý tứ như vậy đều là đỉnh phong tiên đế cường giả xác thực vĩnh chú thiên ma có thể hiểu rõ hơn trần quân dạ tâm tư cái kia cùng các ngươi xuất hiện lại có gì liên quan hai tiểu chỉ về ngang đầu nhìn một chút có chút không hiểu dù sao bọn hắn là nói phụ thân đương nhiên là có quan cừu khôi cũng không nóng nảy chờ vĩnh dạ tiên đế nguyện ý tiến về ma uyên như vậy hai cái tiểu gia hỏa nhi nhưng chính là chúng ta ma tộc ma tử ma nữ ngươi cứ nói đi tô thanh tuyết bị hỏi khó cái này cũng được vòng thật là xa ma tử ma nữ thật là khó nghe nha đúng thế đúng thế hai tiểu con lực chú ý tựa hồ tại địa phương khác hơn nữa còn không quên mất nhà rãnh bởi vì cho bọn hắn lấy tên người thực sự quá nhiều đây không phải trọng điểm à tô thanh tuyết thao nát tâm xem ra ma tộc vẫn là chưa từ bỏ ý định nha nàng bây giờ đại khái đã hiểu ma tộc đây là muốn thông qua lắc lư hai oa để đạt tới mục đích vì vẫn là xúi dục trần công tử suy nghĩ lại một chút vĩnh chú thiên ma xuất hiện ý đồ có vẻ như còn hợp tình hợp lý các ngươi giống như này khẳng định dĩ nhiên không phải cừu khôi lắc đầu nhưng mà tóm lại có chỗ cơ hội cướp à chỉ cần có thể cướp đi hai oa cha đó chính là tại chỗ cất cánh còn có thể đạt tới vĩnh chú thiên ma mục đích, đây là nhất cử lưỡng tiện à. Tô Thanh Tuyết trầm mặc. Trần Quân Dạ tâm tư nàng đương nhiên không hiểu, nhưng mà Trần Quân Dạ tu luyện tiên ma lưỡng đạo, có lẽ ma tộc nói không chừng cũng có thể để cho Trần Quân Dạ càng thêm cường đại đâu. Đến lúc đó nhưng là nói không chính xác. Không thể phủ nhận, xác thực có loại khả năng này. Nhưng kết quả có lẽ không phải là các ngươi nghĩ như vậy. Khác nhau ở chỗ nào sao? Cừu Khôi nhướng mày, luôn cảm giác Tô Thanh Tuyết lời nói ngoài có lời nói. Tô Thanh Tuyết cười mà không nói, xem ra, ma tộc chưa đủ lớn rõ ràng vĩnh trú thiên ma tình huống à. Vĩnh chú thiên ma mặc dù thân ở ma tộc, nhưng mà cũng tương đương với một cái nội ứng. Bằng không thì nàng nếu là sớm lên tiếng, sớm như vậy liền phát sinh đại chiến, mà không phải bây giờ đề phòng lẫn nhau, ma đế đều chỉ có thể cầu đứng lên, có tặc tâm không có tặc đảm. Chúng ta rửa mắt mà đợi. Nghe nói là cừu khôi còn muốn nói điều gì, lại tại lúc này phát giác một chút khí tức cường đại tới gần, chỉ có thể nói hai cái tiểu gia hỏa nhi, chúng ta sẽ còn gặp lại. Sau đó liền biến mất không thấy. Dĩ nhiên không phải sợ hãi, chỉ là không muốn lúc này ngoài định mức gây phiền toái thôi. Bạn chuẩn bị xem nữ đế rời đi, ta tiên đế vô địch. Tập 225 A. À, ma tộc chạy à. Hai tiểu chỉ một tiếng kinh hô. Cái này cùng thanh tuyết tiểu di nói không giống, ma tộc liền như vậy đi. Cũng không biết là chỗ nào có vấn đề. Đúng nha, bọn hắn còn nói sẽ còn thấy chúng ta. Kỳ quái, Tô Thanh Tuyết biết, cái này để có chút siêu khó, hai oa không hiểu rõ cũng rất bình thường. Tử Diên Tử Hạo, chúng ta an toàn. Chính là hai oa bị ma tộc như thế cho để mắt tới. Không biết nên khóc hay nên cười, dù sao nổi khẳng định là Trần Công Tử. Rất nhanh Tô Cửu Châu bọn hắn xuất hiện, từng cái hút hoảng không được, tiểu tổ tông tại nhà bọn hắn xảy ra chuyện, cái kia không có cách nào bàn giao. Thanh Tuyết, xảy ra chuyện gì? Xem ra không có gì vấn đề lớn à? Tô gia chủ à, là ma tộc nghĩ khi dễ chúng ta ấy nhỉ? Không sai, bất quá ma tộc lại chạy. Hai tiểu chỉ từ cáo anh Dũng trả lời. Cái này khiến Tô Cửu Châu sắc mặt hoàn toàn thay đổi, sau đó lại trở nên mộng bức đứng lên. Lại chạy. Ý gì? Tô Thanh Tuyết gật gật đầu, lại không biết giải thích thế nào, chỉ có thể nói. Cha, không có việc gì, ma tộc xuất hiện là vì vĩnh dạ tiên đế, cũng sẽ không tùy tiện tổn thương tử riêng tử hạo. Không có việc gì liền tốt. Tô Cửu Châu thở phào nhẹ nhõm, dọa hắn nhảy một cái thế nhưng là ma tộc vì cái gì lại rời khỏi không đúng rồi theo lý mà nói làm gì cũng phải đánh một trận mới được tô thanh tuyết cười cười không nói lời nào tiếp lấy nghiêm túc nói cha tương lai phát sinh cái gì cũng đừng cảm thấy kỳ quái liền tốt miệng của nàng luôn luôn rất nghiêm cung chủ muốn phong tỏa tin tức nàng tự nhiên sẽ không lắm miệng bằng không thì sợ cha ruột cũng đi lắm miệng sau đó dắt hai oa đi ra trước mắt xem ra cơ bản toàn bộ tiên giới đều không có nguy hiểm cái kia còn sợ gì tiếp tục lãng lưu lại một mặt mộng bức tô cửu châu hà kỳ quái có gì đáng kinh ngạc ta nói thanh tuyết cha yên tâm đi chúng ta không có chuyện cùng lúc đó tiên võ cổ tộc bí mật chi địa bên trong diệp thanh huyền nhìn xem bốn phía hoàn cảnh lạ lẫm sắc mặt vô cùng ngưng trọng đây là nơi nào hắn chỉ biết hắn gặp phải một cái đối thủ đáng sợ vừa đối mặt hắn liền không địch lại sau đó bị mang đi như vậy tồn tại có thể so sánh ma đế khủng bố hơn nhiều nếu không cũng sẽ không để hắn như vậy bất lực tranh lệch quá lớn tựa hồ là một vùng không gian tôn kia tiên đế lại đến tột cùng là thần thánh phương nào đúng vào lúc này một thanh âm chuyển đến diệp tông chủ ngươi rốt cục tỉnh diệp thanh huyền thần sắc kịch biến các hạ đến tột cùng là người phương nào cần gì phải trốn trốn tránh tránh ngay sau đó một cường giả hư ảnh chậm rãi nổi lên bổn tọa chính là tiên võ cổ tộc tộc trưởng Tiên võ cổ tộc. Diệp Thanh Huyền nhìn chằm chằm người này, tựa hồ đang suy nghĩ mấy chữ này. Sau đó sắc mặt đều trở nên rung động đứng lên, không có khả năng tiên võ cổ tộc đã sớm bị hủy diệt. Đây chẳng qua là các ngươi nhìn thấy thôi. Tiên võ tộc trưởng thản nhiên nói. Diệp Thanh Huyền con ngươi chớp động. Hắn tin. Đối phương cường đại như thế cùng thần bí, hắn không tin lại có thể thế nào. Mà tiên võ cổ tộc chính là trong truyền thuyết đại đạo chủng tộc thần bí nghe nói vô tận tuế nguyệt trước đó không biết cùng phương nào thế lực phát sinh ma sát cuối cùng bị hủy diệt không nghĩ tới tiên võ cổ tộc vẫn tồn tại như cũ mà nơi này chỉ sợ sẽ là tiên võ cổ tộc hang ổ cái kia tiên võ cổ tộc tộc trưởng thực lực nghĩ tới đây diệp thanh huyền vô ý thức nuốt nước miếng một cái không nghĩ tới tiên võ cổ tộc huyết mạch có thể giữ lại đến bây giờ vậy cái này hết thảy lại là vì cái gì nếu như là bởi vì tiên võ cổ tộc vậy thì chứng minh lúc trước sự tình xác thực có chỗ mờ ám Đồng dạng, nếu đối phương dám như thế cùng hắn nói, vậy thì chú định hắn không có khả năng tùy tiện rời đi, nếu không tiên võ cổ tộc cũng không cần thiết như vậy lén lút ẩn tàng. Tiên võ tộc trưởng thần sắc vô thường. Diệp Tông chủ không cần biết, mà ngươi chỉ cần thần phục. Hừ, tiên võ tộc trưởng có chỗ giấu giếm, vậy ta lại như thế nào cam tâm. Diệp Thanh Huyền cũng rất phiền muộn. Không hiểu thấu bị người làm vũ khí sử dụng, sao có thể nội tâm sảng khoái đứng lên. Diệp Tông chủ tựa hồ không có lựa chọn nào khác tiên võ tộc trưởng uy áp bộc phát trực tiếp chấn hướng diệp thanh huyền tu thành tiên đế không dễ ta có thể cho ngươi cân nhắc thời gian bọn hắn tiên võ cổ tộc sắp xuất thế nhiều một chút cường giả tóm lại sẽ hữu dụng chỗ diệp thanh huyền rất khó chịu loại này bị nghiền ép cảm giác rất bất lực đỉnh phong tiên đế âm thanh đều đi theo khàn khàn đứng lên trách không được có thể tùy tiện nắm hắn phải biết trần quân dạ tại như vậy cảnh giới đồng dạng có thể chấn nhiếp rất nhiều tiên đế liên thủ sau đó liền kiên định nay chỉ sợ làm tiên võ tộc trưởng thất vọng hư tiên võ tộc trưởng tăng lớn uy áp tức khắc diệp thanh huyền toàn thân đau đớn dữ dội phảng phất thần hồn đều muốn bị vỡ nát không thần phục chính là một con đường chết tiên võ tộc trưởng tự nhiên không có khả năng tùy tiện thả diệp thanh huyền rời đi miễn cho hỏng kế hoạch của bọn hắn chết có gì sợ diệp thanh huyền cũng định vò đã mẻ không sợ rơi dù sao thanh huyền đạo tông hắn cả một đời tâm huyết đã không còn còn nữa tiên võ cổ tộc như thế vì đó dù là đối phương không nói hắn cũng có thể phát giác tựa hồ trần quân dạ thoạt nhìn như là tiên võ cổ tộc địch nhân nếu không không có nguyên do sao lại như thế đã cho ngươi cơ hội tiên võ tộc trưởng trở nên lạnh lùng vậy liền như ngươi mong muốn nhưng mà đúng vào lúc này hắn nhận được một cái truyền âm ngay sau đó sắc mặt ngưng lại hư lạnh một tiếng tiếp lấy đem diệp thanh huyền tạm thời phong ấn trong chớp mắt đã biến mất không thấy gì nữa rất nhanh, liền gặp được hắn phái ra cường giả. Các ngươi nói, Vĩnh Dạ Tiên Đế còn sống? Tộc trưởng, không có giả, Vĩnh Dạ Tiên Đế xác thực còn sống, mà lại càng cường đại hơn, đã đỉnh phong tiên đế chi cảnh. Nghe nói là tiên võ tộc trưởng hơi trầm mặc, ám dạ tiên tộc huyết mạch, vốn là chỉ là nghĩ thuận tay diệt trừ thôi, không nghĩ tới hắn còn có thể có như thế kỳ ngộ. Cái này khiến hắn rất cảm thấy ngoài ý muốn, cũng rất cảm thấy kinh hãi. Này Vĩnh Dạ Tiên Đế xem ra rất là không đơn giản. Tộc trưởng, chẳng những như thế, Ma tộc cũng sinh ra một vị đáng sợ cường giả, thực lực đồng dạng tại đỉnh phong tiên đế chi cảnh. Nghe nói vĩnh dạ tiên đế cùng với giao thủ qua, chỉ là ai cũng không làm gì được tại ai. Ô, Ma tộc, thú vị. Tiên võ tộc trưởng cảm thán một tiếng. Sớm biết thời gian qua đi lâu như vậy, bọn hắn tiên võ cổ tộc xuất hiện thời điểm, tiên giới tất nhiên có to lớn biến hóa. Không nghĩ tới thật cho hắn như thế một cái to lớn kinh hỉ. Đương nhiên, Ma tộc không phải trọng yếu nhất trọng yếu nhất vẫn như cũ là ám dạ tiên tộc huyết mạch. Tạm thời không cần để ý tới ma tộc. Chúng cường giả hiểu ý, dù sao ma tộc chính là một cái người xâm nhập, bọn hắn bây giờ muốn bận tâm chủng tộc ân oán. Tộc trưởng, ma tộc việc nhỏ, ám dạ tiên tộc chuyện lớn. Chỉ là không biết cái kia vĩnh dạ tiên đế phải chăng biết được ám dạ tiên tộc tồn tại. Nếu như biết được, vậy ta tiên võ cổ tộc lần nữa xuất thế, chỉ sợ sẽ có phiền phức. Không sao, hắn có biết hay không không quan trọng, hắn ở ngoài sáng, ta ở trong tối, chờ bản tọa quay về đỉnh phong, tất nhiên đem gạt bỏ, lấy trừ hậu hoạn. Không người nào có thể ngăn cản ta tiên võ cổ tộc, nhất là ám dạ tiên tộc huyết mạch. Bạn chuẩn bị xem nữ đế rời đi, ta tiên đế vô địch. Tập 226, chủng tộc ở giữa cừu hận, để tiên võ tộc trưởng cực kỳ phẫn nộ. Bất quá hắn đối với thực lực của mình vẫn là có tự tin. Vĩnh dạ tiên đế chỉ là khu khu một cái tân sinh đỉnh phong tiên đế thôi. Gặp tộc trưởng như vậy lòng tin 10 phần, chúng cường giả đương nhiên cũng lười nhọc lòng. Chỉ là tộc trưởng, ta tiên võ cổ tộc thời gian qua đi vô tận tuế nguyệt chưa từng xuất hiện, một khi lại lộ phong mang, sợ là dễ dàng trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích à. Dù sao ngoại nhân xem ra, bọn hắn đã là đi qua thức, như vậy đi ra ngoài dễ dàng xúc động người khác lợi ích, nhất là ma tộc. Tiên võ tộc trưởng tự nhiên cũng có thể nghĩ đến, không sao, không cần lộ ra, tùy thời mà động nếu như ma tộc vị cường giả kia không biết tốt xấu như vậy trước xử lý nàng là được tộc trưởng anh minh mặt khác nghe nói vĩnh dạ tiên đế còn có một đôi nhi nữ tại tiên giới nhi nữ cái này khiến tiên võ tộc trưởng nao nao nói bọn họ như vậy cũng là ám dạ tiên tộc huyết mạch không cần bởi vậy đánh rắn động cỏ không cần để ý tới đến lúc đó cùng nhau diệt trừ chính là hai cái oa đương nhiên càng sẽ không để hắn để vào mắt cha của bọn hắn mới là đại sự vâng Tộc trưởng. Tiếp lấy tiên võ, tộc trưởng trở về tiếp tục xử lý Diệp Thanh Huyền vấn đề. Diệp tông chủ cân nhắc như thế nào? Diệp Thanh Huyền rất khó chịu, nhưng hắn cũng rõ ràng, nếu như tránh không khỏi một kiếp này, hắn chỉ có một con đường chết. Mà bây giờ cũng chính là thực lực của hắn có chút giá trị thôi. Nếu như không đáp ứng liền là chết, nếu như đáp ứng, khả năng này sẽ bị Trần Quân Dạ xử lý, vẫn là chết. Hắn không cho rằng Trần Quân Dạ sẽ bận tâm tình cũ, vô cùng lo lắng nửa ngày mới hạ quyết tâm tiên võ tộc trưởng hiểu rõ đại nghĩa ta thần phục muốn sống dưới mắt chỉ có đáp ứng con đường này có thể đi rất tốt tiên võ tộc trưởng coi như hài lòng đã như vậy khoảng thời gian này ngươi liền lưu ở chỗ này à hắn cũng không ngốc miễn cho diệp thanh huyền cho hắn đùa nghịch tâm tư bất quá diệp thanh huyền trung quy là cùng vĩnh dạ tiên đế có chỗ liên quan giữ lại có thể để phòng không sẵn sàng chỉ cần nói xong tiên võ tộc trưởng liền biến mất không thấy diệp thanh huyền ngồi liệt xuống trần tử diên trần tử hạo đi theo tô thanh tuyết chu du tứ phương dĩ nhiên không phải vì chơi chủ yếu là vì mở mang tầm mắt mà tô thanh tuyết mang theo hai cái hộ thân phù đó là đương nhiên cũng là thoải mái không được trở lại tô ra lại qua hảo một đoạn thời gian hai tiểu chỉ mới vừa lòng thỏa ý ân không sai bọn hắn cũng coi là thấy qua việc đời oa chính là bỗng nhiên cảm giác thật nhàm chán hôm nay trần tử diên trần tử hạo nâng cầm lên ngồi tại bên bàn bên trên, nhìn xem lẫn nhau. Bọn hắn đều hơi xúc động. Tiểu hạo, tiên giới cảm giác cũng không nguy hiểm đi. Đúng thế tỷ tỷ đều không có người khi dễ chúng ta nha. Nói thật, bọn hắn nghĩ bị khi dễ một chút, sau đó bọn hắn liền có thể quang minh chính đại đi giao tới phụ thân mẫu thân. Kết quả là, thanh huyền đạo tông hoang đế điện đều bị bọn hắn họa họa một trận, không có chuyện. Đi tới chỗ nào, những người kia đều không có khi dễ bọn hắn ý tứ còn có ma tộc cũng không nghe lời nói, làm bọn hắn rất nhàm chán. Ai, coi như hài tử cũng quá khó khăn. Một bên tô thanh tuyết đều không còn gì để nói, còn có loại này nghĩ bị khi dễ oa. Bất quá cũng không có cách nào à, ai kêu hai oa cha mẹ quá lợi hại đâu. Bây giờ loại tình huống này, có thể nói chính là tiên giới loạn hay không, hai oa cha ruột định đoạt, có tuyệt đối quyền nói chuyện. Nếu tiên giới so hoang cổ đại lục đều an toàn, vậy chúng ta đi đem xinh đẹp tỷ tỷ bọn hắn đều nối liền tới đi trần tử diên ý tưởng đột phát tốt lắm trần tử hạo vô cùng phối hợp xinh đẹp tỷ tỷ bọn hắn tới khẳng định cũng sẽ không có nguy hiểm bọn hắn cảm thấy phụ thân mẫu thân nếu có thể chạy tới hoang cổ đại lục như vậy chính bọn hắn khẳng định cũng có thể đến lúc đó đem xinh đẹp tỷ tỷ bọn hắn đều ném vào thanh tuyết tiểu di đưa cho bọn họ bên trong tiểu thế giới Lén lút là có thể đem xinh đẹp tỷ tỉ tỉ bọn hắn đưa đến tiên giới tô thanh tuyết có bị mạo phạm đến nàng đều nghe thấy được khuyên nói ra tử diên tử hạo dạng này sợ là không ổn nơi nào an toàn à đây không phải hố hạ giới người sao thanh tuyết tiểu di có gì không ổn đâu hai tiểu chỉ dứt khoát cũng không trang đúng thế chúng ta mang theo xinh đẹp tỉ tỉ bọn hắn lại phi thăng một lần liền tốt tô thanh tuyết nhức đầu đứng lên bọn hắn cùng các ngươi một dạng cần bằng vào thực lực phi thăng mới được không đồng ý bằng không thì có người sẽ cùng nàng cướp oa a à nha hai tiểu chỉ có chút thất lạc đứng lên vậy bọn hắn chỉ có thể tiếp tục nhàm chán nhưng mà lúc này một thanh âm chuyển đến tốt ta đi đem bọn hắn tiếp đến rõ ràng là cừu khôi âm thanh xuyên thấu toàn bộ tô ra trận pháp bảo vệ mà đến ngượng ngùng bị hắn cho nghe được tô ra không được à a à, ma tộc hai tiểu chỉ đối thanh âm này có chút quen thuộc sau đó buồn bực chẳng lẽ ma tộc thật muốn trợ giúp chúng ta sao nếu là như vậy bọn hắn là thuộc về cùng ma tộc thông đồng bọn hắn cũng sẽ biến thành người xấu tô thanh tuyết sắc mặt hoàn toàn thay đổi đáng chết ma tộc vậy mà tìm tới bọn hắn tô ra tới lắc lư hai oa là khi bọn hắn tô ra không người sao thế nhưng là có vẻ như cũng quản không được ma tộc bên ngoài phát giác động tĩnh tô cửu châu dưới cơn nóng giận lập tức hiện thân ra ngoài ma tộc cũng dám tới khiêu khích còn nói đón bọn hắn bọn họ là ai à đơn giản không hiểu thấu nhưng mà hắn cũng chỉ là giận một chút mà thôi cũng phát hiện không được tung tích của đối phương. Sau đó lại hô vài tiếng, kết quả cũng chỉ là hô vài tiếng. Cừu Khôi đương nhiên đã rời khỏi, vì hai oa có thể bị bọn hắn lừa gạt được, trợ giúp bọn hắn xúi dục hai oa cha ruột. Đó là đương nhiên phải làm cho hai oa vui vẻ. Không phải liền là tới hạ giới tiếp mấy người sao? Một bữa ăn sáng. Tiên vực quy tắc đối với hắn nhóm hữu dụng, nhưng bây giờ loại tình huống này, tác dụng không lớn. Có thể đi thử xem tay. Rất nhanh Tô Thanh Tuyết mang theo hai tiểu chỉ chạy ra Tô gia, dò xét tình huống. Tô gia chủ à, ma tộc đâu? Hai tiểu chỉ nhìn chung quanh một lần, phát hiện không có ma tộc cái bóng. Tô Cửu Châu sắc mặt có chút không dễ nhìn, bởi vì đầu này ma tộc có thể rất cường đại, chỉ sợ là tiên đế cấp bậc à. Khó có thể tin. Kể từ đó, Tô gia cũng ngăn không được à. Tử Diên Tử Hạo, ma tộc vẫn chưa hiện thân, có lẽ là đã rời khỏi à. May mắn đối phương chưa từng xuất hiện bằng không thì sẽ rất lúng túng, trừ phi cổ tiêu tiên đế chịu tới chi viện. a à nha, hai tiểu chỉ cũng không để ý. hy vọng ma tộc không muốn trợ giúp chúng ta à? bằng không thì chúng ta cũng là người xấu. không sai. thế nhưng là chúng ta cũng hy vọng xinh đẹp tỷ tỷ có thể tới tiên giới chơi nha. cái này khiến bọn hắn vô cùng dối rắm, tình thế khó xử. tô cửu châu nghe như lọt vào trong sương mù, căn bản không làm rõ được tình huống. hắn cần một người thông dịch. thanh tuyết, đây là. Tô Thanh Tuyết sắc mặt ngưng lại, cha, tử duyên tử hạo là nghĩ đón lấy giới người tới tiên giới, thế nhưng là bị ma tộc cho phát giác được, cho nên liền. Tô Cửu Châu rất nhanh phản ứng kịp, con mắt trừng lớn, nhìn xem hai tiểu chỉ. Ta đi, hai oa bị xúi dục. Bởi vì lúc trước Tô Thanh Tuyết liền cùng hắn nói, ma tộc sẽ không dễ dàng tổn thương hai cái oa, bây giờ còn trợ giúp hai oa. Buồn cười. Đây là cưỡng ép ngay trước bọn hắn mặt xúi dục hai oa. Bạn chuẩn bị xem nữ đế rời đi, Ta tiên đế vô địch, tập 227. Tô Cửu Châu đảo mắt ngẫm lại, hắn cũng vô pháp ngăn cản vậy vẫn là được rồi, lắc đầu nói, không cần để ý tới, chỉ cần không làm thương hại tử diên tử hạo là được. Mặc kệ nó, hai oa nhảy nhót tưng bừng liền thỏa mãn. Dù sao có một số việc cũng không phải hắn có thể nhúng tay. Tô Thanh Tuyết không thể làm gì, chỉ có thể gật gật đầu. Liền rất kỳ quái. Nhưng khi lấy bọn hắn mặt lắc lư hai oa bọn hắn còn không có cách nào nhi ngăn cản cảm giác thật sự là khó chịu tử riêng tử hạo chúng ta đi thôi không được phải đem hai oa giao cho bọn hắn cha mẹ làm quyết định mới được hảo nha tiếp lấy hai tiểu chỉ chuẩn bị rời đi tô ra bọn hắn phải trở về nhìn xem phụ thân mẫu thân hoang cổ đại lục đáng sợ ma vân bao phủ cả bầu trời làm cho cả thế giới đều phảng phất giống như biến thành tận thế đồng dạng hà đây là tất cả tu sĩ trong lòng kinh hãi vô cùng âm thanh đều đi theo câm đến tột cùng xảy ra chuyện gì êm đẹp như thế nào cảm giác hoang cổ đại lục đột nhiên liền muốn bị hủy diệt không tốt là ma khí thật đáng sợ ma uy tất nhiên là có cường đại ma đầu xuất thế mẹ nó đơn giản không hiểu thấu để cho người ta không có chút nào chuẩn bị liên quan đến tự thân an nguy vấn đề tất cả tu sĩ đương nhiên đều là hùng hùng hổ hổ đáng sợ như thế tất nhiên cũng là đại đế cấp bậc ma đầu vẫn là cấp cao nhất cái chủng loại kia. Hoang cổ đại lục mỗi đại đỉnh cấp thế lực cường giả sắc mặt vô cùng khó coi. Đây không phải đột nhiên cho bọn hắn gian nan để sao. Thật có ma đầu xuất hiện, cái kia chỉ có thể nhất trí đối ngoại. Không có ngày thứ hai lộ lựa chọn, nếu không toàn bộ đại lục đều đưa luân hãm, bao quát chính bọn hắn. Nhanh đi tìm kiếm căn nguyên. Tất nhiên diệt trừ như vậy ma đầu. Mỗi đại đỉnh cấp cường giả nhau nhau hiện thân có thể nói trong nháy mắt liền tiến vào một loại phá lệ khẩn trương trạng thái. Nguy cơ sinh tử. Trái lại hoang cổ đại lục thượng ẩn tàng ma đạo cường giả cùng ma tộc đều trở nên hưng phấn. Cái này bọn hắn ma tộc lại có kinh khủng như vậy cường giả. Bọn hắn như thế nào không biết. Giấu thật sâu à. Nhanh đi. Ôm đùi. Mặc dù không biết thân phận đối phương, nhưng mà bọn hắn lực lượng tương tự, nói không chừng có thể ôm đùi, hội tụ lực lượng, vậy bọn hắn cũng sẽ càng thêm cường đại. Đại đạo tổ tông Trường canh kiếm đế bọn người phát giác tình trạng về sau, cũng nhau nhau xuất hiện. Sắc mặt ngưng trọng ngưỡng mộ chân trời. Tình huống gì a à đây là? Bọn hắn đang tại bế quan xung kích cảnh giới, hy vọng sớm ngày đuổi kịp tiểu tông chủ bộ pháp. Kết quả, đột nhiên phát sinh loại chuyện này, bọn hắn chỉ có thể từ bế quan bên trong đi ra. Bằng không thì đại đạo tổ tông nếu là không còn, bọn hắn nhưng không cách nào cho hai oa bàn giao à. Đây là ma tộc khí tức. Cái này khiến bọn hắn vô ý thức toàn thân lắc một cái mà lại là cực kỳ đáng sợ ma đầu đây cũng không phải là sự tình tốt uy năng như thế để bọn hắn đều cảm thấy tim đập nhanh cùng sợ hãi vậy cái này ma đầu hẳn là sao khủng bố vô luận đối phương có gì loại mục đích chúng ta nhất định phải giữ vững đại đạo tổ tông nói xong mấy cái đại đế xông lên trời phóng thích lực lượng bao phủ đại đạo tổ tông tin tức tốt duy nhất chính là đối phương tựa hồ là tiếng sấm lớn hạt mưa hơi nhỏ không có gì có thể sợ uy lực tối thiểu bọn hắn còn không có cảm thụ được gặp mấy đại trưởng lão đều xuất hiện toàn bộ đại đạo tổ tông đệ tử đều hốt hoảng không được bởi vì trưởng lão xuất hiện vậy đã nói rõ chuyện lớn sở tu tần vân mấy người cũng là sắc mặt nghiêm túc êm đẹp liền nhảy ra một cái ma đầu chuyện gì xảy ra không nói trước nhưng mà cũng phải để phòng vạn nhất mà bây giờ chỉ có thể hy vọng mấy vị trưởng lão có thể ngăn cản đây hết thảy bằng không thì đại đạo tổ tông nếu là không còn bọn hắn có thể hay không sống sót không quan trọng dù sao tiểu tông chủ là đến oa oa khóc à không bao lâu lý diệu chân cung lạc nguyệt các nàng cũng xuất hiện các nàng cầu tại đại đạo tổ tông êm đẹp gió êm sóng lặng an toàn không được kết quả bây giờ có vẻ như đại đạo tổ tông cũng không an toàn sao lại thế mấy cái trưởng lão đều có thể cảm thấy nguy cơ như vậy chuyện này liền tuyệt đối sẽ không đơn giản à có thể hai oa mới phi thăng không bao lâu à không sai biệt lắm thời gian nửa năm mà thôi bây giờ đại đạo tổ tông không có thể là toàn bộ hoang cổ đại lục liền phát sinh đáng sợ như thế nguy cơ một khi ngăn không được hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi đại đạo tổ tông cũng tất nhiên sẽ bị tác động đến không cách nào đặt mình vào bề ngoài nhưng mà các nàng chợt phát hiện phảng phất hết thảy đều là nhắm chuẩn đại đạo tổ tông đồng dạng sắc trời đều biến thành ban đêm tựa như nơi này mới là hạch tâm như vậy nói cách khác mục đích của đối phương là đại đạo tổ tông sao không được phát giác biến hóa như thế, trường canh kiếm đế đám người sắc mặt triệt để thay đổi. Nhất định phải ngăn trở ma khí xâm lấn. Đồng loạt ra tay. Oanh! Nhưng mà bọn hắn lực lượng tựa như là giòn giấy đồng dạng, trong khoảnh khắc liền bị phá trừ. Không có một chút sức phản kháng, nội tâm dâng lên thật sâu cảm giác bất lực. Mẹ nó, đây là ở đâu ra biến thái? Không chờ bọn họ phản ứng, một tôn thiên đại ma đầu hư ảnh xuất hiện. Cừu khôi chừng mắt tròng mắt nhìn chung quanh một lần. Hẳn là nơi này đi tìm một chút dấu vết để lại. Đối với hắn mà nói quá đơn giản, căn bản không cần hỏi thăm hai oa muốn tiếp ai, không cần thiết. Chớ nói chi là, hai oa tại hoang cổ đại lục náo ra động tĩnh còn rất lớn, rất dễ thấy, như vậy cũng rất dễ dàng tìm tới nơi này tới. Nhìn xem này khủng bố hư ảnh, còn có cái kia to lớn ma đồng, trường canh kiếm đế bọn người lòng sinh sợ hãi. Đây không phải sợ hãi không sợ vấn đề, đây là tuyệt đối áp chế. Ma đầu, mơ tưởng phạm ta đại đạo tổ tông cái chán đã che kín mồ hôi bởi vì bọn hắn trong lòng căn bản không có lực lượng ngăn trở đáng sợ như vậy tồn tại. Lý Diệu chân bọn hắn gặp trường canh kiếm đế ba vị đại đế đều không thể ngăn cản đối phương, nội tâm nhấc lên kinh đào hải lãng. Này nên là đáng sợ đến bực nào tồn tại. Bọn hắn đại đạo tổ tông thật sự là nhiều tai nạn à. Mà cừu khôi không có để ý. Cũng không có nói nhảm. Tiện tay vung lên, đem nơi đây đông đảo đám người trực tiếp cuốn lại. Đóng gói mang đi là được lười nhác từng cái hỏi thăm. Mặt khác, hắn như thế chạy tới, khẳng định bị tiên giới phát giác, còn có thể sẽ vây đánh với hắn. Cho nên hắn không thể lãng phí quá nhiều thời gian. Miễn cho trêu chọc ra to lớn phiền phức, vĩnh chú thiên ma cùng ma đế cũng sẽ đối với hắn khó chịu. Làm xong chuyện liền phải chạy. Trường canh kiếm đế bọn người lòng như trong nguội, căn bản là không có cách phản kháng. Chỉ có thể phát giác bọn hắn không bị khống chế bị nắm trong tay. Bất kỳ ngăn cản đều lộ ra giống như là trò đùa một dạng, cho đối phương gãi ngứa. Thậm chí từ đầu đến cuối cũng không biết đối phương có gì mục đích, bọn hắn đại đạo tổ tông liền bị hủy diệt, tận diệt. Xong con bê, hai oa nếu là biết đến khóc chết đi, nhưng bọn hắn thật sự bất lực. Sở tu tần vân thậm chí đã không biết mình ở nơi nào. Chỉ cảm thấy một cái đáng sợ hư ảnh xuất hiện, mấy cái trưởng lão đều không thể ngăn trở, bọn hắn liền không bị khống chế bị cuốn lên. Thân sắc ảm đạm, lòng như cho nguội. Bao quát lý diệu chân các nàng hết thảy đều phát sinh đột nhiên như vậy gấp gáp như vậy một chút tâm lý chuẩn bị đều không có đại đạo tổ tông liền bị bẻ gãy nghiền nát đồng dạng hủy diệt bọn hắn thậm chí cũng không biết vì sao bất quá cũng không trọng yếu bọn hắn đều phải chết sợ là không gặp được tử riêng tử hạo bất quá có lẽ vốn là rất nhìn thấy à mà hai oa biết đại đạo tổ tông không còn cũng nhất định vô cùng thương tâm khổ sở à rất nhanh bọn hắn liền đến một địa phương khác thương thiên bất công hà đây là nơi nào? Bạn chuẩn bị xem nữ đế rời đi, ta tiên đế vô địch. Tập 228, trường canh kiếm đế bọn người trước hết nhất phản ứng kịp, nhìn chung quanh hoàn cảnh. Không chết à? Thật là nồng nặc thiên địa linh khí. Không, nay tựa hồ là tiên khí. Nói chuyện đồng thời, thân sắc đều đi theo rung động. Không có chuyện. Chỉ biết hết thảy trước mắt đều rất lạ lẫm, tràn ngập lực lượng cũng phi thường cường đại, để bọn hắn rất cảm thấy áp lực. Đồng thời, Trước đó nhìn thấy cái kia ma đầu tựa hồ đã biến mất không thấy gì nữa. Tình huống gì a à đây là, không hiểu thấu dọa bọn hắn nhảy một cái. Này sẽ không phải là trong truyền thuyết tiên giới à? Trừ chưa thấy qua tiên giới, chỉ sợ cũng không có địa phương khác có như thế đáng sợ tiên khí. Nghĩ đến cái này khả năng, để bọn hắn toàn thân lắc một cái. Chúng ta là ai? Chúng ta ở đâu? Bọn hắn căn bản liền không có chuẩn bị tâm lý, đột nhiên liền tới loại địa phương này. Đơn giản quá tà môn tranh thủ thời gian nhìn một chút những người khác phát hiện không có chuyện sau mới thở phào nhẹ nhõm xem ra nhất định có biến số gì là chúng ta không rõ ràng khó có thể tin sẽ không phải là tử diên tử hạo ý tứ à không đúng nếu không tiểu tông chủ vì cái gì không có xuất hiện trong lúc nhất thời đều mộng bức ở làm bọn hắn đầu óc chóng váng không hiểu ra sao đông đảo đệ tử thật lâu chưa có lấy lại tinh thần tới trong mắt tràn ngập tử trí không có thần sắc nương à đây là thiên đường sao ba chớ nói lung tung chúng ta còn sống không chết cái gì không chết ha 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 quá tốt rồi phát hiện chính bọn hắn còn có sinh tức về sau lập tức đầy máu phục sinh trong mắt lần nữa tràn đầy sinh khí quản hắn vì sao không chết chính là chuyện tốt thế nhưng là trước đó xảy ra chuyện gì nơi đây lại là địa phương nào thật là nồng nặc lực lượng từng cái thần sắc khiếp sợ nhưng cũng không ảnh hưởng bọn hắn vẫn như cũ một mặt mộng bức sở tu tần vân há mồm thở dốc sư đệ chịu đựng sư huynh chúng ta có vẻ như còn sống ân lý diệu chân cung lạc nguyệt cũng là ngơ ngác nhìn bốn phía hơi kém đều khóc kết quả bầu không khí đã đến chỗ này lại phát hiện các nàng không chết chỉ có thể đem nước mắt hút trở về sư tỷ chúng ta tựa hồ không có việc gì sư muội quá được rồi ngay sau đó liền vui vẻ ra mặt đứng lên có thể đây là nơi nào lại tại lúc này chuyển tới một âm thanh các ngươi đi cực đạo đế cung nhất định bảo đảm các ngươi không ngại cừu khôi nói xong liền đã rời đi hắn cũng không dám đi cực đạo đế cung mặt khác những người này quá yếu đi hắn đều chẳng muốn phản ứng mà chỉ cần bọn hắn đi cực đạo đế cung như vậy tất nhiên sẽ nhìn thấy hai oa không cần cảm tạ cực đạo đế cung địa phương nào đám người không rõ ràng cho lắm thần võ đại đế sắc mặt nghiêm túc không biết các hạ vì cái gì như thế này ít nhiều có chút là lạ à. Đều không cho bọn hắn bằng vào thực lực của mình phi thăng, liền đi tới tiên giới. Mà lại đối phương vẫn là một cái đáng sợ ma đầu. Nhưng mà, trách không được đối phương kinh khủng như vậy, nguyên lai là tiên giới ma à. Bọn hắn cơ hồ là kết cục chắc chắn phải chết, kết quả lại là một cái đại đảo ngược đem bọn hắn làm ngốc. Nhưng mà, thật lâu không có nghe được đối phương đáp lại. Xem ra đối phương đã rời khỏi. Nhật Nguyệt Đại Đế có chút trầm mặc mắt thấy chính mình liền muốn cố gắng thông qua mà nghênh đón đại kiếp độ kiếp phi thăng đến lúc đó còn có thể vứt xuống trường canh cùng thần võ vượt lên trước một bước kết quả là trực tiếp nhảy qua cái này trình tự phiền muộn trường canh kiếm đế không làm rõ được xem ra có một số việc là chúng ta không cách nào tiếp xúc bất quá đối phương mặc dù là ma nhưng mà tựa hồ cũng không muốn tổn thương chúng ta biết điểm này liền đầy đủ đến nỗi vì sao đánh chết bọn hắn cũng không rõ ràng lời ấy có lý không đi qua cực đạo đế cung nghe giống như là một cái thế lực danh tự chúng ta muốn đi sao chúng ta đối tiên giới cũng không quen thuộc chỉ có thể đi thử xem không sai đối phương có thể tùy tiện trưởng khống sinh tử của chúng ta cho nên trong đó không có lừa dối trừ làm theo bọn hắn không có lựa chọn nào khác cũng không thể giống như là con ruồi không đầu một dạng chạy loạn cái kia quỷ biết có cái gì đáng sợ nguy hiểm cũng tốt ba vị trưởng lão ý kiến nhất trí sau chuẩn bị khởi hành, miễn cho đêm dài lắm mộng, sau đó nói ra, tất cả mọi người, nơi đây là tiên giới, bây giờ chúng ta muốn đi cực đạo đế cung. Vì lý do an toàn, các ngươi lưu tại bổn tọa không gian linh bảo bên trong à. Nói xong, tiện tay vung lên. Đông đảo đệ tử đều sừng sốt. Gì? Tiên giới? Không phải nằm mơ à? Đây cũng quá giả. Có thể cực đạo đế cung lại là cái gì địa phương? Tiên giới. Lý Diệu chân con mắt đều lóe sáng đứng lên nhất định là tử diên tử hạo mặc dù hết thảy phát sinh đều rất không bình thường nhưng mà loại này không bình thường chuyện khẳng định đầu tiên nghĩ đến hai oa như vậy tất nhiên là hai oa y tứ nếu không người bình thường không có khả năng làm như vậy nói cách khác bọn hắn có thể lại muốn gặp đến hai cái đùi ngay sau đó không phải do bọn hắn suy nghĩ nhiều liền được thu vào không gian linh bảo bên trong việc này không nên chậm trễ chúng ta đi mau trường canh kiếm đế ba người không dám chút nào thở dốc cái nào chú ý đến nhiều như vậy vội vàng đi nghe ngóng cực đạo đế cung là địa phương nào hoang cổ đại lục vô tận ma vân trong khoảnh khắc liền đã rút đi để vô số cường giả nhướng mày ý gì ma vân lui xảy ra chuyện gì có vẻ như cái gì vậy không có à bọn hắn đồng thời không có bất kỳ tổn thất nào đồng dạng bốn phía nghe ngóng phát hiện nhà khác cũng không có tổn thất chớ nói chi là phát sinh cái gì chiến đấu phảng phất hết thảy tới cũng vội vàng đi cũng vội vàng đến nỗi đến tột cùng xảy ra chuyện gì, ai cũng không biết. Đáng sợ nguy cơ, liền như vậy không hiểu thấu lại không còn. Sợ bóng sợ gió một trận. Tất cả mọi người liên tục cảnh giác, xác định thật sự không có chuyện sau mới thở phào nhẹ nhõm. Dọa bọn hắn nhảy một cái. Kết quả là sấm to mưa nhỏ, thi sự nhi không có. Vô luận đối phương là bực nào đáng sợ ma đầu, chỉ cần không làm thương hại bọn hắn là được. Rất nhanh một tin tức truyền khắp tứ phương. Nghe đồn Đông Châu Đại Đạo Tổ Tông không còn trong khoảnh khắc toàn bộ tông môn đều người đi trà lạnh trực tiếp bị liền nồi nhi bưng không có chút nào sinh khí thành hoàn toàn hoang lương sau khi biết được tất cả mọi người đều trở nên bắt đầu sợ hãi lực lượng thật đáng sợ mạnh như đại đạo tổ tông vậy mà dễ dàng như vậy liền bị hủy diệt xem ra là đại đạo tổ tông đắc tội cái gì tồn tại đáng sợ à nếu không sao có thể dẫn tới như thế họa sát thân như vậy nói cách khác trước đó cái kia đáng sợ ma tộc chính là vì hủy diệt đại đạo tổ tông mà đến T. còn tốt mục tiêu không phải bọn hắn, bằng không đại đạo tổ tông đều chịu không được, bọn hắn càng thêm chịu không được. trong lúc nhất thời thổn thức không thôi đứng lên, danh tiếng vang xa đại đạo tổ tông cuột khởi vô cùng nhanh chóng, kết quả người tính không bằng trời tính à, trong khoảng thời gian ngắn liền từ thiên đường rơi vào địa ngục. nay cũng quá thảm rồi, mà tại đông châu đại đạo tổ tông trong vòng một đêm liền không còn, cái này khiến tần thiên đạo triệt để ngốc. đặt mông ngồi xuống, sắc mặt trắng bệch đại đạo tổ tông không còn. Đột nhiên xuất hiện ác mộng để hắn vội vàng không kịp chuẩn bị. Trước đó phát sinh loại kia đáng sợ sự tình, hắn cũng biết. Có thể vốn cho rằng đều vô sự, dù sao thoạt nhì không có phát sinh cái gì tai nạn, mỗi đại thế lực cũng tốt bưng quả nhiên. Kết quả chạy tới đại đạo tổ tông xem xét, nguyên lai là đại đạo tổ tông không còn. Cái kia đại đạo tổ tông đến tổ cùng là đắc tội đáng sợ đến bực nào tồn tại. Thậm chí toàn tông hủy diệt, một tên cũng không để lại, hài cốt không còn mạnh như ba vị đại đế đều không thể may mắn thoát khỏi. Một cỗ thật sâu cảm giác bất lực xông lên đầu. Xong, nếu là hai oa trở về nhìn thấy, chuyện này chỉ định không xong. Bạn chuẩn bị xem nữ đế rời đi, ta tiên đế vô địch. Tập 229, Tiên giới, Cực đạo đế cung. Tô Thanh Tuyết mang nổi trở về. Sau đó trước cùng lãnh tuyệt xương kể một chút chuyến này phát sinh sự tình. Cung chủ, đại khái tình huống chính là như thế. Chỉ là không rõ ràng đầu kia ma tộc đi nơi nào, lại có thể hay không thật sự chạy tới hạ giới lãnh tuyệt sương trầm mặc kỳ thật kể từ khi biết trần quân dạ cùng vĩnh chú thiên ma tình huống về sau nàng là chẳng phải quá mức lo lắng dù sao vĩnh chú thiên ma chỉ là nghĩ đạt tới mục đích của mình thật muốn toàn lực trợ giúp ma tộc cũng hiển nhiên khả năng không lớn trừ phi trần quân dạ đem nàng bức cho gấp như vậy tạm thời chính là không có gì vấn đề thế nhưng là một đám ma tộc vừa đi vừa về hoành nhảy thậm chí còn nghĩ lắc lư hai oa quay đầu nhìn một chút chơi náo hai tiểu chỉ, nói ra, ma tộc không yếu, hạ giới đối với bọn hắn tới nói không có mảy may giá trị cùng lợi ích, nếu như chỉ là đi đón người, như vậy ma tộc cũng không có khả năng tai họa hạ giới. Đến nỗi làm lơ tiên giới quy tắc, thôi, hiện nay chính là họa loạn lúc, cũng vô pháp ngăn cản, vậy thì không cần để ý tới. Mở bày, mặc kệ, dù sao cũng quản không được. Nếu quả thật muốn đi quản, đó chính là ước chừng tương đương khi dễ hai oa, chuyện này sẽ rất đau đầu bây giờ bảo vệ bọn hắn an toàn là được rồi. Tô Thanh Tuyết tự nhiên cũng nghĩ đến. Quản cũng không được, mặc kệ cũng không được, dù sao hai oa còn tại ở giữa kẹp lấy đâu. Tiếp lấy gật gật đầu, cung chủ, vậy ta đi bắt đầu chuẩn bị. chừng nên đón ma tộc có thể nối liền tới hạ giới người bên ngoài, cũng là đến cáo chi hai oa cha mẹ, để cho bọn họ tới quản quản mới được. Đi thôi. Lãnh tuyệt xương rất yên tâm. Không bằng trở về uống trà. Tiếp lấy tô thanh tuyết lĩnh đi hai tiểu chỉ. Thanh tuyết tiểu di, chúng ta muốn đi đâu nha? Hai oa hiển nhiên đem chuyện kia đã cấp quên. Tô Thanh Tuyết nói ra, đương nhiên là đi nghênh đón các ngươi xinh đẹp tỉ tỉ bọn hắn. Đầu kia ma tộc thế nhưng là một vị tiên đế, nếu là loại chuyện nhỏ nhặt này đều không làm được vậy cũng không cần làm. Cho nên trực giác nói cho nàng, Lý Diệu Trân bọn hắn khẳng định sẽ bị một mặt mộng bức đưa đến tiên giới. Xinh đẹp tỉ tỉ bọn hắn thật muốn tới rồi. Hai tiểu chỉ một chàng thốt lên. Sau đó niềm vui không thôi đứng lên, quá được rồi. Ừm, thấy mới có thể biết, chúng ta đi xem một chút tốt. Hảo à, thanh tuyết tiểu di chúng ta đi nhanh đi. Sau đó bọn hắn dắt lấy tô thanh tuyết cộc, cộc 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 chạy ra ngoài. Đợi đã lâu, thẳng đến sắp ngủ thời điểm, rốt cục phát giác động tĩnh. Lập tức thanh tỉnh. Xinh đẹp tỉ tỉ. Trường canh ra ra. Không nói hai lời liền chạy gấp tới. Không nghĩ tới thật sự tới à, thanh tuyết tiểu di không có lắc lư bọn hắn. Giờ này khắc này một đường nghe ngóng cực đạo đế cung mà lại đây Trừng canh kiếm đế bọn người, nội tâm còn tại thình thịch, đột nhiên nghe được hai oa âm thanh, sửng sốt một chút. Vội vàng nhìn chung quanh. Qua đâu? Sau đó mới nhìn đến Trần Tử Diên Trần Tử Hạo thân ảnh nhỏ bé. Đến, bọn hắn không bằng hai oa, kết quả là bị hai oa trước phát giác được. Tử Diên Tử Hạo. Tiếp lấy nội tâm cuồng hỉ đứng lên. Thật sự là hai oa làm. Trách không được đâu. Nếu không Trần Tử Diên Trần Tử Hạo như thế nào lại tại Cực Đạo Đế Cung? Bất quá vấn đề lại tới, chẳng lẽ hai oa cùng ma tộc thông đồng đến cùng một chỗ? Này cũng quá là lạ. Được rồi, không muốn, dù sao cũng không rõ ràng. Yêu tinh tỷ tỷ cũng tại, tiểu tu tiểu vân cũng tại, trưởng lão đệ tử đều tại. Trần Tử Diên Trần Tử Hạo xem xét tình huống này tỉnh táo lại. Vậy bọn hắn đại đạo tổ tông ai đến quản đâu? Tử Diên Tử Hạo, hồi lâu không thấy Lý Diệu Trân dẫn đầu ôm lấy hai oa. Hô, vẫn là loại cảm giác này thoải mái à. Hơi kém cho là bọn họ liền gặp không đến. Tử Diên tử hạo, chúng ta đều tới. Cung Lạc Nguyệt tranh thủ thời gian đoạt một cái oa. Ha 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 ha, tử Diên tử hạo, không nghĩ tới thật là các ngươi làm. Trường canh kiếm đế bọn người rốt cục thả lỏng trong lòng. Chính là đem bọn hắn dọa gần chết, lần sau loại sự tình này có thể hay không cho bọn hắn nói rõ một chút nhỉ? Tiểu tông chủ à, nhớ rõ lần sau nói rõ ràng bằng không thì chúng ta này trái tim có thể chịu không được thần võ đại đế khổ tâm thuyết phục tiểu tông chủ rốt cục nhìn thấy các ngươi sở tu tần vân thật lâu chưa có lấy lại tinh thần tới không nghĩ tới bọn hắn đột nhiên liền phi thăng đều không có thời gian thu thập bao phục lại càng không cần phải nói bàn giao người nhà sẽ không đều cho là bọn họ chết à đó cũng không phải là chuyện tốt gì trần tử diên trần tử hạo nghe nửa ngày cười hì hì đứng lên chúng ta cũng không biết các ngươi sẽ đến nhà. Không sai, là thanh tuyết tiểu di nói cho chúng ta biết. Bất quá các ngươi làm sao tới tiên giới đâu. Tranh thủ thời gian hỏi thử chính sự. Đến nỗi đại đạo tổ tông, trùng tu một lần được rồi. Hả, tử duyên tử hạo, các ngươi không biết sao. Lý Diệu chân đều ngốc. Hai oa trong miệng thanh tuyết tiểu di bọn hắn ngược lại là có chỗ nghe thấy, dù sao trước đó tại hoang cổ đại lục liền gặp qua. Nhưng mà hai oa cũng không biết tình huống, liền rất thần kỳ đám người đồng thời không hiểu ra sao đứng lên tình huống gì bọn hắn mơ hồ hai oa cũng mơ hồ à đúng nha chúng ta không biết đát sẽ không phải là ma tộc thật đem các ngươi nối liền tới à hai tiểu con mắt thần đều thay đổi trở nên điềm đạm đáng yêu đứng lên bởi vì cứ như vậy bọn hắn liền sẽ biến thành người xấu cái kia đến khóc chết phụ thân mẫu thân sẽ còn đánh bọn hắn cái mông đám người hai mặt nhìn nhau xem ra hai oa vẫn là biết một chút Tử Diên Tử Hạo, đúng là một tôn đáng sợ ma đầu dáng lâm hoang cổ đại lục, đem chúng ta đưa đến nơi này. Bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, chúng ta căn bản không có mảy may chuẩn bị tâm lý, cũng vô pháp ngăn cản. Bởi vậy cũng không thể an trí đại đạo tổ tông. Đây không phải bọn hắn không muốn à. Thực sự là điều kiện không cho phép. Nghe nói là hai tiểu chỉ đầu bên trong sấm sét giữa trời quang. Thật đúng là. Đảo mắt liền trở nên nước mắt rưng dưng đứng lên. Chúng ta biến thành người xấu rồi chúng ta đã là ma tộc à trở về sẽ bị phụ thân mẫu thân đánh đòn ai có thể trải nghiệm nổi thống khổ của bọn hắn một đám người triệt để ngốc đây là cái nào cùng cái nào cùng nhi à từ duyên từ hạo các ngươi làm sao lại biến thành người xấu rồi các ngươi cũng không phải ma tộc có phải hay không có hiểu lầm gì đó tranh thủ thời gian an ủi nhà mình tông chủ đừng thương tâm đừng khổ sở hai tiểu chỉ ủy khuất nói bởi vì ma tộc trợ giúp chúng ta đem các ngươi tiếp vào tiên giới tới rồi vậy chúng ta chính là cùng ma tộc thông đồng chúng ta cũng sẽ biến thành người xấu sau đó chẳng khác nào là ma tộc đám người buồn bực cẩn thận một suy nghĩ khẳng định là có cái nào quá trình xảy ra vấn đề là bọn hắn không biết tử riêng tử hạo nói như vậy các ngươi thật không biết chuyện này hai tiểu chỉ chọn gật đầu sau đó lại tranh thủ thời gian lắc đầu chúng ta nghĩ tiếp các ngươi tới tiên giới nha nhưng mà không phải để ma tộc hỗ trợ nhưng lại là ma tộc đem các ngươi nối liền tới thì ra là thế. Đám người đại khái có lẽ có thể tám thành là nghe hiểu. Cái kia ma tộc tại sao phải trợ giúp các ngươi? Không biết nha. Hai tiểu chỉ lắc đầu liên tục, chỉ nhớ thương bọn hắn đã biến thành người xấu chuyện này. Đang tại một đám người mắt lớn chừng mắt nhỏ thời điểm, Tô Thanh Tuyết xuất hiện. Chư vị, chuyện này nói rất dài dòng, các ngươi đi đầu tại cực đạo đế cung đặt chân rồi nói sau. Bạn chuẩn bị xem nữ đế rời đi, ta tiên đế vô địch. Tập 230, Tô Thanh Tuyết cũng rất đau đầu. Mặc dù ma tộc không có khi dễ hai oa, nhưng là lại cảm giác khi dễ, nàng con tìm không thấy chứng cứ. Loại chuyện này cũng là lần đầu gặp à, thực sự là thực lực không cho phép. Thấy thế đám người nhao nhao chắp tay, đa tạ các hạ. Bọn hắn gặp qua Tô Thanh Tuyết, cũng không phải rất lạ lẫm, chỉ biết Tô Thanh Tuyết lai lịch tương đối thần bí cùng cường đại, hiện tại xem ra, hẳn là cùng cực đạo đế cung có quan hệ. Tử duyên Tử Hạo, vậy chúng ta đi trước à? Bọn hắn bây giờ trong đầu tất cả đều là dấu chấm hỏi, vô cùng cần thiết một chút thời gian tới giảng hòa tiêu hóa hảo nha hai tiểu chỉ buồn bực bị ôm đi trở lại cực đạo đế cung về sau đám người dùng hồi lâu thời gian mới đại khái hiểu rõ một chút tình huống sau đó lộ ra rất là rung động thần sắc hóa ra tiên đế chính là tiên giới cấp cao nhất cường giả tiểu tông chủ cha mẹ là hai vị tiên đế t điều này có ý vị gì bọn hắn sao có thể không rõ ràng mặt khác cực đạo đế cung cũng là tiên giới cấp cao nhất thế lực cường đại nắm giữ tiên đế cường giả tọa chấn. Chân nhiếp một phương, trách không được khí phái như thế, còn cùng tiểu tông chủ mẫu thân có quan hệ. Cái này bọn hắn ngược lại là dễ lý giải, tương đương với nhà mẹ đẻ nha, tiểu tông chủ cường đại bối cảnh. Mà việc quan hệ ma tộc là bởi vì tiên giới xác thực phát sinh đại loạn, ma tộc xâm lấn. Trước đó chạy tới hạ giới cái kia tiên đế là vì thỉnh cầu tiểu tông chủ cha mẹ trở về chấn thủ tiên giới, hoặc là nói là chấn áp ma tộc. T điều này nói rõ vĩnh dạ tiên đế hai vợ chồng cái nghịch thiên biến thái như vậy mà bây giờ tiên giới xem ra an bình rất nhiều ma tộc tương đối trung thực về phần bọn hắn không hiểu thấu tới tiên giới chuyện này có chút chán nản nhưng mà hình như là ma tộc không có lòng tốt nghĩ xúi dục vĩnh dạ tiên đế mới có thể như thế kết quả hai oa liền thành người được lợi cũng là hại người chuyện này có chút phức tạp à bọn hắn nghe một chút là được rồi bất quá có thể xác định An toàn, vô cùng an toàn, hô, thoải mái. Mà lại, tiểu tông chủ vậy mà đã kim tiên chi cảnh. Phục, nhỏ như vậy kim tiên. Sẽ còn khóc. Về sau, bọn hắn ngay tại Cực Đạo Đế cung tạm thời đặt chân, chờ triệt để gió êm sóng lặng về sau bọn hắn mới dám ra ngoài đi dạo. Mà Trần Tử Diên Trần Tử Hạo liền bồi cùng một đoàn người quen thuộc tiên giới hoàn cảnh. Dù sao đều là bọn hắn đại đạo tổ tông người, bọn hắn có loại trách nhiệm này về phần bọn hắn chính mình biến thành người xấu loại chuyện này, quay đầu nói cho phụ thân mẫu thân tốt, để phụ thân mẫu thân cho bọn hắn làm chủ mới được. một bên khác làm xong sự tình, lập tức cẩu lên cừu khôi tâm tình vô cùng vui vẻ, ha 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 ha, sảng khoái, không có bị bắt được. lãnh tuyệt sương tựa hồ cũng không để ý đến, cái kia lãnh tuyệt sương có thể chính là ngầm thừa nhận, trợ giúp hai cái tiểu tổ tông cũng coi là chuyện tốt một kiện à? vậy bọn hắn khẳng định sẽ cao hứng phi thường kể từ đó vậy liền dễ làm chỉ cần hai cái tiểu tổ tông trở về cùng vĩnh dạ tiên đế nói một chút hắc 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 vĩnh dạ tiên đế tổng sẽ không không biết xấu hổ khi dễ chính hắn oa à đến nỗi chạy tới cực đạo đế cung nhìn chằm chằm hai oa vậy vẫn là được rồi mặc dù lãnh tuyệt sương không thèm để ý hắn nhưng mà hắn chạy tới lãnh tuyệt sương chắc chắn sẽ không bỏ mặc cừ khôi nghĩ tới đây dự định nằm ngửa hai oa không đi ra lãng hắn cũng không cần thiết âm thầm theo dõi bảo hộ lại có thể thanh nhàn một trận đến nỗi ma đế gần nhất cũng không biết chạy tới nơi nào dù sao ma đế có thể cũng tại nếm thử đột phá cảnh giới được rồi mặc kệ trần tử diên trần tử hạo đem một đám người thu xếp tốt về sau lập tức chạy về đi bọn hắn tiểu ra cho phụ thân mẫu thân cáo trạng mẫu thân mẫu thân cấp tốc la lên phụ thân bế quan bọn hắn chỉ có thể cho mẫu thân nói tô thanh tuyết đi theo phía sau nàng là phụ trách đưa đón hai oa Hạ chỉ giao xuất hiện, gần nửa tháng không gặp chính mình con non, nàng cũng vô cùng tưởng niệm. Diên nhi hạo nhi, các ngươi làm sao vậy? Chính là cảm giác con non toàn thân đều tại bắt gấp à, không biết phát sinh cái gì vậy. Hai tiểu chỉ lập tức nhào vào hạ chỉ giao trong ngực, sau đó ủy khuất ba ba bắt đầu tố khổ. Mẫu thân, chúng ta biến thành người xấu. Mẫu thân à, chúng ta có thể là ma tộc. Người xấu. Ma tộc. Nhu hòa hạ chỉ giao đều ngốc. Chỉ có thể sơ sơ hai oa đầu, đồng thời nhìn một chút tô thanh tuyết tô thanh tuyết một bộ không thể làm gì bộ dáng hạ chỉ giao chỉ có thể nói diên nhi hạo nhi xảy ra chuyện gì mẫu thân xinh đẹp tỉ tỉ bọn hắn tới tiên giới bất quá là ma tộc đem bọn hắn tiếp đến cho nên chúng ta liền cùng ma tộc âm thầm thông đồng rồi chúng ta cũng chính là người xấu vẫn là ma tộc nha hai tiểu chỉ líu lo không ngừng bắt đầu cáo hác chạm bất quá là cáo chính mình mẫu thân ngươi sẽ không tức giận bá Mẫu thân ngươi đừng khổ sở nha. Chúng ta không phải cố ý. Chúng ta ngăn cản không được nha. Trong lúc nhất thời bắt gấp không được, sợ mẫu thân không vui, còn đánh bọn hắn cái mông. Hạ chỉ giao nghe sừng sốt một chút, nghi ngờ nhìn một chút Tô Thanh Tuyết, tựa hồ đang hỏi. Hai oa nói thật sự. Tô Thanh Tuyết bất đắc dĩ nói. Chỉ giao, tử duyên tử hạo nói rất đúng, đại khái tình huống chính là như thế, mà đại đạo tổ tông người trước lưu tại cực đạo đế cung đặt chân. Chuyện này, ít nhiều có chút đột nhiên. Hạ chỉ giao cũng không nghĩ tới. Sau đó cười cười. Duyên nhi hạo nhi, cái này cùng các ngươi không có quan hệ. Các ngươi cũng không phải người xấu, càng không phải là ma tộc. Thật sự đi mẫu thân. Hai tiểu chỉ cảm thấy, bọn hắn không bị đánh đòn trong lòng không yên lòng à. Thế nhưng là ma tộc trợ giúp chúng ta nha. Chúng ta chính là một đám. Đương nhiên là thật sự. Hạ chỉ giao kiên nhẫn an ủi. Khác đều không giữ lời, bởi vì cũng không phải là các ngươi nghĩ, các ngươi chỉ là bị ép buộc. Lại có ma tộc khi dễ bọn hắn oa nha, đều nhanh khi dễ khóc. Nhưng là lại không thế nào có thể cầm tới chứng cứ. Không đúng A mẫu thân. Hai tiểu chỉ thành công phát hiện trọng điểm. Chúng ta là nghĩ xinh đẹp tỉ tỉ bọn hắn tới nha. Cho nên chúng ta cũng không phải bị ép buộc. Nỗ lực biện giải cho mình. Nói thật, trung thực. Đây cũng là bọn hắn để ý nhất đồ vật, cho nên mới sẽ như thế. Ba ba, hạ chỉ giao chỉ có thể như con non mong muốn sau đó hai oa liền bị đánh trần tử diên trần tử hạo nỗi lòng lo lắng rốt cục buông xuống mẫu thân rốt cục đánh bọn hắn tốt mẫu thân giáo huấn các ngươi các ngươi giải trí nhớ không có biết sai liền đổi không có hạ chỉ giao nghiêm túc nói hai tiểu chỉ tranh thủ thời gian gật đầu mẫu thân chúng ta biết rồi chúng ta sẽ sửa đát vậy thì tốt đã các ngươi biết sai liền đổi vậy thì không phải là người xấu hảo à chúng ta không phải ma tộc Hai tiểu chỉ vui vẻ nhảy nhót đứng lên. Vậy các ngươi đi chơi nhi à? Mẫu thân cùng các ngươi thanh tuyết tiểu di trò chuyện. Hảo nha. Hai tiểu chỉ ngoan ngoãn chạy đi. Tô thanh tuyết con mắt trừng lớn. Ta đi. Nguyên lai like hai oa chính là nghĩ bị đánh một trận à. Nay liền đi rồi. Đây chính là làm mẹ vui không? Sau đó nhìn một chút hạ chỉ giao dựng bụng, cười nói. Chỉ giao, còn bao lâu sinh bảo bảo đâu? Bạn chuẩn bị xem nữ đế rời đi, ta tiên đế vô địch tập 231, nhanh, chính là tháng gần nhất à? Hạ chỉ giao nhu hòa nói. Cái kia rất nhanh. Tô Thanh Tuyết có chút hưng phấn, vừa ra đời oa còn không có chơi qua đây. Tháng gần nhất, Trần Công Tử không tại, vậy ta liền bồi ngươi đi, còn có thể chiếu cố tử riêng tử hạo. Hạ chỉ giao cảm thấy Tô Thanh Tuyết có chút dư thừa, nhưng mà cũng không cùng nàng khách khí, tốt. Vậy ta trước hết thay bảo bảo cảm ơn nàng tiểu di, đừng, có thể tuyệt đối đừng khách khí với ta, Tô Thanh Tuyết bĩu môi. Sau đó hai người cười ngồi ở một bên. Bắt đầu nói chuyện phiếm mang nổi phát sinh sự tình. Nghe nghe, hạ chỉ giao sắc mặt dần dần trở nên mê mang. Đây là gì thao tác? Tai họa thanh huyền đạo tông hoang đế điện không quan trọng, tô ra phát sinh sự tình cũng không quan trọng, có thể con non biến thành long oa cái ý gì. Xem ra, các ngươi đều gặp cửu bảo linh long. Đột nhiên nhắc lên chuyện này, cũng làm cho nàng có chút cảm khái. Bởi vì nàng giáng lâm ở cái thế giới này thời điểm, ngay tại cái chỗ kia cũng coi là cùng cửu bảo linh long sống nương tựa lẫn nhau à đồng dạng nàng cho cửu bảo linh long một chút chính mình tiên huyết cứu bọn họ mệnh xem như cho bọn hắn cơ duyên không nghĩ tới tô thanh tuyết mang theo con non đi cửu thải tiên cảnh nhìn nhìn đúng thế chỉ là không nghĩ tới ngươi cùng cửu bảo linh long ở giữa còn có dính dấp bằng không thì cái kia cửu bảo linh long cũng sẽ không đem tử diên tử hạo xem như bọn hắn con non tô thanh tuyết muốn cười hạ chỉ giao sắc mặt hơi quái dị còn không phải ngươi để Diên Nhi Hạo Nhi lén lút đi cửu bảo linh long xào huyệt. Không có, đây cũng không phải là ta, là tử Diên Tử Hạo nhất định phải đi. Vậy ngươi có thể quá không chịu trách nhiệm. Làm sao lại, ta chính là nhìn cửu bảo linh long cũng không phải rất cường đại đi. Đừng trách oan ta, bằng không thì ta sẽ thương tâm. Cái kia ngươi thương tâm một cái ta xem một chút. Thời gian chậm rãi qua đi. Trong nháy mắt liền đến hạ chỉ giao chuyển dạ thời gian. Bầu không khí đều trở nên bận rộn khẩn trương lên, cũng mang theo hưng phấn. Nhất là Trần Tử Diên Trần Tử Hạo. Bận bịu túi bụi, nhìn chằm chằm mẹ ruột bụng mấy ngày mấy đêm không có chợp mắt. Bây giờ cũng là bận bịu tứ phía, còn mang theo không gì sánh kịp hưng phấn. Muội muội rốt cuộc phải ra ngoài rồi. Chúng ta nhanh đi múc nước cho mẫu thân thoa cái chán. Còn muốn cho muội muội chuẩn bị kỹ càng ăn. Không sai, còn có thú vị. Còn muốn cho mẫu thân chuẩn bị linh đan rượu dược làm thuốc bổ. Bắt mấy con tiên thú tiên cầm nấu canh cho mẫu thân. Phụ thân bảo vệ tốt mẫu thân à, chúng ta rất nhanh liền sẽ trở về. Còn không quên quay đầu căn dặn cha ruột. Gian phòng bên trong. Tô Thanh Tuyết nhìn xem chạy tới chạy lui hai oa, lại nhìn một chút anh anh em em hai vợ chồng. Tức khắc cảm giác bản thân có chút dư thừa. Sau đó cũng không có nhàn rỗi, chuẩn bị sự vụ khác để phòng vạn nhất. Hạ chỉ giao nằm ở trên giường. Thật không nghĩ là nhanh như thế sinh oa nha, bằng không thì chẳng những đến nuôi lớn, còn phải mang tiểu nhân, lại được đề phòng tiên giới biến số, còn phải nhập lòng phu quân cùng vĩnh chú thiên ma sự tình. Thế nhưng là hai lớn thực sự là thúc dục quá à, lần này là không sinh cũng phải sinh. Phu quân, muội muội muốn xuất sinh. Không sai, phu quân gần nhất đã chạy đi ra. Hỏi phu quân vì cái gì không bế quan, phu quân nói phải bồi nàng nhìn xem bọn hắn một cái khác con non xuất sinh, phu quân để cho mình phân thân thay hắn đi bế quan. Phân thân bế quan lĩnh ngộ, cũng tương đương bản thể, không có gì không bình thường lợi hại à. Bất quá nàng hoài nghi cái kia phân thân là thuộc về phu quân ma đạo cái kia một đạo. Trần quân dạ ngồi ở một bên, cầm hạ chỉ giao bàn tay. Lão phụ thân cũng rất khẩn trương, dễ dàng một dựng ngốc ba năm, cười nói. Phu nhân, muội muội muốn xuất sinh. Sau đó cúi người xuống hôn một cái nhà mình phu nhân môi đỏ. Hai vợ chồng hàm tình mạch mạch đối mặt thời điểm. Trung quy là tô thanh tuyết tiếp nhận xuống hết thảy. Yên lặng không quấy dày, không nói lời nào, làm bộ mình không tồn tại hạ chỉ giao hơi hơi đứng dậy tựa vào trần quân dạ trên bờ vai phu quân các ngươi một ngày này cũng chờ hồi lâu à nàng biết trừ hai oa bắt gấp bên ngoài phu quân cũng rất bắt gấp thúc giục nàng sinh muội muội đương nhiên chính nàng cũng bắt gấp bất quá một ngày này vẫn là để bọn hắn đợi đến đúng vậy a à phu nhân chúng ta hồi lâu ngươi cũng chờ hồi lâu à trần quân dạ nói này gần tới một năm qua có chút dài rằng giặc à đương nhiên hạ chỉ giao hoạt bát nháy nháy mắt lớn là ngoài ý muốn tiểu nhân cũng không phải trần quân dạ sờ lên nhà mình phu nhân bụng phu nhân muội muội tại đá ta xem ra nàng đã không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút thế giới này đúng thế nhìn nàng một cái phụ thân mẫu thân còn có tỷ tỷ của nàng ca ca hạ chỉ giao đầy mắt từ ái không sai tất cả mọi người đều sẽ yêu nàng chỉ là phu quân muội muội tựa hồ tại thai bên trong liền đã so diên nhi hạo nhi cường đại phu nhân ta biết mà lại muội muội vẫn còn tương đối đặc thù. Đối diện Nhi Hạo Nhi tới nói xác thực có chút đả kích oa. Bất quá tin tưởng bọn họ thân là tỷ tỷ ca ca, nhất định sẽ chiếu cố muội muội. Hy vọng hai lớn không muốn không hiểu chuyện. Đây chính là chính bọn hắn muốn muội muội, Dương Dương cũng phải chiếu cố. Hai vợ chồng nhìn nhau cười một tiếng. Nói một chút, bận rộn hai tiểu chỉ trở về. Phụ thân mẫu thân, chúng ta đã về rồi. Chúng ta chuẩn bị thật nhiều đồ vật nha sau đó vây quanh hạ chỉ giao bay tới bay lui, vội vàng mân mê. Sợ tí xíu chiếu cố không chu toàn. Thuận tiện đem cha ruột cũng chiếu cố một chút. Hạ chỉ giao nhìn nhìn chính mình con non, một mực đang trưởng thành, mặc dù có đôi khi bọn hắn não mạch kín gọi người khó có thể lý giải được. Diên nhi hạo nhi, đầy đủ, các ngươi không cần chuẩn bị nhiều như vậy. Chuẩn bị đều là gì à? Gì đều có. Ít nhiều có chút không phù hợp tình huống. Mẫu thân, không quan hệ à, chúng ta cũng chờ muội muội chuẩn bị, không sai mẫu thân chờ muội muội xuất sinh, chúng ta nhất định sẽ bảo vệ tốt muội muội. hai tiểu chỉ vẫn tại chăm chỉ không ngừng bận rộn, thật tình không biết tàn nhẫn sự tình còn tại phía sau. trần quân dạ cười cười, phu nhân để diên nhi hạo nhi chuẩn bị đi. hạ chỉ giao có chút bất đắc dĩ, đương nhiên cũng lười nhọc lòng. dù sao con non cũng là tốt bụng. mẫu thân ta cho ngươi thoa cái chán à, ngươi nằm tốt nha. Trần Tử Diên quỳ gối bên giường cẩn thận từng ly từng tí. Thậm chí còn cảm thấy cha ruột có chút ảnh hưởng đến nàng. Hạ chỉ giao yên tĩnh hưởng thụ. Mà Trần Tử Hạo đặt mông ngồi trên mặt đất, đang tại cát tã, cái này hắn sẽ, học qua. Mẫu thân à, ta cho muội muội chuẩn bị thật nhiều quần áo, thật nhiều tã. Trần quân dạ lẳng lặng nhìn nhãi con ra dáng chế tác, đừng nói, thật đúng là giống có chuyện như vậy. Cứ như vậy bọn hắn vô cùng đơn giản bận rộn. Bình thản, an bình, chân quý, không cách nào cân nhắc. Rốt cục tại một đoạn thời khắc, sắc trời bên ngoài đột nhiên đen lại. Còn kèm theo thiên địa dị tượng hình thức ban đầu bắt đầu giáng lâm. Bận rộn hai tiểu chỉ đều cho sừng sốt. Buồn bực không thôi. a à, trời tối nha. Đây là có chuyện gì? Nhao nhao hướng phía bên ngoài nhìn nhìn. Trần quân dạ biết, phu nhân sắp sinh. Sau đó hôn một cái hạ chỉ giao cái chán. Phu nhân yên tâm, ta vẫn luôn tại. Hạ chỉ giao nhẹ nhàng gật đầu. Tiếp theo, Trần Quân Dạ cùng Tô Thanh Tuyết liếc nhau, ám hiệu Nhi đều xác định rõ, sau đó nói ra, Duyên Nhi Hạo Nhi, chúng ta muốn bảo vệ mẫu thân, mau đi xem một chút tình huống. Nói xong, trực tiếp chuồn đi. Không có cách, phải đem hai oa lắc lư đi. Trần Tử Diên Trần Tử Hạo nghe xong lời này, gương mặt lập mã nghiêm túc xuống. Tốt phụ thân, mẫu thân yên tâm à, chúng ta sẽ bảo vệ tốt ngươi cùng muội muội. Còn không quên quay đầu can dặn, sau đó cộc 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 đi theo Trần Quân Dạ cái mông phía sau chạy ra ngoài. Bạn chuẩn bị xem nữ đế rời đi, ta tiên đế vô địch. Tập 232. Gặp Trần Quân Dạ mang theo hai oa đi rồi, Tô Thanh Tuyết vội vàng tiến đến đóng cửa. Không sai, hôm nay nàng muốn đỡ đẻ. Không có cách, hạ chỉ giao một nhà cũng không muốn bị quá nhiều người quấy rầy, cho nên chỉ có thể nàng tới đón sinh. Sau đó bước nhanh đi đến hạ chỉ giao trước mặt, đau lòng nói, "Chỉ giao, ngươi có đau hay không?" Hạ chỉ giao ăn một cái quả nhỏ, tùy ý nói. Thanh tuyết chớ khẩn trương, ta không có việc gì. Sinh oa nha, rất đơn giản. Lại nói bằng vào thực lực của nàng, hoàn toàn có thể vận dụng không gian năng lực đem muội muội trực tiếp biến ra. Tô thanh tuyết thâm biểu hoài nghi, hợp lấy là nàng nghĩ nhiều rồi. Thật không có chuyện. Mặc dù ngươi không phải lần đầu tiên sinh bảo bảo, nhưng mà lần thứ hai làm mẹ cũng không dễ dàng à. Đương nhiên, hạ chỉ giao tiếp tục ăn quả. Mặc dù muội muội rất mạnh mẽ, nhưng mà nghĩ bởi vậy tổn thương đến nàng mẫu thân vẫn là không có khả năng. Bình thường tới nói, sinh oa có phong hiểm. Bởi vì bảo bảo sẽ tước đoạt nàng thân là mẫu thân một chút lực lượng, tạo thành nàng suy yếu, hoặc là một chút không thể nói nói đau đớn cùng phiền phức. Nhưng mà nàng có kinh nghiệm, tô thanh tuyết thao nát tâm, vậy ngươi ăn đi, đừng quên sinh muội muội là được rồi. Ừm, thanh tuyết cùng đi ăn đi. Hạ chỉ giao chủ động mời. Đây chính là con non hiếu kính mẹ già, như thế nào cũng phải huyễn một huyễn. Tô Thanh Tuyết lắc đầu liên tục. Ta cũng không có ý nghĩ thế này. Bất quá chỉ giao, bên ngoài đã giáng lâm dị tượng, khẳng định là bởi vì muội muội. Ngươi liền không có cảm giác gì sao. Ừm. Hạ chỉ giao sờ lấy bụng, cẩn thận cảm thụ một chút. Có cảm giác, mau ăn no rồi. Ngươi còn có tâm tư đùa kiểu này. Tô Thanh Tuyết con mắt trừng lớn đứng lên. Để hai oa biết bọn hắn mẫu thân như thế nghịch ngợm. Là nên phải hảo hảo thuyết phục thuyết phục bọn hắn mẹ già. Hạ chỉ giao cười cười đùa ngươi chơi chớ khẩn trương chỉ là cảm giác muội muội rất nghịch ngợm bụng ấm áp nha chỉ dao ngươi bụng phát sáng tô thanh tuyết một tiếng kinh hô hạ chỉ dao cúi đầu xem xét trong tay quả đều không thơm sắc mặt cũng là hơi hơi vặn một cái thanh tuyết ta sắp sinh ngươi mới biết được à nhanh cho ta nhìn xem đừng ta thế nhưng là bà mụ đây là chức trách của ta a à, chỉ dao dùng sức buông lỏng dùng sức có phải như vậy hay không? Ngươi hỏi ta. Ngoài cửa, Trần Tử Diên Trần Tử Hạo đi theo phụ thân sau khi chạy ra ngoài, phát hiện môn bị giam ở. Bất quá bọn hắn cũng không để ý. Có thể là Thanh Tuyết tiểu di sợ hù đến mẫu thân à? Vậy bọn hắn nhất định phải bảo vệ tốt. Tiếp theo, ngóc lên gương mặt nhìn một chút bầu trời. Loại biến hóa này, cảm giác tựa như là bọn hắn lúc trước độ kiếp đồng dạng. Phụ thân, xảy ra chuyện gì? Là có người xấu sao? nghiêm túc cảnh giác bốn phía. Trần Quân Dạ nói ra, Diên Nhi Hạo Nhi, đây là muội muội sắp xuất sinh, dẫn tới thiên địa dị tượng, cho nên chúng ta nhất định phải bảo vệ cẩn thận mẫu thân cùng muội muội mới là. Hảo nha. Hai tiểu chỉ hoàn toàn không dám cười toe toét. Đến nỗi thiên địa dị tượng bọn hắn biết, cường đại bảo vật lúc xuất thế cũng sẽ có, cho nên muội muội cũng là bảo bối nha. Nhưng mà sợ thiên địa dị tượng ảnh hưởng đến mẫu thân cùng muội muội, vậy bọn hắn liền nhất định phải bảo vệ tốt. Trần Quân Dạ ngưỡng mộ chân trời. Đây là độ kiếp. Có lẽ, muội muội tại phu nhân trong bụng bắt đầu độ kiếp. Đương nhiên, không phải nói muội muội muốn độ nếp bàn đại kiếp mà thành tiên. Bởi vì muội muội đã là tiên, chỉ là kèm theo nàng xuất sinh, cái này kiếp nạn đến bổ sung, cho nên kiếp nạn liền giáng lâm. Bất quá đối với một cái vừa ra đời tiên tới nói, như vậy kiếp nạn không phải đại sự, không cần lo lắng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Dần dần, vô tận kiếp vân bắt đầu tiêu tán thay vào đó chính là một mảnh tường vân trời trong gió nhẹ bộ dáng phụ thân mau nhìn nha dị tượng biến rồi đáng sợ kiếp vân không còn trở nên thật xinh đẹp nha hai tiểu chỉ một chàng thốt lên diên nhi hạo nhi phụ thân thấy được trần quân dạ ứng phó một câu rất nhanh tường thụy tán đi lại biến thành một mảnh ma vân bao phủ ức vạn dặm trần tử diên trần tử hạo đều choáng váng phụ thân dị tượng lại trở nên đáng sợ đã dậy rồi phụ thân đây là có chuyện gì nha? Luôn cảm giác có chỗ nào không đúng lắm. Diên Nhi Hạo Nhi đừng lo lắng, đây là muội muội lực lượng đưa đến. Trần Quân Dạ có chút ngưng trọng. Tiên ma lưỡng đạo, quả là thế. Trước đó hắn liền có cảm giác biết, muội muội có thể trời sinh liền mang theo như vậy lực lượng, không biết muội muội có thể hay không chịu được. Dù sao tiên ma lưỡng đạo là dễ dàng mất khống chế, mất đi cân bằng dẫn đến ngoài ý muốn, thậm chí còn có thể ảnh hưởng đến phu nhân. Còn nữa, dị tượng như thế mới ra có thể sẽ hấp dẫn một chút phiền toái không đúng phiền phức đều không gọi phiền phức mà bây giờ hắn cũng không thể chủ quan muội muội chính mình hẳn là có thể làm hắn phải chú ý một chút phu nhân trạng thái miễn cho bị cỗ lực lượng này thương tích thân thể muội muội lực lượng hai tiểu chỉ tinh thần chấn động muội muội đáng sợ như vậy sao như thế nào cảm giác muội muội là cái người xấu đâu sau đó tranh thủ thời gian lắc đầu muội muội khẳng định không phải người xấu bằng không bọn hắn lại được đi theo muội muội biến thành người xấu. Cùng lúc đó cực thiên đạo tiên vực rất nhiều cường giả đều phát giác được một cỗ thiên địa dị tượng dáng lâm. Nhao nhao chú mục. Cái đó là thiên địa dị tượng. Chẳng lẽ là có bảo vật gì hàng thế? Lại hoặc là có cái gì đáng sợ tồn tại xuất hiện? Trong lúc nhất thời đều suy đoán. Nhưng sau đó phát giác một cỗ ma khí dáng lâm, tức khắc để bọn hắn đều mắt trợn tròn. Cái này. Con mắt trừng lớn, trong lòng kinh hãi. Đây là khí tức của ma đạo. Chẳng lẽ là ma tộc giở trò quỷ? Vẫn là nói có ma tộc trí bảo giáng lâm. Không đúng, sẽ không là ma tộc trí bảo, nếu không cũng sẽ không xuất hiện trước đó loại kia tường thủy khí tức. Như vậy dị tượng không dung, không có khả năng đồng thời giáng lâm. Vậy cái này là chuyện gì xảy ra? Trong lúc nhất thời lại mộng bức ở. Không làm rõ được. Can hệ trọng đại. Mau đi xem một chút. Đi. Một bên khác, lãnh tuyệt xương dẫn người chấn thủ, chính là sợ hạ chỉ giao trên người xảy ra bất chắc bây giờ cũng nhìn về chân trời quả là thế à còn cần nói trần quân dạ cùng hạ chỉ giao oa muốn xuất sinh vừa ra đời chính là tiên ma lưỡng đạo sao xem ra chính là loại tình huống này nếu không không hợp tính hai loại dị tượng làm sao lại đồng thời xuất hiện bất quá điều này cũng làm cho nàng ẩn ẩn lo lắng trần quân dạ cùng vĩnh chú thiên ma liền không nói đều là cấp cao nhất tiên đế vẫn là hậu thiên tu thành hiếm thấy tiên ma lưỡng đạo Trải qua trùng điệp phong hiểm, tuyệt đối sẽ không dễ dàng. Nhưng vừa vặn ra đời hài tử liền kinh lịch những thứ này. Nàng có thể tiếp nhận như vậy bẩm sinh độc nhất vô nhị đáng sợ khí vận sao? Chính đạo khí vận, ma đạo khí vận, ma cũng là có khí vận. Nàng một đứa bé cấp bậc oa, có thể hay không triệt để trưởng khống? Có thể hay không cân bằng cỗ lực lượng này? Có thể hay không xảy ra bất chắc? Lại có thể hay không đối hạ chỉ giao gặp nguy hiểm? Một nháy mắt, lãnh tuyệt sương liền nghĩ nhiều như vậy. Dù sao cái này oa cũng là bọn hắn cực đạo đế cung. Bỗng nhiên phát giác một chút khí tức tới gần, sắc mặt trong nháy mắt lạnh, cách thật xa liền nhắc nhở, không cho phép ai có thể nhanh chóng rời đi. Lạnh, lạnh lùng lãnh cung chủ. Được rồi, rút. Bạn chuẩn bị xem nữ đế rời đi, ta tiên đế vô địch. Tập 233, giờ này khác này Trần Tử Diên Trần Tử Hạo khẩn trương chăm chú nhìn. Có chút bắt gấp đứng lên. Dị tượng như thế nào còn không có kết thúc, Bọn hắn muốn trở về nhìn mẫu thân, thế nhưng là lại sợ nơi này xảy ra bất chắc. Xoắn suýt. Bỗng nhiên, phát hiện dị tượng trở nên càng thêm táo động, rõ ràng có một loại tính công kích, hoặc là mất đi khống chế cái chủng loại kia cảm giác. Phụ thân. Bảo hộ mẫu thân muội muội Vừa mới nói xong, a à, phụ thân đâu? Quay đầu nhìn lại, phát hiện đã không còn phụ thân cái bóng. Còn nghe được. Diên nhi hạo nhi, nhắm mắt lại. Trần quân dạ đã xông lên trời. Muội muội nghịch ngộng, đả thương nàng mẫu thân không thể được đồng thời uy áp bộc phát tiện tay vung lên tiên ma lưỡng đạo chi lực trấn áp tới cho nên hắn đến áp chế một chút cỗ lực lượng này miễn cho đem phu nhân phản phệ mặt khác sợ hai lớn đi ra ngoài nói lung tung hảo nha hai tiểu chỉ phát hiện phụ thân đã đi ứng đối bọn hắn cũng muốn đi hỗ trợ nhưng mà loại tình huống này quái dọa người bọn hắn lại sợ làm trở ngại chứ không giúp gì chỉ có thể ngoan ngoãn nhắm mắt lại chỉ nghe thấy bên tai truyền đến một chút âm thanh. Lật tay ở giữa, Trần Quân Dạ đã đem sao động dị tượng lực lượng trấn áp, phong tỏa ở nhất định không gian bên trong. Trấn An hắn bình tĩnh lại. Gian phòng bên trong, Hạ Chỉ giao đang cố gắng sinh con non. Bởi vì muội muội tiên ma chi thai lực lượng ảnh hưởng, để nàng cái chán cũng che kín mồ hôi. Cỗ lực lượng này đối nàng trung quy là có chỗ phiền phức. Sinh oa đồng thời đã rất suy yếu, còn phải ứng đối cỗ lực lượng này, miễn cho bị nó phản phệ tiên khu. Tô Thanh Tuyết khẩn trương nhìn xem. Cô muội muội này quả nhiên không tầm thường à. Chỉ thấy hạ chỉ giao phần bụng đều là một trận quang mang biến ảo. Chỉ giao, thai nhi rốt cục an tĩnh xuống. Trước đó, bộc phát ra một cỗ không thể tưởng tượng lực lượng để nàng giật nảy mình. Bây giờ nhìn lại hẳn là lực lượng thu liễm, như vậy đối hạ chỉ giao ảnh hưởng cũng sẽ giảm nhỏ. Hạ chỉ giao ừ một tiếng. Ngay sau đó một tiếng kêu đau. Oa oa oa. Sau đó hải nhi tiếng khóc giống vang vọng tứ phương, Tô Thanh Tuyết thấy thế, đại thư một hơi, chỉ giao, sinh, ta, ta biết, không cần ngươi nói. Hạ chỉ giao hô hấp phập phồng. Tô Thanh Tuyết tranh thủ thời gian bận rộn. Hà, đỉnh phong tiên vương, thật là lợi hại một cái muội muội. Ngoài cửa, Trần Tử Diên Trần Tử Hạo phát hiện không có gì động tĩnh. Sau đó mở to mắt nhìn một chút, phát hiện đáng sợ dị tượng đã bị phụ thân trấn áp lại. Phụ thân thật là lợi hại. Tuy tiện liền đem muội muội lực lượng ngăn chặn nha. Tiếp lấy liền muốn chạy đi hỗ trợ. Lại tại vang lên bên tai oa oa phun tiếng khóc giống. A, à, làm sao lại có những hài tử khác tiếng khóc giống? Là muội muội xuất sinh rồi. Không nghĩ tới bọn hắn bảo hộ mẫu thân muội muội thời điểm, muội muội liền đã ra ngoài rồi. Bọn hắn cũng không thấy ai. Phản ứng kịp về sau, vội vàng chạy về đi nhìn một cái. Trần Quân Dạ thấy thế, cũng lộ ra lão phụ thân nụ cười. Không có gì vấn đề lớn muội muội lật không nổi bọt nước nhi đúng muội muội gọi trần tiên ngư danh tự đều nghĩ kỹ sau đó cũng tranh thủ thời gian chạy về đi nhìn một cái phu nhân cùng một cái khác tiểu áo bông mẫu thân muội muội mẫu thân muội muội hai tiểu chỉ có tiến môn về sau mừng rỡ bốn phía nhìn xem phát hiện mẫu thân trong ngực bao vây lấy một tiểu chỉ muội muội lộ ra thần sắc kinh ngạc thật thần kỳ nha mẫu thân ta muốn ôm muội muội mẫu thân ta cũng muốn ôm muội muội sau đó vươn ra hai tay liền đi muốn oa sắc mặt đều tại bắt gấp hạ chỉ giao nhu hòa cười cười diên nhi hạo nhi vậy các ngươi đừng dọa đến muội muội sau đó đem trong ngực tiểu áo bông giao cho hai lớn hảo a mẫu thân chúng ta chắc chắn sẽ không hù đến muội muội trần tử diên trần tử hạo lập tức trở nên cẩn thận không dám thở mạnh nỗ lực để cho mình bảo trì hiền từ thần sắc sau đó nhẹ chân nhẹ tay ôm lấy một tiểu chỉ muội muội tỷ đệ muội ba cái lần thứ nhất ôm nhau khác ấm áp muội muội thật đáng yêu nha giống như chúng ta đáng yêu nha rốt cục bị bọn hắn cho sắp tới muội muội à không dễ dàng à không có bọn hắn cha mẹ chỉ định còn không sinh ra muội muội đâu chính là muội muội không có tóc nha muội muội à mở to mắt nhìn xem ca ca tỉ tỉ thôi sau đó đối một đứa bé cầu nguyện không có cách muội muội vừa mới xuất sinh không có bọn hắn hiểu chuyện nhi con mắt đều trợn không lớn cũng sẽ không cùng bọn hắn nói chuyện Hạ chỉ giao vô cùng nhu hòa nhìn xem một màn này, tốt, cuối cùng cho hai lớn tìm ít chuyện làm. Vào cửa Trần Quân Dạ cũng nhìn xem một màn này, bất quá cũng không đành lòng quấy rầy bọn hắn tỉ đệ muội ba cái. Đi qua ôm lấy Hạ Chỉ Giao, phu nhân, khổ cực. Phu quân, tiên ngư là đỉnh phong tiên vương, mà Hạ Chỉ Giao vội vàng khoe khoang, phu nhân, ta thấy được. Trần Quân Dạ không có gì ngoài ý muốn, bọn hắn sớm có phát giác sau đó vận dụng lực lượng cho hạ chỉ giao kiểm tra một phen thân thể đen trong cơ thể nàng lưu lại cái kia bộ phận thuộc về trần tiên ngư ma đạo chi lực triệt để xóa đi dù sao mặc dù không phải rất nhiều nhưng cũng cuối cùng đối phu nhân có chỗ ảnh hưởng không dễ tương dung hạ chỉ giao khẽ dạ cầm chân quân dạ bàn tay yên lặng hưởng thụ phu quân phục vụ chuyện này khẳng định là phu quân am hiểu muội muội cùng phu quân lực lượng tương tự cái kia muội muội gây tai họa khẳng định là phu quân tới đền bù nàng cái này mẫu thân hai vợ chồng dựa sát vào nhau thời điểm hai tiểu chỉ đem trần tiên ngư cũng đưa tới phụ thân ngươi mau nhìn xem muội muội nha phụ thân ngươi cũng là muội muội phụ thân nha còn không phải các ngươi cướp tiểu áo bông à tốt trần quân dạ tranh thủ thời gian tiếp nhận trần tiên ngư giờ khắc này trần tiên ngư mềm mại mí mắt lại mở ra hai cha con lần thứ nhất đối mặt thấy thế trần tử diên trần tử hạo lập tức tiến tới đầu nhìn nhìn muội muội mở to mắt à muội muội à ta là ca ca ta là tỷ tỷ cái này lớn nhỏ quan hệ đạt được rõ ràng nhưng mà cũng không thể quá mức quấy dày phụ thân cùng muội muội sau đó đi bận rộn chiếu cố mẫu thân mẫu thân ngươi nhất định rất mệt mỏi à hai tiểu chỉ duỗi ra tay nhỏ sờ lên hạ chỉ giao cái chán cùng khuôn mặt phát hiện mẫu thân sắc mặt hơi trắng bệch cái này khiến bọn hắn một trận đau lòng bởi vì còn không có gặp qua mẫu thân bộ dáng này đâu xem ra sinh muội muội xác thực không dễ dàng Phụ thân mẫu thân không có lắc lư bọn hắn. Diên Nhi Hạo Nhi, mẫu thân không mệt. Hạ Chỉ giao cười cười, cầm tay nhỏ của bọn họ hiếm lạ một trận, đại biểu nàng có tiểu nhân cũng chưa quên lớn. Cái kia mẫu thân cũng phải nghỉ ngơi thật tốt. Không sai, nhớ kỹ ăn bổ thân thể thảo dược nha. Đúng mẫu thân, trước đó bên ngoài phát sinh thật là lợi hại thiên địa dị tượng đâu. Phụ thân nói là muội muội lực lượng gây nên, vậy xem ra muội muội cũng rất lợi hại đâu. Bất quá muội muội khẳng định không có chúng ta lợi hại dù sao nàng như vậy tiểu à. Cho nên chúng ta nhất định sẽ bảo vệ tốt muội muội đát. Không sai, chính là như vậy. Hai tiểu chỉ líu lo không ngừng bồi tiếp hạ chỉ giao nói chuyện phiếm. Hạ chỉ giao cũng rất phối hợp nói chuyện phiếm. Tốt, Diên Nhi Hạo Nhi, các ngươi nhất định là muội muội gương tốt, hộ đạo giả, trợ nàng một thế bình an. Đó là đương nhiên rồi. Hai tiểu chỉ lòng tin 10 phần. Sau đó tiếp tục nhớ thương muội muội. Chờ muội muội lớn lên chút, liền có thể cùng chúng ta chơi rồi không đúng à, là chúng ta bồi muội muội chơi. Bây giờ nha, muội muội thực sự là bất lực à? Bạn chuẩn bị xem nữ đế rời đi, ta tiên đế vô địch. Tập 234. Một bên Trần Quân Dạ hiếm lạ Trần Tiên Ngư. Cho nàng kiểm tra thân thể cùng linh hồn, nhìn xem có cái gì trời sinh thiếu hụt chờ chút. Kết quả là không có. Bất quá bởi vì Trần Tiên Ngư tương đối đặc thù, tiên thiên đặc chất cũng rất bất phàm, huyết mạch cùng xương cốt đều có một chút biến hóa. Lực lượng cùng linh hồn thì càng không cần phải nói tiên ma lưỡng đạo tương dung mà lại trần tiên ngư đầu bên trong tựa hồ còn ẩn giấu nương theo nàng bẩm sinh trí bảo lão phụ thân đương nhiên sẽ không nhẫn tâm tịch thu tóm lại tạm thời không có gì vấn đề lớn mặt khác chờ tiểu áo bông lớn lên chút chỉ sợ ca ca của nàng tỷ tỷ cộng lại cũng không phải đối thủ của hắn à tiểu tiên ngư thật lợi hại đồng thời còn không quên mất dỗ oa mà trần tiên ngư bị trần quân dạ đổi tới đổi lui không khóc không náo chính là hiếu kỳ nhìn chằm chằm cha ruột nhìn hai cha con không có tiếng tăm gì ở chung. Tô Thanh Tuyết lặng lặng nhìn. Trước mắt một màn, mặc dù đem nàng mạo phạm đến, nhưng mà nàng xuất phát từ nội tâm vui vẻ. Có lẽ nàng bây giờ đã hiểu hạ chỉ giao cùng Trần Quân Dạ vì cái gì ưa thích loại cuộc sống này. Tận mắt nhìn thấy, tóm lại là cảm xúc rất sâu. Sau đó cùng Trần Quân Dạ muốn oa. Trần Công Tử, ta ôm một cái tiểu tiên ngư. Cái này oa thật không đơn giản. Không nói cái khác, liên bàn về điểm cùng hoàn cảnh, đều phải so tử diên tử hạo mạnh lên quá nhiều à. Tô cô nương, cho. Trần quân dạ cũng không cùng Tô Thanh Tuyết khách khí. Trực tiếp liền cho. Tô Thanh Tuyết tiếp nhận Trần Tiên Ngư về sau, liền bắt đầu trêu đùa. Tiểu Tiên Ngư danh tự thật là dễ nghe, Tiểu Tiên Ngư thật đáng yêu. Ta là ngươi Thanh Tuyết Tiểu Di nha. Không bao lâu, lãnh tuyệt sương tới. Nàng là phát giác dị tượng ổn định, cũng không có những tên khác chạy tới dò xét về sau, liền đến nhìn một cái mà nàng cũng biết Trần Quân dạ hạ chỉ giao cũng không thích bị quấy rầy sinh hoạt, cho nên cũng sẽ không gióng chống khua chiêng. Càng sẽ không cùng người bên ngoài nói lung tung. Bất quá sinh oa loại sự tình này cũng không phải cái gì đại bí mật, thuận theo tự nhiên tốt. Cung chủ. Tô Thanh Tuyết thấy thế, lưu luyến không rời đem Trần Tiên Ngư giao thủ đi qua. Đây là Tiểu Tiên Ngư. Lãnh tuyệt sương tranh thủ thời gian nhìn nhìn. Tiểu Tiên Ngư xác thực rất lợi hại. Nàng trước đó cũng có phát giác, ngược lại là không có gì ngoài ý muốn cung chủ. Trần quân dạ hạ chỉ giao hai vợ chồng chào hỏi. Trấn thủ bên ngoài cũng là làm phiền cung chủ ấy nhỉ. Dù sao dị tượng dễ dàng gây nên một chút động tĩnh. Quân dạ chỉ giao các ngươi yên tâm, tất nhiên không người quấy rầy các ngươi. Lãnh tuyệt sương nói xong, ngồi tại hạ chỉ giao bên người. Chúng ta đương nhiên yên tâm. Đến nỗi đại đạo tổ tông đệ tử chuyện này cũng làm phiền cung chủ. Bọn hắn xác thực có một đoạn thời gian không có gặp lãnh tuyệt sương. Không sao, Lãnh tuyệt xương không để ý, sau đó nhìn một chút hạ chỉ giao. Chỉ giao, ngươi gần vài ngày liền rất nghỉ ngơi đi. Cung chủ, ta còn không có yếu ớt như vậy. Để ngươi nghỉ ngơi ngươi liền nghỉ ngơi tốt, không cần nhọc lòng. Vâng, cung chủ. Sau đó bọn hắn nói chuyện phiếm một trận. Sau đó đem Trần Tiên Ngư giao cho hạ chỉ giao đến mang, mẫu nữ tình thầm. Tô Thanh Tuyết cùng hai tiểu chỉ thì là bồi ở một bên. Trần Quân Dạ cùng lãnh tuyệt xương đi ra cửa bên ngoài, tùy ý tán gẫu quân dạ ma tộc tựa hồ có ý khác sẽ quấy dày đến tử diên tử hạo lãnh tuyệt sương cảm thấy cần thiết hỏi thử dù sao bây giờ lại thêm một cái tiểu nhân chớ để cho ma tộc cho bắt cóc trần quân dạ xem thường cười cười cung chủ không cần lo lắng ngẫm lại có vĩnh chú thiên ma tại ma tộc kỳ thật đều giống nhau tiên lại như thế nào ma lại như thế nào không có lợi ích liên lụy cũng sẽ không lẫn nhau làm khó dễ lãnh tuyệt sương tự nhiên minh bạch đạo lý này hơi trầm mặc Vậy ngươi sẽ đi ma tộc sao? Có đi hay không lại như thế nào? Đã không trọng yếu. Trần quân dạ lắc đầu. Lãnh tuyệt xương đại khái hiểu. Dù sao Trần quân dạ đã bao trùm tại mỗi đại tiên vực phía trên, cũng đồng dạng tương đương bao trùm tại ma tộc phía trên. Chỉ nhìn tâm tình của hắn, hoặc là có muốn hay không mà thôi. Xem ra trong lòng ngươi đã có chỗ phân tắc. Đến nỗi vĩnh chú thiên ma, ta một mực phái người nhìn chằm chằm, trước mắt xem ra, nàng cũng không có động tĩnh chút nào trần quân dạ gật gật đầu vĩnh chú thiên ma vừa chính vừa tà không đến bất đắc dĩ nàng cũng sẽ không quá mức quá phận đến nỗi nàng có thể hay không đột phá tuyệt tiên có lẽ rất dễ dàng cũng có lẽ rất khó lãnh tuyệt sương đương nhiên nội tâm nắm chắc thậm chí còn muốn đem vĩnh chú thiên ma xúi rục lại đây vậy còn ngươi có cái gì thu hoạch thu hoạch sao trần quân dạ suy nghĩ một lúc đối với ta mà nói có lẽ là trong lòng vô nghĩa trong lòng ngây thơ Lãnh Tuyệt Sương không rõ ràng cho lắm. Về sau dừng lại một trận, Lãnh Tuyệt Sương liền rời đi. Thuận tiện mang đi Tô Thanh Tuyết, sợ nàng dư thừa. Hết thảy lần nữa bình tĩnh lại, bình thản. Đương nhiên, sinh hoạt vẫn tương đối rối ren. Nhất là đối với hai tiểu chỉ nói, có muội muội về sau, đơn giản so cha ruột mẹ ruột còn muốn ra sức, còn muốn nhọc lòng. Cũng không lo được sống phóng túng ra ngoài lãng. Chỉ biết mang nổi. Dỗ qua, tẩy oa. An bài đó là rõ ràng thời gian chậm rãi qua đi. Hôm nay, Trần Tiên Ngư đang ngủ, nhắm mắt to, an an tĩnh tĩnh. Trần Tử Diên Trần Tử Hạo một bên một cái, vây quanh muội muội nhìn. Đến nỗi cha mẹ đi chỗ nào, vậy khẳng định là cõng ba oa qua thế giới hai người đi, lén lút, anh anh em em, phu thê tình thầm. Tỷ tỷ, muội muội là cái gì tu vi đâu? Trần Tử Hạo có chút không làm rõ được. Trần Tử Diên cũng rất bất đắc dĩ. Ta cũng không biết nha tiểu Hạo, dù sao muội muội nhỏ như vậy, khẳng định không có chúng ta lợi hại. Cũng đúng à. Chờ muội muội lớn lên một chút, cùng chúng ta đánh một trận cũng biết rồi. Không sai. Bọn hắn thực sự là nhỉ không ra. Cẩn thận cảm giác một phen, cũng chỉ là cảm giác một phen mà thôi, không có kết quả. Oa oa oa. Bỗng nhiên, Trần Tiên Ngư tỉnh, còn khóc náo đứng lên. Trần Tử Diên một cái giật mình, lúc này lúng cuống tay chân, vội vàng đem Trần Tiên Ngư ôm, vỗ vỗ thân thể. Muội muội đừng khóc nha muội muội không thể quấy nhiễu phụ thân mẫu thân. Này không đúng sao? Phụ thân mẫu thân đến nơi đâu rồi? Đều mặc kệ muội muội rồi. Oa oa oa. Nhưng mà Trần Tiên Ngư một bộ ta không nghe ta không nghe bộ dáng. Cái này khiến Trần Tử Diên sứt đầu mẻ chán đứng lên. Tỷ tỷ, muội muội có phải hay không đói bụng rồi? Trần Tử Hạo có chút bồn chồn. Vẫn chưa tới giờ cơm chút đấy nha. Cũng đúng à. Vậy chúng ta nhanh đi tìm ăn à. Không được, Muội muội chỉ biết uống đồ vật nha, còn không có hàm răng nhỏ đâu. Vậy chúng ta tìm uống. Dù sao lúc trước phụ thân có thể chính là như thế cho hắn ăn nhóm, tìm một chút tiên dịch linh dịch quỳnh tương gì tốt. Đến nỗi bú sữa, chuyện này bọn hắn căn bản cũng không rõ ràng. Con cừu nhỏ mới cần bú sữa tốt à? Bọn hắn là người, cho nên bọn hắn cướp con cừu nhỏ là được. Tỷ tỷ, ta tới ôm muội muội. Trần Tử Hạo nói xong, trực tiếp đem Trần Tiên Ngư gánh tại đầu vai cộc 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 liền mang nồi tìm ăn đi. Một trận sóc này về sau, Trần Tiên Ngư đều bị chỉnh sẽ không khóc. Còn đá Trần Tử Hạo một cước. Muội muội à, đá ca ca là không tốt. Bất quá ngươi nhất định phải đá lời nói, vậy vẫn là tiếp tục à? Bạn chuẩn bị xem nữ đế rời đi, ta tiên đế vô địch. Tập 235, Trần Tử Hạo vỗ vỗ Trần Tiên Ngư thân thể, để nàng yên tĩnh một chút, đừng đạp ca ca. Không giống nhau trận. Bọn hắn tìm được một chút thiên địa linh dịch đút cho muội muội uống. A, à, muội muội há mồm nha. Trần Tiên Ngư vừa đi vừa về nhìn nhìn, sau đó bắt đầu miệng lớn cơm khô. Chỉ cần có thể cho nàng cung cấp tiên lực, đó chính là ăn ngon. Trần Tử Diên Trần Tử Hạo gặp muội muội rốt cục không khóc, đại thư một hơi. Sau đó trực tiếp nằm ở Trần Tiên Ngư hai bên, dưới thân chính là một mảnh bãi cỏ. Đặt mông đôn nhi ngồi Trần Tiên Ngư lại đi đi về về nhìn một chút ca ca tỉ tỉ. Tiếp lấy cũng trực tiếp nằm xuống trần tử diên trần tử hạo đều quay đầu nhìn xem trần tiên ngư muội muội à nhanh lên một chút lớn lên à lớn lên liền có thể mang ngươi đi ra ngoài chơi nhi nha bên ngoài thật là tốt đẹp lớn còn có xinh đẹp tỉ tỉ bọn hắn đều sẽ bảo hộ ngươi còn sờ lên trần tiên ngư gương mặt trần tiên ngư mặc dù nghe không hiểu nhưng mà cũng biết này hai so với nàng lớn một chút oa là tại nói chuyện cùng nàng cánh tay nhỏ lung tung quơ trong miệng y y nha nha Đùa chân tử diên trần tử hạo một trận vui cười. Ba oa hài lòng nằm trên đồng cỏ. Nơi nào đó, trên miên thật lâu trần quân dạ hạ chỉ giao hai vợ chồng lẳng lặng nhìn một mà này. Có oa mang nổi chính là tốt, có thể sớm tự lực cánh sinh. Làm cha mẹ cũng liền có thời gian qua thế giới hai người. Lại nói, nho nhỏ oa đã rất cường đại, đồng dạng đồ vật rất khó tổn thương đến nàng. Bớt lo. Hạ chỉ giao giúp vào trần quân dạ trong ngực, bởi vì nàng cũng biết phu quân bây giờ còn tại bế quan chỉ là tâm tại bế quan, người ở đây. Phu quân, tiên ngư đã không ngại, ngươi có thể yên tâm đi xung kích cảnh giới. Trần quân dạ thân là lão phụ thân đương nhiên không nỡ. Gật gật đầu, phu nhân, vậy thì phải khổ cực ngươi một người chiếu cố ba người bọn hắn. Không khổ cực, phu quân lúc trước cũng không phải một mình chiếu cố riêng nhi hạo nhi sao. Lại nói riêng nhi hạo nhi hiện nay đã lớn lên, bọn hắn lại trợ giúp ta chiếu cố tiên ngư, nói như vậy, ta nhưng không có phu quân khổ cực. Hạ chỉ giao nghịch ngợm mà cười cười mà lại phu quân, ngươi nghĩ bọn hắn, tùy thời có thể tới nhìn một cái. Trần quân dạ cười cười, phu nhân cũng tốt, chờ để vĩnh chú thiên ma triệt để hết hy vọng, liền không người nào có thể quấy dày chúng ta an bình sinh hoạt. Hạ chỉ giao khẽ dạ, không người quấy dày chúng ta. Hai vợ chồng vút ve an ủi một trận, sau đó đi tìm bọn họ tể. Tối hôm đó, bọn hắn một nhà liền đoàn tụ cùng một chỗ, vượt qua một cái mỹ hảo ban đêm. Trình trình tề tề. Ngày kế tiếp, Trần Quân Dạ liền lần nữa bế quan. Gặp phụ thân bế quan, Trần Tử Diên Trần Tử Hạo đã không cảm thấy kinh ngạc, bọn hắn đã sớm quen thuộc. Dù sao phụ thân bế quan cùng trò đùa một dạng, không để bọn hắn bớt lo. Vậy bọn hắn phụ trách chiếu cố mẫu thân cùng muội muội được rồi, chỗ nào cũng không muốn đi. Muội muội à, phụ thân bế quan. Cái kia để ca ca tỷ tỷ tới chiếu cố ngươi cùng mẫu thân tốt. Không sai, ca ca tỷ tỷ đã không phải là 3 tuổi tiểu hài nhi, đã 4 tuổi cho nên nhất định có thể chiếu cố tốt người. Mẫu thân cũng sẽ chiếu cố tốt người nha. Mặc dù muội muội sẽ không cùng bọn hắn nói chuyện, nhưng mà bọn hắn cũng nguyện ý cùng muội muội lải nhải một trận. Mà đáp lại bọn hắn luôn là y y nha nha. Hạ chỉ giao ôm Trần Tiên Ngư, Trần Tiên Ngư tay nhỏ cánh tay nhỏ tự động đặt ở trên má của nàng. Diên Nhi Hạo Nhi, chúng ta đi cho muội muội tắm rửa à? Hảo à, cho muội muội tắm rửa nha. Cái kia mẫu thân chúng ta mau đi đi. Trần Tử Diên Trần Tử Hạo một ngựa đi đầu chạy ra ngoài. Bọn hắn muốn sớm chuẩn bị sẵn sàng. Cứ như vậy thời gian nhanh chóng. Trần Tiên Ngư đã bắt đầu chạy trốn. Cũng biết nói. Mặc dù nàng vẫn chưa tới một tuổi. Mà lại chỉ là mini một tiểu chỉ. Cánh tay nhỏ, tay nhỏ, chân cũng nhỏ. Bây giờ tỷ đệ muội ba cái đang tại cùng một chỗ ở chung. Đặt mông ngồi trên đồng cỏ. Muội muội gọi ca ca. Cũng gọi tỷ tỷ. Trần Tử Diên Trần Tử Hạo vây quanh Trần Tiên Ngư chuyển. Từ khi muội muội biết nói chuyện về sau, để bọn hắn cảm thấy vô cùng thần kỳ, vô cùng hưng phấn, mấy ngày mấy đêm ngủ không yên. Kia đại khái chính là thuộc về ca ca tỷ tỷ cảm giác hạnh phúc à. Trần Tiên Ngư mở to mắt to, vừa đi vừa về nhìn một chút, sau đó cười tủm tỉm đứng lên. Ca ca, tỷ tỷ. Y y nha nha, nãi thành nãi khí. Tỷ tỷ tại nha. Ca ca cũng tại, cái này khiến trần tử diên trần tử hạo tâm tình vô cùng thư sướng không dễ dàng à cuối cùng a à, muội muội nuôi lớn một chút đây chính là trên thế giới êm tai nhất âm thanh một trong đi ba tiểu chỉ ở cùng một chỗ niềm vui mà cười cười mẫu thân mẫu thân bỗng nhiên trần tiên ngư phát hiện mẫu thân tới nãi thanh nãi khí kêu gọi cộc 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 chạy gấp tới phát hiện chính mình đi tương đối chậm cái kia dứt khoát bay thẳng đứng lên tốt siêu 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 sau đó bổ nhào vào hạ chỉ dao trong ngực thấy thế trần tử diên trần tử hạo đều choáng váng muội muội thật thông minh nha sau đó đuổi theo sát muội muội chậm một chút muội muội dài là trưởng thành nhưng mà bọn hắn buồn bực phát hiện bọn hắn vậy mà đuổi không kịp muội muội mà lại là thường xuyên muội muội cũng không tiếp tục là cái kia tại bọn hắn trong ngực bị đổi tới đổi lui đều không còn cách nào khác hài nhi muội muội mỗi lần muội muội chạy bọn hắn đều phải mệt mỏi gần chết mang nổi thực sự là quá mệt mỏi thao nát tâm đau khổ đồng thời vui sướng tiên ngư hôm nay có vui vẻ hay không nha? Hạ chỉ giao giang hai cánh tay ôm lấy Trần Tiên Ngư. Mà Trần Tiên Ngư gương mặt bên trên, nở nụ cười xinh đẹp. Mẫu thân, ta rất vui vẻ, ca ca tỷ tỷ đều sẽ chơi với ta nhi nha. Mẫu thân, mẫu thân. Trần Tử Diên Trần Tử Hạo cũng tranh thủ thời gian chạy tới. Muội muội đã lớn lên, chúng ta có thể hay không mang theo muội muội đi ra ngoài chơi nhi nha. Bọn hắn một mực nhớ thương chuyện này, cũng coi như là đem muội muội nuôi lớn một chút có thể chạy có thể nhảy có thể bay còn có thể nói lại giống như bọn họ thông minh cơ trí, chắc chắn sẽ không bị dao động đi. Hạ Chỉ giao suy nghĩ một lúc, Diên Nhi Hạo Nhi, đương nhiên có thể. "Hảo à, có thể mang muội muội đi ra ngoài chơi nhi rồi." Trần Tử Diên Trần Tử Hạo đều rất hưng phấn, khoe khoang muội muội, cũng khoe khoang chính bọn hắn, bởi vì bọn hắn nhất định sẽ bảo vệ tốt muội muội, mà Trần Tiên Ngư một mực ở đây được bảo hộ trưởng thành đối với ca ca tỷ tỷ lời nói có chút không lớn lý giải sau đó liền không để ý ca ca tỷ tỷ lắc lắc cái ót mẫu thân phụ thân đâu nàng cái kia thường xuyên mất tích phụ thân đi chỗ nào rồi tiên ngư phụ thân rất bận rộn bọn hắn muốn bảo vệ chúng ta nha bất quá phụ thân khẳng định sẽ tới thăm ngươi hạ chỉ giao khổ tâm giải thích nàng rốt cục cảm nhận được phu quân một người mang nổi cái chủng loại kia thời gian là một loại khó mà diễn tả bằng lời cảm giác bất quá phu quân cũng thỉnh thoảng tính xuất hiện chỉ là tóm lại có chút vội vàng bất quá cũng may tiên ngư từ nhỏ đã có thể nhìn thấy phụ thân so hai đại điểm mạnh như vậy một chút nhà à cái kia mẫu thân chúng ta chờ cha trở về đi ra ngoài chơi nhà trần tiên ngư nãi thanh nãi khí nói cái này khiến hạ chỉ giao có chút khó khăn mà trần tử diên trần tử hạo thấy thế lập tức nhảy ra ngoài muội muội phụ thân bế quan đâu không thể đi ra ngoài chơi không sai muội muội chỉ có thể chúng ta đi ra ngoài chơi nhi trở về, mới có thể bồi phụ thân chơi. Chính là không mang theo phụ thân ý tứ. Trần Tiên Ngư đầu chuyển nửa ngày. Không được không được, ta muốn tìm phụ thân. Bạn chuẩn bị xem nữ đế rời đi, ta tiên đế vô địch. Tập 236, Trần Tử Diên Trần Tử Hạo nghe nói, một trận sứt đầu mẻ chán. muội muội không cùng bọn hắn đi ra ngoài chơi, nay có thể làm sao xử lý. Vậy thì lắc lư à. muội muội bên ngoài chơi rất vui nhi, bên ngoài rất rất lớn còn có thể đánh người xấu phụ thân rất bận rộn không thể cùng chúng ta muội muội cũng không thể không hiểu chuyện bằng không thì chính là cho phụ thân thêm phiền phức một trận lắc lư xuống tiếp lấy tranh thủ thời gian nhìn một chút trần tiên ngư gương mặt hạ chỉ giao không thể làm gì tiên ngư ca ca ngươi tỉ tỉ nói rất đúng một ngày nào đó phụ thân sẽ cùng ngươi đi ra ngoài chơi nhi trước vẽ bánh nướng tốt trần tiên ngư vậy khẳng định nghe mẫu thân lời nói gương mặt một trận xoắn suýt Tốt lắm Mẫu thân, vậy chúng ta đi trước đi. Nghe xong lời này, Trần Tử Diên Trần Tử Hạo trước trở nên hưng phấn. Hô, thoải mái, muội muội bị bọn hắn lừa gạt được. Mẫu thân, mẫu thân, mau đưa muội muội buông ra, để chúng ta ôm. Hạ Chỉ giao chỉ có thể làm theo. Trần Tử Diên Trần Tử Hạo không nói hai lời ôm lấy Trần Tiên Ngư liền chạy, miễn cho muội muội đổi ý. Diên Nhi Hạo Nhi, các ngươi chậm một chút. Hạ Chỉ giao tranh thủ thời gian đi theo ngẫm lại nàng có lẽ lâu không có đi cực đạo đế cung là nên trở về đi nhìn một cái mà trần tiên ngư lại là một trận sóc này oa đều nhanh mơ hồ ca ca tỷ tỷ ta biết đi đường nha vậy được rồi trần tử diên trần tử hạo chỉ có thể đem trần tiên ngư buông ra sau đó một người dắt một cái nàng tay nhỏ mẹ già hạ chỉ giao cảm giác bản thân có chút dư thừa sau khi ra ngoài hoàn cảnh lạ lẫm để trần tiên ngư phi thường tò mò nhìn chung quanh đứng lên Còn thỉnh thoảng hỏi thăm ca ca tỷ tỉ tỉ trên đường đi nhảy nhảy nhót nhót chơi đùa nhạc nhạc không bao lâu bọn hắn đến cực đạo đế cung qua wow, nơi này thật lớn trần tiên ngư cũng chưa từng thấy qua chiến trận này càng không biết làm sao tới hình dung chỉ có thể kinh hô một tiếng gặp muội muội một bộ chưa thấy qua việc đời dáng vẻ trần tử diên trần tử hạo liền vô cùng vui vẻ muội muội nơi này là cực đạo đế cung mẫu thân trước kia liền ở lại đây mẫu thân cũng vô cùng lợi hại sau đó kiên nhẫn cho muội muội giải thích muốn chính là loại tình huống này. A, à, Trần Tiên Ngư nghe hiểu, nhưng lại nghe không hiểu. Mẫu thân rõ ràng cùng bọn hắn ở cùng một chỗ tốt à. Bất quá phát hiện bốn phía người xa lạ trở nên nhiều hơn, Trần Tiên Ngư tranh thủ thời gian chạy về hạ chỉ giao bên người, cầu ôm một cái. Nàng đối với thực lực của mình không có đếm nhi, cuối cùng vẫn là cái rứt sữa không bao lâu à. Tiên Ngư đừng sợ, nơi này sẽ không có người khi dễ chúng ta. Hạ chỉ giao vội vàng an ủi. Hảo A mẫu thân. Trần Tiên Ngư ngoài miệng nói như vậy, nhưng là vẫn yêu cầu ôm một cái. Trần Tử Diên Trần Tử Hạo tự nhiên lý giải, chỉ có thể dựa vào tại mẫu thân bên người, bồi tiếp muội muội nhà. Trên đường đi, Cực Đạo Đế cung đệ tử cùng cường giả nhìn thấy hạ chỉ giao nhau nhau chắp tay. Chính là phát hiện nhiều một cái oa về sau. Oa, có oa, biến thành ba cái. Lại nhiều một cái tiểu tổ tông. Trần Tiên Ngư thì là hiếu kỳ quay đầu chăm chú nhìn sau đó hạ chỉ giao bọn hắn đi trước thấy lãnh tuyệt sương cung chủ cung chủ chúng ta tới rồi chúng ta còn mang theo muội muội trần tử diên trần tử hạo lại không phải lần thứ nhất gặp lãnh tuyệt sương cho nên hoàn toàn sẽ không cảm thấy lạ lắm. chỉ giao lãnh tuyệt sương cười cười xem như trở về nhìn nhìn tử diên tử hạo sau đó vuốt vuốt hai oa đầu tiên ngư cũng tại hạ chỉ giao muốn đem trần tiên ngư đưa tới trần tiên ngư thì là một thân kháng cự Tiên Ngư đừng sợ, cung chủ sẽ không khi dễ ngươi. Mẫu thân. Trần Tiên Ngư mắt to đều trở nên điềm đạm đáng yêu đứng lên nhưng mà vẫn như cũ không thể tránh thoát đi. Bị lãnh tuyệt sương ôm lấy. Tiên Ngư, đừng sợ, ta cho người lễ vật. Cái kia lãnh tuyệt sương đành phải rỗ oa Xem xét có lễ vật cầm, Trần Tiên Ngư mới hơi hơi yên tâm. Không bao lâu, tô thanh tuyết tới. Sau đó lại là một trận nói chuyện phiếm tiếp lấy Trần Tử Diên Trần Tử Hạo mới mang theo muội muội đi gặp Lý Diệu Chân bọn hắn. "Xinh đẹp tỷ tỷ, đây là chúng ta muội muội." Vừa vào cửa liền bắt đầu khoe khoang. Trần Tiên Ngư thì là một mặt mộng bức, chỉ có thể lặng lẽ trốn ở ca ca tỷ tỷ sau lưng, nhô ra đầu tới liếc. "Tử Diên Tử Hạo." Lý Diệu Chân bọn hắn con mắt trừng lớn. "Muội muội." Bọn hắn sớm có suy đoán hai oa lâu như vậy không có xuất hiện là có chỗ sự vụ. Quả nhiên là đang chờ muội muội xuất sinh bọn hắn vẫn là oa lại đi mang nổi đi tiên võ cổ tộc bí mật chi địa bên trong từ ngoại giới xem ra nơi đây hoang tàn vắng vẻ bây giờ lại là bộc phát ra một cỗ thần quang ngay sau đó cả vùng không gian cũng bắt đầu ông ông tác hưởng đại địa cũng bắt đầu sụp đổ xuống chậm rãi một cái giống như vực sâu đồng dạng thông đạo bị mở ra lòng đất vô số tiên võ cổ tộc cường giả phấn chấn thành công mở ra thông đạo bọn hắn năm đó đi qua đại chiến bị phong ấn nơi đây. Bởi vì ám dạ tiên tộc phong ấn thuật quá mức lợi hại. Về sau mới bị tộc trưởng bài trừ, chỉ là không cách nào diện tích lớn rời đi, bọn hắn dứt khoát ngay ở chỗ này cầu. Cũng là những năm gần đây, bọn hắn tiên võ cổ tộc cường giả mới chậm rãi ra ngoài dò xét tình huống. Mà bây giờ, phong ấn rốt cục triệt để bị phá. Vô tận tuế nguyệt. Bọn hắn rốt cục xuất hiện lần nữa. Tiên võ cổ tộc lần nữa vương giả trở về. Cái kia tất nhiên báo thù rửa hận. Diệp Thanh Huyền cũng tại, hắn ở đây hồi lâu, chạy không được. Bây giờ nhìn xem một màn này, để trong lòng hắn có chút động dung. Hắn cũng không rõ ràng tiên võ cổ tộc vẫn tồn tại như cũ, đối tiên giới là tốt là xấu. Nhưng mà đối trần quân dạ tới nói, tỷ lệ lớn không phải cái gì chuyện tốt, miễn không được to lớn phiền phức. Khẽ lắc đầu. Bởi vì tiên võ tộc trưởng tựa hồ đã quay về đỉnh phong. Như vậy chỉ biết càng thêm cường đại à. Tiên võ tộc trưởng triệt để vỡ nát phong ấn về sau, thần sắc vô thường. Kỳ thật hắn sớm có thể làm được, dù sao lâu như vậy, phong ấn sớm đã có lỗ hổng, lực lượng tiêu hao phi thường lớn. Chỉ là thời cơ chưa tới, mà bây giờ hắn triệt để khôi phục trạng thái đỉnh phong, như vậy là thời điểm để tiên võ cổ tộc lần nữa hiện thế. Bên cạnh hắn, còn có rất nhiều tiên võ cổ tộc trưởng lão cường giả, không thiếu khuyết một chút tiên đế đại năng. Ta tiên võ cổ tộc lần nữa hiện thế, tất nhiên chấn động tứ phương. Tất cả tộc nhân nghe lệnh chung kiến ta tiên võ cổ tộc. Vâng, tộc trưởng. Vô số tộc nhân âm thanh đinh tai nhức óc. Tiếp lấy nhau nhau bước ra thông đạo. Bọn hắn không muốn lại cầu. Tộc trưởng, vĩnh dạ tiên đế bên kia nên như thế nào ứng đối? Có cường giả lo lắng nói. Bởi vì việc này khẳng định sẽ gây nên một chút động tĩnh, nếu như xử lý không tốt, đó chính là phiền toái cực lớn. Tiên võ tộc trưởng ánh mắt cực nóng. Ma tộc cái kia đỉnh phong tiên đế không có động tĩnh, vĩnh dạ tiên đế gần nhất cũng mai danh ẩn tích có lẽ hắn tại xung kích cảnh giới mà ta tiên võ cổ tộc hiện thế can hệ trọng đại tuyệt không cho phép có sai lầm như thế xem ra tuyệt đối không thể để cho vĩnh dạ tiên đế xung kích cảnh giới thành công nhất định phải ngăn cản với hắn xóa đi hậu hoạn hắn cũng là phát giác điểm này sau cảm thấy không thể chờ đợi thêm nữa cho nên lực lượng khôi phục về sau lập tức có hành động không muốn cầu nếu không thật làm cho vĩnh dạ tiên đế xung kích tuyệt tiên thành công vậy sẽ lại là bọn hắn ác mộng sẽ có phiền toái cực lớn ai cũng không muốn nhìn thấy bởi vậy chỉ có thể chủ động ra tay xuất kỳ bất ý tộc trưởng anh minh cực đạo đế cung sao tiên võ tộc trưởng nhìn xem một cái phương hướng bạn chuẩn bị xem nữ đế rời đi ta tiên đế vô địch tập 237 xem ra chỉ có thể từ cực đạo đế cung hạ thủ tiên võ tộc trưởng ánh mắt sáng rực bởi vì hắn biết cực đạo đế cung cùng vĩnh dạ tiên đế hiện nay quan hệ mật thiết. Có thể vĩnh dạ tiên đế lại không cái bóng. Như vậy chỉ có thể thông qua cực đạo đế cung tới dẫn xuất vĩnh dạ tiên đế, sau đó đem gạt bỏ. Đến nỗi ma tộc vị kia, tỷ lệ lớn sẽ không ra mặt. Bởi vì vị kia cùng vĩnh dạ tiên đế cũng là địch nhân, không có lý do ra mặt ngăn cản với hắn. Như vậy chờ hắn mục đích đạt tới về sau, lại ứng đối cái kia ma tộc cường giả chính là. Còn có thể bởi vậy đề cao tiên võ cổ tộc tại tiên giới uy vọng, để tiên võ cổ tộc xuất thế tức vương tạc nghĩ tới đây tiên võ tộc trưởng kêu một tiếng diệp tông chủ theo bổn tọa đi một chuyến ả à. lần này nên dùng đến diệp thanh huyền diệp thanh huyền không thể làm gì hắn đã thân bất do kỷ vâng sau đó trầm mặc ở một bên hắn biết tiên võ tộc trưởng tâm tư đến nỗi trần quân dạ có thể ngăn trở hay không hắn cũng không chắc tiếp lấy tiên võ tộc trưởng mang theo diệp thanh huyền cùng với khác cường giả liền dẫn đầu rời khỏi địch sáng ta tối xuất kỳ bất ý. Hơn nữa còn không thể để cho vĩnh dạ tiên đế sớm có chỗ phòng bị, như vậy tiên võ cổ tộc xuất thế thời điểm liền phải lấy thế xét đánh lôi đỉnh cầm xuống. Tốt nhất là có thể tìm tới ám dạ tiên tộc hạ lạc, cùng nhau xóa đi tốt nhất, đây cũng là mục đích của bọn hắn một trong. Còn lại cường giả thì chấn thủ tại tiên võ cổ tộc. Mà tiên võ cổ tộc đột nhiên xuất hiện, nay cũng gây nên một chút tồn tại lực chú ý. Hà, tình huống gì? Bất quá bọn hắn cũng là không hiểu ra sao, không rõ ràng cho lắm cực đạo đế cung trần tử diên trần tử hạo mang theo muội muội khắp nơi khoe khoang lý diệu chân các nàng đành phải bị ép mang nổi dù sao cũng nhàn không có chuyện làm mà lại nho nhỏ chỉ thực sự là quá đáng yêu tiểu tiên ngư tiểu tiên ngư kêu một tiếng xinh đẹp tỉ tỉ thôi tiếp tục lắc lư oa tốt trần tiên ngư không đại năng lý giải nhưng mà ngẫm lại ca ca tỉ tỉ cũng gọi như vậy xinh đẹp tỉ tỉ hảo ta nghe được lý diệu chân tức khác thoải mái không được ầm ầm bỗng nhiên một tiếng vang thật lớn chỉnh phương không gian đất dung núi chuyển đứng lên lý diệu chân đều hơi kém đứng không vững tranh thủ thời gian bảo vệ mấy cái oa sắc mặt ngưng lại xảy ra chuyện gì bọn hắn ở đây hảo hảo cực đạo đế cung cũng tuyệt đối an toàn như thế nào bây giờ cảm giác xảy ra vấn đề gì trần tử diên trần tử hạo đều cho sừng sốt tranh thủ thời gian che chở trần tiên ngư xinh đẹp tỉ tỉ tựa hồ cực đạo đế cung trận pháp bị phá nha khẳng định là có người xấu cái này khiến khuôn mặt nhỏ của bọn họ nhi nghiêm túc lại trần tiên ngư giật nảy mình ngoan ngoãn trốn ở ca ca tỉ tỉ trong ngực ngẩng đầu vừa đi vừa về nhìn xem ca ca tỉ tỉ có người xấu có người xấu ẩn ẩn có chút trở nên hưng phấn muội muội đừng sợ ca ca tỉ tỉ sẽ bảo hộ ngươi trần tử diên trần tử hạo cảm thấy chuyện này không đơn giản sau đó tranh thủ thời gian mang muội muội chạy trốn muội muội chúng ta nhanh đi tìm mẫu thân cùng cung chủ A. À, xinh đẹp tỷ tỷ ngươi cũng chú ý an toàn cùng lúc đó lãnh tuyệt xương hạ chỉ dao cũng phát giác như thế động tĩnh còn ngốc êm đẹp cực đạo đế cung lại bị đánh lén là ai có lá gan lớn như vậy phải biết bọn hắn đã chậm rãi quen thuộc không người quấy dày sinh hoạt lại tại lúc này phát sinh như vậy ngoài ý muốn để bọn hắn trở nên vô cùng ngương trọng lên bởi vì nói rõ đối phương rất mạnh mà lại cũng không kiên kỵ cực đạo đế cung thậm chí tính cả trận pháp bảo vệ đều có thể vỡ nát bọn hắn cái thứ nhất nghĩ tới chính là vĩnh chú thiên ma chẳng lẽ vĩnh chú thiên ma đột phá tuyệt tiên rồi bao quát cực đạo đế cung những cường giả khác lãnh tuyệt xương hạ chỉ giao các nàng cũng không lo được nghĩ tiếp lập tức hiện thân ra ngoài nhưng mà phát hiện vậy mà không phải vĩnh chú thiên ma cái này khiến các nàng trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng các hạ là người nào vì cái gì đối ta cực đạo đế cung ra tay lãnh tuyệt xương giận không chỗ phát tiết nàng đồng thời nhận không ra đối phương nhưng mà đối phương cường đại như thế à chuyện gì xảy ra bỗng nhiên chú ý tới một cái thân ảnh quen thuộc hai con người chớp động diệp thanh huyền ngươi đây là ý gì không đúng chuyện này không đúng diệp thanh huyền không có bị ma đế đánh chết hơn nữa còn xuất hiện lần nữa thậm chí tới cực đạo đế cung diệp thanh huyền trầm mặc mà tiên võ tộc trưởng không để ý chút nào lãnh cung chủ vĩnh dạ tiên đế ở đâu lãnh tuyệt xương con mắt nhắm lại người này khí tức phi thường cường đại cái này khiến nàng hô hấp phập phồng bởi vì lại là đến tìm trần quân dạ cũng không biết là tình huống gì có liên quan gì tới ngươi mà nếu đối phương là đến tìm phiền phức cái kia khách khí cũng không hề dùng hạ chỉ giao nỗ lực tìm kiếm ký ức ý đồ tìm xem nhìn xem phu quân cho nàng đề cập tới người này không có phát hiện không có chẳng lẽ còn có cái gì là nàng không biết dù sao xem ra tuyệt đối không phải chuyện tốt cái này khiến sắc mặt nàng vô cùng ngương trọng dù sao nàng con non cũng ở nơi đây à Tiên võ tộc trưởng cũng lười nói nhảm, hư lạnh một tiếng, gieo gió gặt bão. Đỉnh phong tiên đế chi uy bộc phát. Trực tiếp chụp vào lãnh tuyệt xương, trong khoảnh khắc, đem những cường giả khác chấn người ngưỡng mã phiên, tự thân khó đảm bảo. Hắn cũng không chịu trách nhiệm giải thích quá nhiều, mục đích minh xác chính là Trần Quân Dạ. Nếu Trần Quân Dạ không xuất hiện, như vậy diệt cực đạo đế cung. Trần Quân Dạ không xuất hiện cũng phải xuất hiện. Trừ phi Trần Quân Dạ có thể đối hết thảy bỏ mặc, không quan tâm đây hết thảy. Đồng thời còn nhắc nhở, Diệp tông chủ, đến lượt ngươi biểu hiện. Khoảng thời gian này bên trong, hắn đã đem Diệp Thanh Huyền khống chế, cho nên Diệp Thanh Huyền không có lựa chọn nào khác. Nghe nói là Diệp Thanh Huyền hướng phía hạ chỉ giao chụp tới. Linh Lung Tiên Đế, xin lỗi. Hắn bây giờ đã không suy nghĩ quá nhiều. Bất quá hắn xác thực muốn gặp Trần Quân Dạ một mặt, nhưng mà từ đầu đến cuối đều chưa từng gặp qua, bây giờ có lẽ cũng chỉ có thể dạng này. Đỉnh Phong Tiên Đế, mặc dù sớm có suy đoán nhưng mà tận mắt thấy vẫn là để lãnh tuyệt xương kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người không nghĩ tới tiên giới lại còn có như thế một tôn đáng sợ tiên đế ẩn tàng hơn nữa còn nhắm chuẩn chính là bọn hắn cực đạo đế cung cùng trần quân dạ các ngươi đến tột cùng là người phương nào nàng tuyệt đối ngăn không được thậm chí cực đạo đế cung đều có thể trong nháy mắt phi hôi yên diệt mà hạ chỉ giao cũng sẽ không là diệp thanh huyền đối thủ đối với phu quân lúc trước tông chủ nàng biết trong đó liên lụy tự nhiên sẽ không chịu phục. Ngăn không được cũng phải cản, chớ nói chi là cung chủ phân thân thiếu phương pháp, không có khả năng có sức mạnh trợ giúp nàng. Mà lại, đột nhiên xuất hiện một vị đỉnh phong tiên đế cấp bậc đáng sợ cường giả, vẫn là địch nhân, để nàng cũng rất cảm thấy ngoài ý muốn. Tuyệt đối lực lượng áp chế, chỉ có thể giao phu quân. Cũng là lúc này, Bao oa phát giác động tĩnh chạy tới, một nháy mắt liền bị chấn động đến sắc mặt trắng bệch đứng lên. Đồng thời, trên người bọn họ ngưng tụ ra một cái hư ảnh rõ ràng là đại ma đầu Trần Quân Dạ. Đem ba oa bảo vệ. Mà ba oa còn không có chú ý tới, chỉ biết mẫu thân cùng cung chủ đều bị khi dễ. Phụ thân phụ thân, nhanh cứu mẫu thân. Phụ thân phụ thân, còn có cung chủ. Cái nào chú ý đến nhiều như vậy, lập tức giao trà. Trần Tiên Ngư bị dọa đến không nhẹ, nhưng vẫn là đi theo ca ca tỉ tỉ ra dáng giao cha, nãi thanh nãi khí nói. Phụ thân phụ thân, nhanh, nhanh cứu lấy chúng ta nha. Toàn thân đều tại bát gấp, Hả? Tiên võ tộc trưởng lỗ tai đều bị nhao nhao lên kén. Ở đâu ra oa? Còn như thế nhiều. Sau đó sắc mặt kịch biến đứng lên. Bạn chuẩn bị xem nữ đế rời đi, ta tiên đế vô địch. Tập 238. Vĩnh dạ tiên đế, ngươi rốt cục xuất hiện. Tiên võ tộc trưởng thấy thế, nội tâm kinh hãi vô cùng. Bởi vì hắn phát hiện Trần Quân Dạ có vẻ như so hắn nghĩ còn kinh khủng hơn quá nhiều. Cỗ lực lượng này mang đến cho hắn một cảm giác tuyệt đối sẽ không có lỗi. Mà lại, có vẻ như còn không phải trần quân dạ bản thể càng giống là phong ấn tại mấy cái oa trên người lưu lại cường đại thủ đoạn tuyệt đối là phong ấn nếu không mấy cái oa sao có thể tiếp nhận kinh khủng như vậy lực lượng oanh nhưng sau đó trần quân dạ liền ngăn trở hắn uy năng đồng thời hướng phía hắn đánh tới cái này khiến tiên võ tộc trưởng ngực chập trùng lập tức đi ngăn cản gặp người xấu bị ngăn trở ba oa vui vẻ nhảy nhót đứng lên hoàn toàn không biết mức độ nghiêm trọng của sự việc Phụ thân, phụ thân. Phụ thân thật là lợi hại. Quả nhiên bị bọn hắn lắc ra khỏi tới rồi. Diên nhi hạo nhi tiên ngư. Hạ chỉ giao gặp phu quân thuận tay đẩy lui Diệp Thanh Huyền, vội vàng đi che chở mấy cái con non. Vì đề phòng vĩnh chú thiên ma, nàng biết phu quân một mực có lưu thủ đoạn, không nghĩ tới lại tại lúc này có đất dụng võ. Mẫu thân, mẫu thân. Ba oa cũng nhanh đi tìm mẹ ruột. Diệp Thanh Huyền bị chấn hộc máu trở ra, thần sắc kinh hãi. Trần quân dạ cường đại như vậy, vừa đối mặt, tiên võ tộc trưởng đều bị bức lui. Mà lại, xem ra cũng không phải là Trần Quân Dạ bản thể à. Trầm mặc, vô cùng trầm mặc. Lãnh tuyệt xương thì là đại thư một hơi, còn tốt Trần Quân Dạ có lưu thủ đoạn, không cầu giải quyết triệt để, chỉ cần có thể bức lui cái này không hiểu thấu cường giả nàng liền thỏa mãn. Mà lúc này Trần Quân Dạ cũng không biết thân phận của đối phương cùng lai lịch, càng không rõ ràng đối phương tại sao lại xuống tay với hắn, tóm lại có thể chính là ẩn tàng cường đại tiên đế, cũng là địch nhân nhưng là thấy đến Diệp Thanh Huyền cũng tại, hắn có thể phát giác trong đó có chỗ là lạ. Bất quá, này đã không trọng yếu. Tiên ma lưỡng đạo lực lượng bộc phát ra. Phong tỏa mảng lớn hư không. Hướng phía tiên võ tộc trưởng đánh tới. Thấy thế tiên võ tộc trưởng đều ngốc. Cỗ lực lượng này là tiên ma lưỡng đạo. Làm sao có thể? Trần quân dạ vậy mà tu tiên ma lưỡng đạo. Thầm nghĩ không được. Hắn đánh giá thấp trần quân dạ thực lực thế nhưng là trước đó cũng không nghe nói Trần Quân Dạ như thế cường hãn à? Chỉ là cùng Ma tộc cường giả kia chia năm năm mà thôi. Oanh, thế nhưng là một lần đụng nhau, liền để hắn tiên khu cùng thần hồn đều trở nên bắt đầu vặn vẹo. A, à, vĩnh dạ tiên đế, chờ chút. Diệp Thanh Huyền, hắn mới vừa vặn hiện thế, cũng không muốn liền như vậy vẫn lạc tại nơi này. Chớ nói chi là Diệp Thanh Huyền còn không có phát huy được tác dụng đâu. hắn không cam tâm. Oanh, sau một khắc tiên võ tộc trưởng trực tiếp bị xuyên thủng trần quân dạ không lưu tình chút nào nghiền ép mà đi vừa ra tay chính là toàn lực thẳng đến tiên võ tộc trưởng triệt để bị vỡ nát tốt tiên võ cổ tộc những cường giả khác gặp tộc trưởng vừa đối mặt liền bị diệt sát hơi kém không có học máu vĩnh dạ tiên đế là đại ma đầu vậy mà đáng sợ như thế tộc trưởng cũng không là đối thủ dọa đến hồn phi phách tán bọn hắn vừa mới hiện thế cũng không muốn nhanh như vậy vẫn lạc sau đó lập tức bắt đầu chạy trốn, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Thanh Huyền không nhúc nhích, hắn biết Trần Quân Dạ như thế cường hãn, như vậy chạy cũng là chạy không được. Coi như có thể chạy, cũng là trốn được lần đầu tiên, tránh không khỏi 15. Chỉ là vạn vạn không nghĩ tới, Trần Quân Dạ lần nữa trở lại đỉnh phong về sau, vậy mà là tiên ma lưỡng đạo. Ý nào đó nói cách khác, cùng ma đầu không khác. Trách không được lúc trước Trần Quân Dạ đối ma tộc một chút động tĩnh đều bỏ mặc mà trần quân dạ sao có thể như bọn hắn mong muốn tới còn muốn chạy rầm 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 mấy đạo quang mang nhanh chóng bắn mà đi nháy mắt đem vô số cường giả vỡ nát tốt ba tiểu chỉ đứng thành một hàng đều ngốc nhất là trần tử diên trần tử hạo như thế nào bọn hắn có loại ảo giác phụ thân là ma tộc là người xấu đâu lắc đầu giả khẳng định là giả phụ thân là đánh người xấu người tốt trần tiên ngư không rõ ràng cho lắm ngẩng lên đầu vừa đi vừa về nhìn một chút ca ca tỉ tỉ. Phụ thân thật là lợi hại. Sau đó lập tức bắt đầu thổi phồng. Nàng thật không nghĩ nhiều như vậy. Diên nhi hạo nhi tiên ngư, không có việc gì. Hạ chỉ ra ôm ba oa an ủi, thoải mái. Còn phải nhìn phu quân biểu hiện à. Chỉ là vẫn như cũ không rõ ràng lai lịch của đối phương, lại vì cái gì ra tay với bọn họ. Lãnh tuyệt xương hít thở sâu một hơi, trực tiếp bị Trần Quân Dạ đánh chết. Như thế xem ra, vĩnh chú thiên ma không ra, đồng dạng đỉnh phong tiên đế cũng không đủ trần quân dạ nhìn à trước đó trần quân dạ cùng vĩnh chú thiên ma khoa tay múa chân không phải trần quân dạ quá yếu mà là vĩnh chú thiên ma quá mạnh mẽ cực đạo đế cung cường giả dạ càng là đại thư một hơi không hiểu thấu dọa bọn hắn nhảy một cái kết quả cái này đỉnh phong tiên đế đã không còn hết thảy bình tĩnh lại trần quân dạ nhìn xem diệp thanh huyền hơi hơi trầm mặc diệp tông chủ từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ Hắn biết Diệp Thanh Huyền sẽ không dễ dàng vẫn lạc, bởi vì đó là tại Thanh Huyền Đạo Tông sân nhà tác chiến. Diệp Thanh Huyền cười ha ha một tiếng, Vĩnh Dạ Tiên Đế, hồi lâu không thấy. Sau đó tiếp tục trầm mặc. Ngươi là muốn biết những người này là người phương nào à? Bọn hắn là tiên võ cổ tộc người. Diệp Thanh Huyền dẫn đầu nói, hắn biết Trần Quân Dạ muốn làm rõ ràng hết thảy, cho nên mới sẽ giữ lại hắn, mà không lưu tình chút nào diệt tiên võ cổ tộc Đông Đảo cường giả. Dạ. Tiên võ cổ tộc Nghe tới cái này tiên tộc, để Trần Quân Dạ hơi sững sờ. Coi là như vậy tiên tộc đã biến mất không thấy gì nữa, không nghĩ tới tiên võ cổ tộc vẫn còn, còn có thể có như thế cường giả tọa chấn. Đây là vì cái gì? Có thể tiên võ vì cái gì ra tay với hắn? Đơn giản không hiểu thấu. Lãnh tuyệt xương hạ chỉ giao các nàng cũng là rất cảm thấy kinh ngạc, vậy mà là tiên võ cổ tộc cường giả xuất hiện lần nữa. Mà Diệp Thanh Huyền tiếp tục nói, bởi vì bọn hắn đoán ngươi là ám dạ tiên tộc người, cho nên muốn diệt trừ ngươi, xóa đi hậu hoạn, báo thù rửa hận. Đây đại khái là chủng tộc ở giữa nhân quả, chỉ sợ cũng là bởi vậy, tiên võ cổ tộc mới che giấu, mà cũng không phải là triệt để hủy diệt. Ám dạ tiên tộc. Trần Quân Dạ lần nữa lâm vào hồi ức. Hắn không nhớ rõ chính mình cùng ám dạ tiên tộc có quan hệ, mà lại ám dạ tiên tộc từ lâu biến mất không thấy gì nữa mới đúng. Lắc đầu, ta cùng ám dạ tiên tộc không liên quan. Thật sự là người đang bế quan bên trong, nôi từ trên trời tới lãnh tuyệt sương cùng hạ chỉ giao sắc mặt cổ quái ám dạ tiên tộc quan trần quân dạ chuyện gì không sao cái này khiến diệp thanh huyền một trận kinh ngạc không đúng sao có lẽ chỉ là trần quân dạ không biết à tóm lại này cũng không trọng yếu trần quân dạ hỏi lại một tiếng nay còn trọng yếu hơn sao diệp thanh huyền nhịn không được cười lên xác thực không trọng yếu tiếp lấy cũng không có giải thích quá nhiều nhìn về phía mấy cái oa bọn hắn đều rất không tệ không nghĩ tới Trần Quân Dạ oa cũng đã ba cái. Lại nhiều một cái. Xem ra Trần Quân Dạ xác thực không suy nghĩ quá nhiều, chỉ muốn sinh sống. Bởi vậy xem ra, Trần Quân Dạ sẽ không giữ lại hắn, bởi vì hắn đối hạ chỉ giao ra tay, vô luận bất luận cái gì nguyên do. Xác thực. Trần Quân Dạ tùy ý nói. Hắn có lẽ minh bạch, Diệp Thanh Huyền hẳn là vì điều tra lúc trước sự tình, mới có thể cùng tiên võ cổ tộc người cùng một chỗ à. Nếu không cũng sẽ không như thế. Điểm này cũng không khó nghĩ đến mà tiên võ cổ tộc mới ra, xác thực nói rõ lúc trước có thể cùng tiên võ cổ tộc có quan hệ, nhưng đây cũng không phải là lý do. Bạn chuẩn bị xem nữ đế rời đi, ta tiên đế vô địch. Tập 239, Diệp Thanh Huyền cũng quên đi tất cả. Vừa mới vị kia là tiên võ cổ tộc tộc trưởng, thật vất vả mới khôi phục đỉnh phong thực lực, thậm chí còn muốn lợi dụng ta tới đối phó ngươi, chỉ tiếc đã vẫn lạc. Hắn tựa như là nói một chuyện cười đồng dạng. Là rất đáng tiếc, hắn liền lợi dụng ngươi cơ hội đều không có trần quân dạ tùy ý nói diệp thanh huyền không thể phủ nhận nhưng cũng không hoàn toàn là ta tại tiên võ cổ tộc bí mật tri địa đã gần một năm tiên võ cổ tộc xác thực cường đại bất quá cũng đối ngươi không tạo được uy hiếp trần quân dạ cũng không thể phủ nhận mặc dù này thoạt nhìn như là một cái hiểu lầm nhưng mà tiên võ cổ tộc đã không có tồn tại tất yếu hắn không quan tâm chính mình phải trăng cùng ám dạ tiên tộc có liên quan cho dù có cũng không trọng yếu hắn chỉ vì chính mình mà sống diệp thanh huyền cười cười như thế cũng tốt vậy chúng ta tùy ý đi một chút đi trần quân dạ không có cự tuyệt phụ thân ba oa còn không làm rõ được tình huống diên nhi hạo nhi tiên ngư không thể quấy nhiễu phụ thân hạ chỉ giao lập tức thuyết phục trần quân dạ cười nói diên nhi hạo nhi tiên ngư phụ thân rất nhanh sẽ trở về hảo a phụ thân mẫu thân ba oa chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời mà lãnh tuyệt sương đại khái biết rõ ràng một chút tình huống nàng đều nghe được hơn nữa còn là loại này nhưng quả dưới vậy làm sao cũng phải có hành động lập tức toàn bộ tiên giới điều tra tiên võ cổ tộc hạ lạc một tên cũng không để lại nếu biến mất liền không có xuất hiện tất yếu mà lại tiên võ cổ tộc vừa mới xuất hiện như vậy tất nhiên có chỗ động tĩnh cùng tung tích tóm lại dễ dàng tìm tới vâng cung chủ cực đạo đế cung cường giả cũng bị giật nảy mình bây giờ sao có thể thoải mái trong lúc nhất thời cũng bắt đầu nhao nhao hành động không bao lâu phát giác động tĩnh chạy tới các phương cự phách phát hiện hết thảy đã kết thúc một mặt mộng bức đứng lên tình huống gì chẳng lẽ không phải vĩnh chú thiên ma xuất hiện rồi sao bọn hắn thế nhưng là đặc biệt tới nhìn một cái nếu không ai còn dám đối cực đạo đế cung hạ thủ kết quả đã kết thúc rồi người đâu rất nhanh bọn hắn biết được là tiên võ cổ tộc cường giả xâm phạm cực đạo đế cung về sau song song lộ ra vẻ chấn động không nghĩ tới tiên võ cổ tộc còn tại à hơn nữa còn có đỉnh phong tiên đế cường giả tọa chấn. Xác thực đáng sợ, nội tình thâm hậu không thể đo lường. Liên này, còn bị vĩnh dạ tiên đế cho diệt, đến nỗi vì sao? Hình như là bởi vì ám dạ tiên tộc. Cũng không dám nói, cũng không dám hỏi. Tóm lại, tiên võ cổ tộc lần này thật sự muốn không còn. Còn tốt còn tốt, chỉ là tiên võ cổ tộc không còn, có hay không đều giống nhau, dọa bọn hắn nhảy một cái. Không phải vĩnh chú thiên ma tới là được bất quá đi qua chuyện này cũng liền nói rõ vĩnh dạ tiên đế so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn đáng sợ đồng cấp đỉnh phong tiên đế đều có thể miều sát cũng liền nói rõ vĩnh chú thiên ma đồng dạng khủng bố nếu không vĩnh dạ tiên đế cũng sẽ không cùng vĩnh chú thiên ma lúc trước dây dưa thật lâu cũng không biết bọn hắn tu luyện thế nào khó có thể tin tin tức rất nhanh tại tiên giới truyền ra nghe nói tiên võ cổ tộc hiện thế cái gì tiên võ cổ tộc Cường đại như vậy tiên tộc không phải đã sớm biến mất ở tiên giới sao? Như thế nào sẽ còn xuất hiện? Ai biết được, có thể là có chỗ ẩn tình người bình thường không biết à, tóm lại tiên võ cổ tộc bỗng nhiên lại xuất hiện. Hơn nữa còn đối Vĩnh Dạ Tiên Đế ra tay. Ngay tại Cực Đạo Đế Cung phát sinh đại chiến. T, như vậy thần bí tiên tộc nhất định phi thường cường đại. Nếu không cũng sẽ không đối Cực Đạo Đế Cung hạ thủ. Cái kia Cực Đạo Đế Cung, tiên võ tộc trưởng nghe nói đã đứng hàng đỉnh phong tiên đế chi cảnh mà lại đã vẫn lạc bao quát nhiều vị tiên võ cổ tộc cường giả không một may mắn còn sống sót cực đạo đế cung bình yên vô sự a à, như vậy không chịu nổi một kích đó cũng không phải là nghe đồn vĩnh dạ tiên đế xuất hiện không có khả năng bỏ mặc kết quả lật tay ở giữa tiên võ cổ tộc cường giả liền toàn quân bị diệt t đỉnh phong tiên đế cường giả đều có thể gạt bỏ vĩnh dạ tiên đế nên có cỡ nào cường hãn đánh bại cùng gạt bỏ thế nhưng là hai cái y tứ nhất là tại cùng cảnh giới bên trong à. Khó có thể tin. Nói như vậy, ma tộc vị kia đỉnh phong tiên đế cũng rất khủng bố. Phải biết trước đó, vĩnh dạ tiên đế tựa hồ cũng cầm vĩnh chú thiên ma không có cách nào. Kết quả tiên võ tộc trưởng nhảy ra ngoài, lập tức liền bị trấn áp. Ở trong đó chênh lệch rất lớn à. Nguyên bản còn cảm thấy rất đại nhất sự kiện, bây giờ ngược lại thành một trò đùa một dạng, thành rất nhiều tu sĩ lúc rảnh rỗi đề tài câu chuyện. Đến nỗi trong đó có gì tình huống cụ thể, Bọn hắn đương nhiên không có cách nào biết. Lần này xem ra, Tiên Võ cổ tộc thật sự sắp biến mất. Không sai, Cực Đạo Đế cung sẽ không bỏ qua Tiên Võ cổ tộc, chớ nói chi là vĩnh dạ tiên đế. Nghe nói Cực Đạo Đế cung đã tại bốn phía điều tra Tiên Võ cổ tộc tung tích, bằng vào Cực Đạo Đế cung năng lượng, chắc hẳn rất nhanh liền sẽ có kết quả. Nhanh, chúng ta cũng đi tìm tìm Tiên Võ cổ tộc ở nơi nào. Cùng lúc đó Tiên Võ cổ tộc bí mật chi địa. Cái gì? Tộc trưởng vẫn lạc rồi biết được tin tức này tất cả tộc nhân đều thần sắc hoảng hốt đứng lên lưng phát lạnh bọn hắn mới vừa vặn đi ra kết quả tộc trưởng đã bị diệt đây không thể nghi ngờ là một cái đáng sợ ác mộng làm sao có thể phải biết tộc trưởng thế nhưng là đỉnh phong tiên đế cảnh giới thậm chí mang theo một nhóm cường giả chẳng lẽ hiện nay tiên giới đã đáng sợ như thế rồi sao đỉnh phong tiên đế tọa trấn đều không dùng thiên chân vạn xác vĩnh dạ tiên đế quá mức cường hãn tộc trưởng cũng không là đối thủ Cực đạo đế cung đã tại tìm kiếm khắp nơi ta tiên võ cổ tộc đặt chân chi địa, chắc hẳn rất nhanh liền sẽ tìm tới. Sớm biết bọn hắn liền không như vậy gióng trống khua chiêng chạy ra ngoài, náo bốn phía có thể nói là xôn xao. Bây giờ tộc trưởng cũng đã vẫn lạc, như vậy tất nhiên tai họa toàn bộ tiên võ cổ tộc. Bọn hắn không cam tâm, thế nhưng không có biện pháp. Tộc trưởng nhất định là bị tính kế, nếu không làm sao có thể dễ dàng như thế vẫn lạc. Tất cả mọi người run lẩy bẩy đồng thời, cũng là lòng đầy cam phẫn bọn hắn không tin tộc trưởng liền như vậy không chịu nổi một kích rõ ràng cũng là đỉnh phong tiên đế làm sao có thể ngăn không được vĩnh dạ tiên đế chớ nói chi là tộc trưởng tuyệt đối so đồng cấp cường giả càng thêm cường đại mấy phần mới đúng à đáng tiếc không có người cho bọn hắn giải thích nhanh trở lại lòng đất báo cái trùy thù tiếp tục cẩu đứng lên mới là chính sự vô số tộc nhân lập tức nhao nhao tuôn hướng thông đạo một lần nữa về tới trong lòng đất phảng phất xưa nay chưa từng tới bao giờ đồng dạng nhưng cuối cùng vẫn không có tránh thoát cực đạo đế cung nhìn rõ cực đạo đế cung cường giả rất mau tìm tới lãnh tuyệt sương tự mình tọa chấn tự tay hủy diệt toàn bộ tiên võ cổ tộc đến nước này tiên võ cổ tộc khôi phục kế hoạch triệt để thất bại vĩnh viễn biến mất ở tiên giới trong dòng sông lịch sử bên cạnh ma tộc xem xét tình huống này đều choáng váng êm đẹp tiên vực chính mình đánh nhau hay là bởi vì đã sớm biến mất tiên võ cổ tộc lần nữa hiện thế cụ thể vì sao không rõ ràng dù sao đã bị vĩnh dạ tiên đế chấn áp xuống dưới. Đáng tiếc à, quá đáng tiếc. Tiên võ cổ tộc quá bất tranh khí, bằng không, nếu như có thể cùng vĩnh dạ tiên đế lưỡng bại câu thương, vậy bọn hắn ma tộc chính là ngư ông đắc lợi à. Cuối cùng vĩnh dạ tiên đế vẫn là quá mức cường hãn, đồng cấp cường giả đều không phải đồ ăn. Bạn chuẩn bị xem nữ đế rời đi, ta tiên đế vô địch. Tập 240 Tiên võ cổ tộc cái này khúc nhạc dạo ngắn nhi qua đi, tiên giới lại quay về bình tĩnh. Nếu như một mực dạng này duy trì, cũng rất tốt. Nhưng Trần Quân Dạ biết, Vĩnh Chú Thiên Ma là không thành thật. Đối với những người khác có thể không có gì, nhưng mà đối với hắn mà nói, chính là quấy rầy sinh hoạt. Vĩnh Chú Thiên Ma có muốn hay không rời đi nơi này, cùng hắn không có một mao tiền quan hệ, cho nên đừng nghĩ đặt ở đỉnh đầu của hắn. Vì cho nhi nữ tạo nên một cái an toàn hoàn cảnh lớn lên, vì cho nhi nữ tranh một hơi, chỉ có thể lão phụ thân tiếp tục cố gắng. Đương nhiên, lần này trên người hắn nhân quả cũng giải quyết triệt để. Có lẽ vận mệnh chính là như thế đi, cái này khiến hắn có chút thổn thức. Đồng dạng, lần này diệt sát tiên võ tộc trưởng, để hắn có rõ ràng cảm ngộ. Cũng không phải tiên võ tộc trưởng cường đại cỡ nào có thể mang cho hắn loại kia cảm giác áp bách thúc đẩy hắn đột phá, mà là bởi vì địch nhân hai chữ. Uy hiếp được phu nhân, uy hiếp được nhi nữ, uy hiếp được bọn hắn một nhà an bình địch nhân. Cho nên khi đó hắn là không thể nào có tí xíu nương tay, thậm chí sẽ không trải qua suy nghĩ, hết thảy đều là vô ý thức hành vi, tựa như là cơ bắp ký ức một dạng mượt mà cũng chính là lần kia ra tay để hắn tiếp xúc đến một chút ảo diệu chính mình lực lượng ảo diệu vận dụng đến nhất cực hạn ảo diệu tuyệt tiên sao trần quân dạ lộ ra nở nụ cười lúc này hạ chỉ giao đi tới phu quân con non đều vô sự ngươi một tháng gần đây bên trong tiên võ cổ tộc diệt không có nỗi lo về sau con non đều đi cực đạo đế cung chơi mà nàng chỉ có thể trở về nhìn một cái bởi vì phu quân bế quan kết thúc người đều đi ra chỉ là đồng thời không có đột phá tu vi bất quá nàng không có nói cho con non trần quân dạ cười nói phu nhân ta không bế quan cái kia phu quân thế nhưng là có chỗ lĩnh ngộ hạ chỉ giao suy đoán nói xem như thế đi bất quá muốn lợi dụng hảo điểm này lĩnh ngộ cũng không dễ dàng đúng phu nhân linh lung tiên tộc nhưng có tuyệt tiên cường giả có nhưng mà tại lúc trước ta không cách nào tiếp xúc đến những cái kia tồn tại cho nên không sao phu nhân ngươi liền nói cho ta nghe một chút đi, trong truyền thuyết tuyệt tiên có cái dạng gì lực lượng đặc điểm tốt. Đặc điểm. Hạ chỉ giao suy nghĩ một lúc. Phu quân, mỗi một vị tuyệt tiên sở tu đều là không giống, không có khả năng liên miên bất tận, cho nên bọn hắn thành tựu tuyệt tiên con đường cũng là khác biệt. Tựa như là ngươi, tiên ma lưỡng đạo, một dạng khác biệt, tuy nói nếu như có thể tiếp xúc tuyệt tiên cường giả sẽ đối ngươi có chỗ trợ giúp, nhưng cũng vẫn như cũ cần tự thân lĩnh ngộ. Nếu phu quân hỏi, vậy ta cho phu quân chọn mấy cái tuyệt tiên cường giả nói một chút tốt cứ như vậy vợ chồng luận đạo luận mấy ngày mấy đêm đương nhiên là có giữa trận thời gian nghỉ ngơi cùng triền miên thời gian trong lúc bất trì bất giác trần quân dạ khí tức bắt đầu liên tục tăng lên cảnh giới buông lỏng để hắn lực lượng càng thêm cường đại đứng lên phu quân hạ chỉ giao đều choáng váng dạng này cũng được xem ra phu quân thật sự muốn đụng chạm đến tuyệt tiên trì cảnh trần quân dạ cười nói phu nhân có lẽ đây chính là tuyệt tiên à? Hả? Hạ chỉ giao không hiểu ra sao. Đâu còn chú ý đến nhiều như vậy, hưng phấn nói. Chúc mừng phu quân thành tựu tuyệt tiên. Đa tạ phu nhân giúp ta tu hành. Bất quá phu nhân, mọi chuyện còn chưa ra gì đâu. Khoảng cách chân chính tuyệt tiên còn cần một lần xung kích. Trần quân dạ tâm lý nắm chắc. Hắn đây chỉ là chân chính chạm đến, muốn thành công bước vào tuyệt tiên, còn hơi kém hỏa hầu. Nghe xong lời này, hạ chỉ giao lại hiếm thấy tùy hứng đứng lên. Ta mặc kệ, phu quân nhất định phải đột phá tuyệt tiên thành công. Gặp phu nhân cho mình sức ép lên, cái này khiến Trần Quân Dạ giờ khóc giờ cười. Nếu phu nhân ra lệnh, vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. Phu nhân, làm hộ pháp cho ta à? Vâng, phu quân. Hạ chỉ giao cũng rất quả quyết, không nói hai lời vận dụng nàng linh lung tiên thể. Tiên thể mặc dù là nàng, nhưng mà nàng cũng tương trợ qua phu quân, phần này lực lượng ràng buộc, nhất định sẽ trợ giúp cho phu quân. Trợ phu quân tu hành. Trần Quân Dạ đương nhiên không dám cười toe tué toét, ngồi xếp bằng ở một bên, móc ra vô số bảo vật, hội tụ mình lực lượng. Thời gian liền như vậy chậm rãi chảy xuôi. Cực đạo đế cung, Trần Tử Diên Trần Tử Hạo mang theo Trần Tiên Ngư bốn phía khoe khoang. Từ lần trước tiên võ cổ tộc xuất hiện, muội muội của bọn hắn xem như triệt để giấu không được. Muốn chính là loại hiệu quả này, đều biết bọn hắn có một người muội muội, cho nên đối Trần Tiên Ngư thương yêu không được, che chở chăm bề ăn ngon thú vị đều là muội muội tới trước. Mặc dù Trần Tiên Ngư có đôi khi cũng có thể để cho bọn hắn tức giận dơ chân, nhưng mà ngẫm lại là bọn hắn cùng phụ thân mẫu thân muốn muội muội, vậy thì Dương Dương cũng phải mang theo. Mà Trần Tiên Ngư cũng dần dần quen thuộc hoàn cảnh. Đối hết thảy đều phi thường tò mò. Nhưng cuối cùng vẫn là cái nho nhỏ oa, chơi mệt mỏi về sau rất dễ dàng tưởng niệm phụ thân mẫu thân. Ca ca tỷ tỷ, mẫu thân đâu? Ngang đầu hỏi thăm. Cảm giác đều có mấy ngày không gặp mẫu thân, chuyện này đối với nàng tới nói quá tàn nhẫn muội muội mẫu thân cũng bề bộn nhiều việc mẫu thân có chuyện quan trọng muốn làm trần tử diên trần tử hạo tranh thủ thời gian an ủi bọn hắn chỉ biết mẫu thân để bọn hắn mang nồi mẫu thân liền trở về trần tiên ngư cẩn thận suy nghĩ một chút tận lực bồi tiếp một bộ ta mặc kệ ta mặc kệ bộ dáng ta muốn mẫu thân ta muốn mẫu thân nắm tay nhỏ đều nắm lại bắt gấp không được cái này khiến làm ca ca tỷ tỷ đau cả đầu sứt đầu mẻ chán đứng lên. Muội muội phải ngoan. Muội muội, ca ca tỷ tỷ dẫn ngươi đi chơi rất hay nhi địa phương tốt. Ta không muốn, ta không muốn, ta liền muốn mẫu thân. Trần Tiên Ngư hơi kém không có một khóc hai nháo ba thất cổ đứng lên. Đột nhiên toàn bộ không trung đều tràn ngập một luồng khí tức đáng sợ. Cái này khiến Trần Tiên Ngư ngẩn ngơ, con mắt trừng lớn, ngước đầu nhìn lên, cũng quên muốn nương. Khổ tâm mang nổi Trần Tử Diên Trần Tử Hạo cũng không đoái hoài tới thuyết phục muội muội lẳng lặng nhìn một màn này, xảy ra chuyện gì? Chỉ cảm thấy rất lợi hại dáng vẻ. Một bên khác, lãnh tuyệt sương phát giác động tĩnh về sau cũng triệt để không bình tĩnh. Đây là tuyệt tiên, tuyệt đối là tuyệt tiên. Nếu không sẽ không đáng sợ như thế, càng sẽ không cho nàng khổng lồ như vậy cảm giác áp bách. Đây là đột phá cảnh giới biểu tượng. Mà cái hướng kia là Trần Quân Dạ vị trí. Nói cách khác, Trần Quân Dạ thật sự đột phá tuyệt tiên chi cảnh. Quá tốt rồi này so với nàng tưởng tượng phải nhanh rất nhiều, dù sao cũng là đại cảnh giới vượt qua, mà lại khác tuyệt tiên cường giả đều chưa thấy qua, đơn thuần Trần Quân Dạ tự động tìm tòi. Này thiên phú là thật nghịch thiên à. Lãnh tuyệt sương mỉm cười. Cung chủ cung chủ, Trần Công Tử đột phá. Tô Thanh Tuyết một trận cuồng hỉ. Cái chỗ kia là hạ chỉ giao cùng Trần Quân Dạ vị trí, trừ bọn hắn đang làm chuyện, nàng nghĩ không ra sẽ có những người khác. Mà lại động tĩnh như vậy, khẳng định là Trần Quân Dạ thành công đột phá tuyệt tiên dấu hiệu. Quá tốt rồi. Cái kia kể từ đó, vĩnh chú thiên ma mục đích liền phải thất bại. Một cách tự nhiên liền sẽ không là uy hiếp, cũng sẽ không ảnh hưởng đến ba oa một nhà. Tuyệt tiên. Khác cực đạo đế cung cường giả toàn thân chấn động. Không nghĩ tới thật đúng là có thể nhìn thấy một vị tuyệt tiên sinh ra. Khủng bố như vậy. Trong lúc nhất thời toàn bộ cực đạo đế cung đều sôi trào lên. Chỉ có ba oa phản xã cung hơi dài một chút. Bạn chuẩn bị xem nữ đế rời đi, ta tiên đế vô địch. Tập 241 cùng lúc đó toàn bộ cực thiên đạo tiên vực cường giả đều có chỗ phát giác nhao nhao ngước đầu nhìn lên đây là đột phá cảnh giới khí tức hảo hảo đáng sợ này nên là cảnh giới cỡ nào lại là vị nào tiên đế tại làm đột phá nội tâm rung động bị cỗ lực lượng này ảnh hưởng bọn hắn đương nhiên cũng có chỗ không thoải mái nhưng mà tựa hồ phản kháng vô hiệu này chẳng lẽ trong truyền thuyết tuyệt tiên chi cảnh tuyệt đối là tiên đế đột phá cũng không có đáng sợ như thế khí tức tiết lộ à là vĩnh dạ tiên đế tuyệt đối là vĩnh dạ tiên đế trừ khả năng này bọn hắn nghĩ không ra khác không nghĩ tới vĩnh dạ tiên đế thật sự đột phá đến như vậy cảnh giới còn như thế nhanh chưa từng nghe thấy hả à. bọn hắn cũng chưa từng thấy qua tuyệt tiên cường giả kể từ đó sợ là càng không có người có thể ra vĩnh dạ tiên đế tả hữu mà cỗ lực lượng này vẫn tại lan tràn tiên vực các phe cự phách phát giác về sau nhao nhao hiện thân lộ ra sợ hãi thán phục thần sắc như vậy lực lượng là tuyệt tiên chi cảnh. Bọn hắn đều là đỉnh cấp đại năng, cùng mình lực lượng vừa so sánh, cũng rất dễ dàng nghĩ đến. Cái này khiến bọn hắn hít vào một ngụm khí lạnh. Tuyệt tiên, xem như một cái rất xa lạ từ ngữ. Bởi vì thành tựu tuyệt tiên quá khó khăn, cơ bản chưa thấy qua. Vĩnh dạ tiên đế, rốt cục vẫn là thành tựu tuyệt tiên. Còn cần nói, trừ vĩnh dạ tiên đế, sợ là không người có loại này năng lượng. Chớ nói chi là còn như thế nhanh vạn vạn không nghĩ tới à, này cũng quá nhanh. Làm bọn hắn chua chua không được. Nhưng cũng ao ước không đến, thiên phú loại vật này, không cưỡng cầu được. Chỉ là không biết vĩnh dạ tiên đế sao đột phá. Rất muốn đi hỏi một chút. Có thể lại không lớn dám. Sau đó nội tâm liền sảng khoái đứng lên, vĩnh dạ tiên đế đứng hàng tuyệt tiên, ma tộc vị kia đến lượt gấp à. Giải quyết ma tộc sự tình, cũng ở trong tầm tay. Bọn hắn đi theo được lợi liền nhìn vĩnh dạ tiên đế muốn làm thế nào. Ha 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 ha, sảng khoái. Bên cạnh ma tộc tại chỗ liền luống cuống. Cỗ khí tức này, chẳng lẽ là tuyệt tiên? Không được, vĩnh dạ tiên đế vậy mà thật sự đột phá cảnh giới. Nguy, lui, lui, lui. Mặc dù vĩnh dạ tiên đế không nhất định liền sẽ đánh bọn hắn, nhưng mà bọn hắn cũng không muốn nhìn thấy một màn này. Bởi vì như thế vừa đến, vĩnh chú thiên ma áp lực như núi à. Lực lượng không cân bằng, vĩnh chú thiên ma rất dễ dàng bị đánh. Cái kia bốn bỏ năm lên cũng liền tương đương với bọn hắn bị đánh. Khó chịu. Cừu khôi sắc mặt đều đen. Tiểu nhân còn không có xúi dục, không nghĩ tới vĩnh dạ tiên đế trước đột phá tuyệt tiên. Nay có thể làm thế nào? Mà hắn thật vất vả nghe nói lại nhiều một cái nho nhỏ tới, dự định xúi dục. Kết quả một mực không có cơ hội. Xong đột phá cảnh giới khí tức phóng thích, kéo dài hồi lâu, cuối cùng mới chậm rãi thu liễm lại đi hiển nhiên là bị Trần Quân Dạ thích ứng, từ đó triệt để trưởng khống. Giờ này khác này Trần Quân Dạ thường thường không có gì lạ đè xuống thuộc về tuyệt tiên chi cảnh lực lượng. Cảm giác cường đại xác thực gọi người lòng tin mười phần, cười nói, phu nhân, may mắn không làm nhục mệnh. Phu quân, chúc mừng ngươi. Hạ chỉ giao cũng thoải mái. Phu quân đột phá tuyệt tiên. Ổn ổn. Ở đây không có người có thể khi dễ bọn hắn con non, lại càng không có người quấy dày bọn hắn một nhà an bình. Phu nhân, nay cũng có người to lớn công lao trần quân dạ ăn ngay nói thật linh lung tiên thể đối với hắn cải biến rất lớn đây là cơ sở chính hắn hết thảy là căn bản vợ chồng bọn họ luận đạo là trợ lực thiếu một thứ cũng không được phu quân đó là đương nhiên hạ chỉ giao không có khách khí dương dương tự đắc đứng lên bất quá nàng cũng rõ ràng cuối cùng vẫn là dựa vào phu quân tự thân hai vợ chồng giúp vào với nhau rất nhanh trở nên hàm tình mạch mạch đứng lên thừa dịp oa không nhớ tới nói cái yêu thương phát tiết một chút cảm tình dù sao không có gì có thể lo lắng đã phụ thân mẫu thân phụ thân mẫu thân phụ thân mẫu thân đột nhiên ba oa trở về cộc cộc cộc, cộc chạy như bay đến bọn hắn là nghe cung chủ nói phụ thân sau khi đột phá không nói hai lời lập tức gấp trở về hai vợ chồng thấy thế đành phải thôi để nói sau à diên nhi hạo nhi tiên ngư sau đó hai vợ chồng ôm lấy ba tiểu chỉ một trận hiếm lạ phụ thân đột phá tu vi rồi. Cung chủ nói với chúng ta nha. Cho nên chúng ta tranh thủ thời gian tới nhìn một cái phụ thân mẫu thân. Ba oa lao nhau, hưng phấn không được. Trần Tiên Ngư có chút chen miệng vào không lọt, cái kia chỉ có thể chừng mắt mắt to vừa đi vừa về nhìn một chút. Ừm, phụ thân xác thực đột phá. Trần Quân Dạ cũng không có dấu giếm. Hai tử lớn rồi, lớn lên rất nhanh. Nên biết càng nhiều. Phụ thân thật là lợi hại. Phụ thân lợi hại nhất. Ba oa hưng phấn không được, sau đó tranh thủ thời gian dâng nụ hôn. Phụ thân cụ thể bao nhiêu lợi hại không rõ ràng lắm, nhưng mà biết phụ thân lợi hại hơn liền đủ. Về sau bọn hắn giao cha cũng giao càng thêm thư thái. Trần Tiên Ngư gặp ca ca tỷ tỷ bộ dạng này thổi phồng phụ thân, nàng tự nhiên cũng không cam chịu yếu thế, nãi thanh nãi khí nói, phụ thân thật là lợi hại. Giấu ở Trần Quân Dạ trong ngực, tay nhỏ lay ở Trần Quân Dạ mặt, ngang đầu dâng nụ hôn. Cái này khiến lão phụ thân hiếm lạ không được không được, toàn thân sảng khoái. Hạ chỉ giao mỉm cười nâng cầm lên, lặng lặng nhìn hài tử cha cùng con non nhóm. Thời gian phảng phất giống như tại lúc này dừng lại thành vĩnh hằng. Cứ như vậy, người một nhà tại trong vui sướng vượt qua một ngày này. Về sau Trần Quân dạ bọn hắn đều đi cực đạo đế cung. Sau đó bị chúc mừng một trận. Sắp xếp cẩn thận hai oa về sau, Trần Quân dạ hạ chỉ giao hai vợ chồng liền tạm thời rời khỏi cực đạo đế cung. Đi làm đại sự. Phụ thân mẫu thân bái bai Ba Oa không biết tình huống gì, nhưng mà cũng phải bái bai. Hiểu chuyện đáng thương. Bao quát Trần Tiên Ngư cái này nho nhỏ Oa. Thanh tuyết tiểu di, phụ thân mẫu thân đi đâu rồi? Ừm, các ngươi phụ thân mẫu thân đi đánh người xấu. Tô Thanh Tuyết cười nói. Đánh người xấu, quá được rồi. Nghe xong lời này, ba oa liền càng thêm vui vẻ. Vậy bọn hắn cũng không thể không hiểu chuyện. Lãnh tuyệt xương lẳng lặng nhìn Trần Quân dạ hạ chỉ giao rời đi nàng đương nhiên biết rõ hai vợ chồng đi làm cái gì. dù sao Trần Quân Dạ thành công đột phá tuyệt tiên chi cảnh liền mang ý nghĩa đánh vỡ cân bằng. như vậy là nên giải quyết một chút phiền toái. cái phiền toái này đương nhiên là vĩnh chú thiên ma ma tộc không tính là cái gì. chỉ là như vậy tử sẽ quấy dày vĩnh chú thiên ma đột phá. không quan hệ. Trần Quân Dạ là vì thực hiện ước định mà đi, tuyệt đối không phải chuyên môn ngăn cản vĩnh chú thiên ma xung kích tuyệt tiên. lãnh tuyệt xương hít thở sâu một hơi. lần này qua đi ngươi cũng là nên làm ra lựa chọn à. Nàng cũng không sợ vĩnh chú thiên ma kiếm chuyện. Bởi vì chỉ cần Trần Quân Dạ có thể cầm chắc lấy vĩnh chú thiên ma, như vậy vĩnh chú thiên ma nói không chừng còn có thể trở thành tiên vực một thành viên đỉnh cấp cường giả. Để 33 tiên vực càng thêm cường đại. Bất quá vĩnh chú thiên ma tình huống lại tương đối đặc thù, thực lực cường đại, tùy tâm sở dục, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Mà Trần Quân Dạ tình huống một dạng tương đối đặc thù. Như vậy nói cách khác, một khi có kết quả, trần quân dạ liền có thể lựa chọn có lẽ là lưu tại tiên vực lại có lẽ là tiến về ma tộc trấn áp ma uyên trở thành một cái đại ma đầu hai người bọn họ chính là phức tạp như vậy à được rồi mặc kệ trần quân dạ tiên ma lưỡng đạo lựa chọn thế nào đều không gì đáng trách người khác cũng tìm không thấy lý do chỉ cần ba cái oa tốt hơn liền đủ